cạch cạch. Trong nháy mắt, vòng cấm chế trong suốt, vô hình phía trước giống như một tấm gương bị nghiền nát, tức thì vỡ tan. Siêu siêu. Đồng thời, cấm chế biến mất, một cỗ kình khí bàng bạc khuếch tán khiến cho toàn bộ sân rộng run rẩy kịch liệt giống như địa chấn khiến cho chúng cường giả phải bộ trí hộ thân cương khí. Cỗ khí tức này bàng bạc không gì sánh được, những người thực lực thấp một chút trực tiếp bị đánh bay đi. Siêu siêu. Cấm chế bị tiêu tan, phía trước sân rộng lộ ra, mọi người bắt đầu xô trào. Tiến lên, phía trước có bảo vật. Chân khí, linh lực bạo phát, sát biên giới sân rộng, không biết là ai nói ra câu này, trong nháy mắt có một đám chân khí, linh lực cường hãn khuếch tán. Từng đạo thân ảnh ở sát biên giới sân rộng giống như thiểm điện phóng về phía trung tâm sân rộng. Người cản ta chết. Đừng chặn đường. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt trên không trung có vô số bóng người bắn lên, trong nháy mắt có người giao thủ với nhau. Không ít người thực lực thấp trực tiếp bị đánh cho phụt máu rơi xuống mặt đất. Từng tiếng âm thanh bạo liệt vang lên không ngừng. Long tranh hổ đấu a. Nhìn cảnh này, Lục Lâm Thiên nhíu mày, gặp bảo vật sợ rằng ai cũng không lưu tình với ai. Bản tính của nhân loại vốn là tham lam và ích kỷ, người có thể thu liễm bản tính này liệu có được mấy người đây? Chúng ta cũng vào thôi. Nếu đã tới mộ địa của cường giả viễn cổ thì không thể tay không mà về được. Lam Thập Tam nhìn không ít bóng người phun máu từ trên không trung rơi xuống thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, sư phụ Chí Thánh Đại Đế đã sớm nói cho hắn biết có cấm chế, muốn có bảo vật tốt không thể dễ dàng như vậy được. Mọi người tự động nhảy lên mang theo sự kích động tiến về phía trung tâm sân rộng. Khi mọi người đi tới trung tâm sân rộng thì nơi này đã sớm có người đứng trước không gian gợn sóng kia. Mọi người nhìn khu vực bị không gian gợn sóng bao phủ, trong khu vực này có 30 đạo quang mang không ngừng xoay tròn. Bên trong 30 đạo quang mang này hẳn là có vật gì đó. Trong không gian bị gợn sóng không gian bao phủ mơ hồ có một thân ảnh đang ngồi đó. Mọi người nhìn kỹ vào thân ảnh này, gợn sóng không gian không ngừng lóe lên lập tức khiến cho linh hồn mọi người cảm thấy đau đớn. Uy áp thật mạnh mẽ. Mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, cỗ uy áp này quả thực quá mạnh mẽ, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng khiến cho linh hồn đau đớn và cảm thấy áp lực khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng. Lúc này tất cả những người chạy tới, ánh mắt đều nhìn vào 30 đoàn quang mang đang xoay quanh trong không gian gợn sóng kia. Trong mắt tất cả mang theo sự nóng bỏng, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy rõ bên trong là vật gì, thế nhưng thứ có thể xuất hiện tại nơi này tuyệt đối là bảo vật. Nhưng mà mọi người nhìn chăm chú vào không gian gợn sóng này cũng không có ai dám là người đầu tiên đi tới. Trong lòng ai cũng có chút cố kỵ, nơi này sợ rằng không dễ tiến vào như vậy. Bất kỳ địa phương nào có bảo vật đều có nguy hiểm. Cường giả viễn cổ tuyệt không đem bảo vật cho người khác dễ dàng như vậy. Khục! Trong đoàn người, chúng cường giả vừa mới xuất thủ đại chiến lúc này đều đi tới trước không gian gợn sóng. Huyền Minh Tôn giả nhíu mày ho khan một tiếng rồi nói. Bảo vật ngay trước mắt, không ai dám xuất thủ sao? Nói xong đám người Huyền Minh Tôn giả cùng người linh vũ giới chậm rãi tiến lên phía trước. Đám người linh vũ giới này muốn làm cái gì? Loại chuyện như thế này không phải linh vũ giới không bao giờ cam chịu làm kẻ đi đầu mới phải chứ? Đạm Đài Tuyết Phi nhíu mày, nghi hoặc nói. Để ý tới bọn chúng làm gì, tất cả mọi người lui về phía sau một chút. Lục Lâm Thiên trầm ngâm nói. Ngón trỏ sờ cái mũi rồi mỉm cười. Sư phụ đã sớm bố trí cấm chế, muốn nhận được mấy thứ bên trong tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nói xong, Lục Lâm Thiên lập tức bảo đám người Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá lùi về phía sau. Mọi người cũng không biết vì sao Lục Lâm Thiên lại lùi lại, do dự một lát những người đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên đều lùi lại theo ý hắn. Mà ngay khi đám người Lục Lâm Thiên lùi lại, Huyền Minh Tôn giả cùng người linh vũ giới đã đi tới gần không gian gợn sóng, nhìn 30 đạo quang mang không ngừng xoay tròn trong không gian gợn sóng. Bên trong 30 đạo quang mang xoay tròn, có khả năng là trọng bảo, trong mắt Huyền Minh Tôn giả khó giấu được vẻ nóng bỏng. Cánh tay phải vung lên, một đạo chảo ấn trong tay xuyên qua không gian gợn sóng trực tiếp chộp vào một đạo quang mang bên trong. Siêu siêu! Lúc này quang mang kia không ngờ lại bị Huyền Minh Tôn giả lấy ra. Nhanh đoạt bảo vật, không có nguy hiểm. Tiên hạ thủ vi cường, đoạt bảo vật. Hầu như cùng lúc đó, từng tiếng hét lớn vang lên. Nhìn thấy Huyền Minh Tôn giả thu được bảo vật, đám người đang cảnh giác cao độ cũng đã không nhịn được nữa.
chỉ cần chậm trễ trong nháy mắt cũng đã tương đương với việc dâng bảo vật cho người khác. Tức thì từng đạo thân ảnh trực tiếp nhảy tới phía trước. Siêu! Cùng lúc đó, ngay khi Huyền Minh Tôn giả muốn thu quang mang vào trong tay thì cả không gian gợn sóng này đột nhiên xuất hiện ba động. Ba động vô cùng nhỏ thế nhưng cũng khiến cho không ít cường giả cảm nhận được, ánh mắt cả đám lập tức trầm xuống. Siêu siêu! Đồng thời từ trong không gian gợn sóng có một cỗ lực lượng bắn ra. Không tốt! Huyền Minh Tôn giả thầm hô một tiếng không tốt, bảo vật bắt ra còn chưa kịp thu lại, thân hình lập tức có phản ứng, giống như thiểm điện bắn về phía sau, sắc mặt đại biến. Những người khác của Linh Vũ giới nhìn thấy Huyền Minh Tôn giả rút lui cũng thối lui theo. Thế nhưng trong dòng người chen chúc chạy tới đoạt bảo, nhìn thấy đám người Huyền Minh Tôn giả lùi lại cả đám vô cùng sửng sốt. Lúc này mọi người mới cảm nhận được ba động phía trước, đồng loạt thi triển thân pháp lui lại, chỉ tiếc vẫn chậm một bước. Siêu! Từ bên trong không gian gợn sóng có một trận ba động, một cơn lốc lớn đột nhiên xuất hiện. Cơn lốc phô thiên cái địa trong nháy mắt hóa thành một cơn cuồng phong, lấy không gian gợn sóng làm trung tâm khuếch tán ra tứ phía. Cơn lốc mạnh mẽ này không ngờ lại hoàn toàn do linh hồn lực hùng hậu ngưng tụ, hoàn toàn chính là linh hồn phong bạo. Cơn lốc bằng linh hồn này nhanh chóng quét tới 8 người gần nhất, vô số đạo linh hồn gợn sóng khiến cho không gian cuồng bạo. Toàn bộ không gian to lớn lúc này vặn vẹo liên tục. Cường giả bị cơn lốc bằng linh hồn mạnh mẽ này bao vây tức thì kinh hãi. Trong gợn sóng bằng linh hồn mạnh mẽ này có một cỗ linh hồn lực vô cùng khó phát hiện đánh tới. Mọi người hầu như không có một chút sức phản kháng nào, linh hồn lực tức thì phá hủy phòng ngự của mọi người rồi lập tức đánh vào không gian trong đầu. Phanh phanh phanh, từng đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trên không trung rơi xuống sân rộng. Trong cơn lốc bằng linh hồn dường như có tiếng sấm nổ vang vọng, động tĩnh vô cùng lớn. Tiếng sấm ì ùng quanh quẩn trong không trung. Mau lùi lại, lùi nhanh. Mọi người hét lớn, linh hồn mạnh mẽ như vậy khiến cho ngay cả cường giả tôn cấp cũng không thể chống lại, cả đám vội vàng thối lui. Hừ, Huyền Minh Tôn giả nhanh chóng chạy trốn, tuy rằng chật vật thoát khỏi nguy hiểm thế nhưng phạm vi ảnh hưởng của cơn lốc bằng linh hồn này cũng quá rộng lớn khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào. Quan trọng hơn là linh hồn đã bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa khiến cho hắn bị thương nặng. Linh hồn phong bạo này khiến cho hắn không thể kháng cự. Trong lòng hắn lúc này không khỏi hít sâu một hơi, vô cùng kinh hãi. Huyền Minh Tôn giả tránh được một kiếp, thế nhưng đối với không ít cường giả khác trên sân rộng mà nói, quả thực chính là một cơn ác mộng. Cơn lốc bằng linh hồn cường hãn nhanh như thiểm điện bắn tới. Vô số thân ảnh trên không trung đột nhiên dừng lại sau đó lập tức rơi xuống mặt đất. Những người không kịp lùi lại trong nháy mắt bị cuốn tới, không thể chạy trốn. Biến cố đột nhiên xảy ra như vậy khiến cho mọi người bị trọng bảo mê hoặc tỉnh lại. Trong lòng vô cùng kinh hãi, chân khí, linh lực trong cơ thể không hề bảo lưu mà bạo phát. Vô số thân ảnh chật vật lui về phía sau như chạy trối chết, hận không thể chạy nhanh hơn một chút. Cơn lốc bằng linh hồn kinh khủng khuếch tán tới một cấp độ nhất định thì lập tức biến mất. Khi tất cả mọi thứ khôi phục lại như lúc ban đầu thì trong đầu mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Những người vừa mới tránh thoát được một kiếp còn chưa hoàn hồn lại được. Mà khi mọi người nhìn về phía sau lưng mình thì trên mặt đất đã có thêm không ít thi thể, mỗi một cỗ thi thể trên người không có bất kỳ một vết thương nào. Tất cả đều bị linh hồn công kích trực tiếp phá hủy linh hồn mà ngã xuống. Nhân số trên sân rộng vốn chỉ có 600-700 người mà thôi, lúc này thi thể có trên 100, đều chết ở dưới cơn lốc bằng linh hồn đáng sợ kia. Trong hơn 100 người này ngay cả cường giả tôn cấp cũng có 2 người. Hai cường giả tôn cấp này chính là hai tán tu nhanh chân nhất lao tới cho nên cũng là hai kẻ hoàn toàn không kịp phản ứng. Cơn lốc linh hồn thật khủng khiếp. Những người tránh thoát một kiếp không khỏi hít sâu một hơi. Cường giả tôn cấp cũng có kết cục như vậy. Cơn lốc bằng linh hồn vừa rồi bọn họ tuyệt đối không thể chống lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cực kỳ bình tĩnh, trên 100 cường giả, bên ngoài đều là tồn tại lừng lẫy, thế nhưng trong nháy mắt lại ngã xuống trong này. Không thể không nói sự mê hoặc của bảo vật quá lớn, không ai có thể chống lại. Lục trưởng môn, sao ngươi biết nơi này có nguy hiểm? Sau khi mọi người khôi phục tinh thần, đám người Diệu Linh Tôn giả hỏi Lục Lâm Thiên. Vừa rồi cũng vì Lục Lâm Thiên cho nên bọn họ mới thoải mái lùi lại như vậy. Đoán! Lục Lâm Thiên vuốt mũi, mở miệng cười nói. Chết tiệt! Trong đám người Linh Vũ giới, sắc mặt Huyền Minh Tôn giả vô cùng khó coi. Trong giới có hai vương giả vương cấp lùi lại hơi chậm một chút cho nên bị cơn lốc bằng linh hồn kia đánh chết.
Siêu siêu. Cơn lốc linh hồn tiêu tán, lúc này trong không gian gợn sóng truyền đến mấy tiếng ba động. Ba động truyền ra, 30 đạo quang mang kia lập tức xuyên qua không gian gợn sóng lơ lửng trên không trung. Siêu siêu. Những quang mang này sau khi xuyên qua không gian gợn sóng lập tức tiêu tán. Trong quang mang lúc này có một cỗ năng lượng ba động bàng bạc vô cùng đáng sợ đang từ từ tràn ra. Đột nhiên có từng đạo lưu quang các màu khác nhau lan tràn. Lưu quang càng lúc càng chói mắt, trong từng đạo lưu quang này đều ẩn chứa năng lượng uy áp hùng hậu. Siêu. Cảm nhận cỗ năng lượng bàng bạc đáng sợ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức chú ý. Hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ này lan tràn ra, năng lượng bàng bạc khiến cho mọi người bị áp chế tuyệt đối, ngay cả cường giả tôn cấp cũng không ngoại lệ. Cạch cạch. Khí tức quỷ dị này lan tràn, gợn sóng ở bốn phía sân rộng lập tức khuếch tán. Mau nhìn, linh khí, 30 kiện linh khí. Khí tức bên trên không tầm thường, đều là linh khí địa cấp. Là hồn khí địa cấp. Vũ linh khí địa cấp. Mọi người kinh hô, 30 kiện linh khí địa cấp, tuyệt đối làm người ta khiếp sợ, trên đại lục tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp, dù sao chưa ai nghe nói qua có ai hiện tại cầm thần khí đi khắp nơi. 30 kiện linh khí địa cấp, cũng chỉ có cường giả viễn cổ mới lấy ra được a. Lạc Kiến Hồng nhìn chằm chằm không gian phía trước, ánh mắt cực kỳ cảm khái. Ánh mắt mọi người đỏ đậm, linh khí địa cấp tuyệt đối hấp dẫn thật lớn. Nhưng vì e ngại nguy hiểm nên chưa ai dám đi lên tranh đoạt, mọi người chỉ xem chừng lẫn nhau. 30 kiện linh khí địa cấp. Lục Lâm Thiên nhíu mày, đủ loại linh khí địa cấp đao thương kiếm kích, không phải số lượng nhỏ, mỗi kiện đều là bảo vật. Đi. Trong đám người, thần kim các địa cương vương xuất ra một khối khôi lỗi tứ cấp, khôi lỗi lao về phía trước, nháy mắt đem một kiện vũ linh khí kiếm hình địa cấp chộp vào trong tay. Vũ linh khí bị khôi lỗi bắt lấy nhưng không có chút phản ứng. Trên mặt địa cương vương lộ ra ý cười. Không có nguy hiểm. Cơ hồ đồng thời mọi người đều lao đi, không ai muốn chậm hơn một bước. Mau đoạt linh khí địa cấp. Giờ phút này toàn bộ cường giả tôn cấp của thiên địa các, tinh ngục các, nhật sát các, càn hiên đảo, thiên vân đảo, thiên ưng lâu, tiêu diêu bang, thánh linh cốc đều nhảy dựng lên, lao thẳng về hướng vũ linh khí địa cấp. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh lao nhanh như tia chớp. Trưởng môn. Ta đi đoạt một kiện trước. Thiên thủ quỷ tôn không nhịn được nữa, lời còn chưa dứt đã thả người nhảy tới. Quỷ tôn tiền bối chậm đã. Lục Lâm Thiên kêu gọi. Trưởng môn, nếu chậm trễ sẽ không còn. Thiên thủ quỷ tôn sốt ruột nói. Cứ yên tâm, ta cam đoan tới lúc đó tiền bối sẽ có một kiện vũ linh khí địa cấp là được rồi. Lục Lâm Thiên cười nói, đồng thời truyền âm cho Thánh Linh Thiên Tôn cùng Thánh Vũ Thiên Tôn ở xa xa. Dặn hai người đừng động thủ. Chư vị, tin tưởng ta, cứ yên tâm đi, những kiện linh khí địa cấp kia nên thuộc về ai là của ai, tranh cũng không hữu dụng. Trong nháy mắt này, Tử Yên, Lam Thập Tam, Đạm Thai Tuyết Phi, Âm Dương Vương nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên, với sự hiểu biết của họ, hắn không phải loại người thấy bảo vật mà không tranh, hiện tại vô cùng khác thường, giờ phút này lại có vẻ do dự, dù sao cường giả tôn cấp trong môn phái cũng đã tranh đoạt, vì vậy họ không quá sốt ruột. Vũ linh khí địa cấp là của ta. Trong tranh đoạt hỗn loạn, địa cương vương vung tay chộp thẳng vào vũ linh khí kiếm hình trong tay khôi lỗi tứ cấp. Hiu hiu. Cùng một thời gian, vũ linh khí kiếm hình bộc phát ra kiếm quang chói mắt, kiếm quang cắt vỡ không gian đầu tiên đem khôi lỗi tứ cấp thiêu hủy thành cho tàn. Sao có thể công kích người, chẳng lẽ là vật có chủ? Sắc mặt địa cương vương đại biến, nháy mắt tuôn mồ hôi lạnh, trực tiếp thối lui. Lực công kích khủng bố kia làm nhịp tim hắn chợt gia tốc. Các chủ cẩn thận. Thân ảnh chân cương tôn giả nháy mắt đi tới bên người địa cương vương, trong tay đánh ra hoàng mang trưởng ấn, động tới thiên địa năng lượng tràn đầy, đem kiếm quang bao phủ bên trong. Linh khí này sẽ công kích người, cẩn thận. Giữa không trung, mọi người vừa tới gần, nháy mắt 30 kiện linh khí địa cấp nhất thời bộc phát ra uy lực công kích khủng bố. A. À. Đã có vài cường giả vương cấp xui xẻo vừa tới gần lập tức bị đánh chết. Linh khí địa cấp này thật khủng bố, hình như có linh hồn ấn ký. Một kiện linh khí đại chùy xuất hiện trước mặt Phục Yêu tôn giả, một chùy trực tiếp phá không đánh tới. Phá! Phục Yêu tôn giả hét lớn một tiếng, thân ảnh bay lên, chân khí cuồn cuộn bộc phát, một đạo quyền ấn đánh xuống. Phanh phanh! Tiếng nổ thật lớn, Phục Yêu tôn giả bị chấn lùi mấy bước. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, linh khí đại chùy cũng bị kiềm hãm giữa không trung.
thật mạnh. Lục Lâm Thiên quan sát hết thảy chuyện này, sư phụ dựa vào một đạo linh hồn ấn ký thúc dục vũ linh khí địa cấp, mà đạo linh hồn ấn ký đã vượt qua hơn vạn năm thời gian, đoán chừng phai nhạt không ít, nhưng uy lực vẫn có thể trực tiếp đối kháng cường giả tôn cấp, 30 kiện vũ linh khí địa cấp kia thật sự khủng bố. Những kiện linh khí địa cấp này hẳn do cường giả viễn cổ lưu lại linh hồn ấn ký khống chế, ấn ký không mạnh, cho nên không khó đối phó. Huyền Minh Tôn giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt trừng lên, chân khí âm hàn lan tràn, bàn chân dẫm mạnh dưới đất, mặt đá nháy mắt nứt toác thành mảnh nhỏ, thân hình lao tới như tia chớp, trực tiếp đánh về một kiện linh khí đao hình. Hiu hiu, đại đao bổ thẳng xuống, đao mang xé gió trực tiếp bổ ra không gian, mang theo khí thế cuồng bạo hung hăng đánh thẳng về hướng Huyền Minh Tôn giả. Nhìn đao mang phá không bay tới, Huyền Minh Tôn giả hừ lạnh một tiếng, vung tay bắn ra, một đạo chảo ấn nặng nề oanh kích lên đạo đao mang kia. Phanh phanh, thanh âm nổ bạo truyền tới, thân hình Huyền Minh Tôn giả lảo đảo lui ra sau, đại đao bị đánh bay, vừa lúc rơi lên trên người một vũ vương bát trọng tán tu. Suy, người kia còn nghĩ rằng vận khí của mình đã tới, đưa tay bắt lấy. Không biết tự lượng sức mình, đồ vật của ta mà cũng dám cướp. Huyền Minh Tôn giả dứt lời, chảo ấn đánh ra, xuyên thủng không gian, tán tu kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết. Linh hồn ấn ký phai nhạt, những linh khí địa cấp đối phó tôn giả tam trọng thì có thể, nhưng không khả năng đối phó tứ trọng, không thể rơi vào trong tay người khác. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong tiếng nổ trầm thấp, mọi người đều đang tranh đoạt linh khí, ánh mắt hắn run lên, lập tức quay đầu nhìn mọi người nói. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân Tẩu đi theo ta, những người khác ở lại, ta lập tức quay về. Dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên biến mất, Bàn Hủy cùng Bàn Vân lập tức theo sau. Phanh phanh, đây là của ta, ai dám cướp, muốn chết. Buồn cười, ai được đến thì là của người đó, người còn không có thực lực này. Trong tiếng nổ vang, một đám cường giả tôn cấp ra tay tranh đoạt lẫn nhau, còn phải đối phó công kích của 30 kiện linh khí địa cấp, cả không gian hỗn loạn một mảnh, không gian dao động không ngừng phá nát. Không ít người tu vi vương cấp cũng nhúng tay bên trong, nhưng chỉ có thể vây bên ngoài mà thôi, một khi đi vào bên trong chỉ có tử vong, nhưng cũng may 30 kiện linh khí cũng không chỉ nằm ở trung tâm, cơ hồ đang xoay quanh trên quảng trường, nếu có người muốn đoạt lập tức khởi động công kích. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe lên, đã cùng Bàn Hủy Bàn Vân đi tới trung ương, nhìn thấy vũ linh khí hình quạt, có vài vũ vương vừa lúc nhìn thấy nhưng không dám ra tay tranh đoạt. Thu! Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, hào quang bắn ra ấn đường, nhanh như chớp thu linh khí vào trong tay, lập tức rơi vào trong chữ vật giới chỉ. Gì? Một màn này làm hai người Bàn Hủy Bàn Vân kinh ngạc, nhiều người như vậy còn chưa thể lấy được linh khí, nhưng trưởng môn vừa ra tay đã dễ dàng thu lấy. Giống như là đồ vật của mình. Thu. Chỉ nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên lại hiện ra cách 300 thước, lại thu một kiện linh khí vào tay. Thu. Thu. Những nơi Lục Lâm Thiên đi qua, căn bản không cần động thủ, từng kiện linh khí nháy mắt liền bị thu hồi, cảnh tượng này làm những người vây xem đều chấn động. Sao lại thế này? Xa xa, Tử Yên, Lam Thập Tam, Đạm Thai Tuyết Phi, Âm Dương Vương, Lạc Kiến Hồng bọn họ không khỏi rung động cực kỳ. Thậm chí cả Thiên Thủ Quỷ Tôn cùng nhóm người Hắc Vũ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có gì đâu chứ, đó đều là vật của lão đại thôi. Tiểu Long thản nhiên nói, hắn cũng biết rõ chuyện của Chí Thánh Đại Đế, đồ vật đều do cường giả viễn cổ Chí Thánh Đại Đế lưu lại, mà lão nhân gia trở thành sư phụ của lão đại, đương nhiên đồ vật thuộc về lão đại. Tiểu Long, những linh khí kia tại sao là của ca ca? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Nói sai rồi, là của sư phụ lão đại. Chẳng khác gì là của lão đại. Tiểu Long mỉm cười nói. Phanh phanh. Mọi người còn đang nghi hoặc, đột nhiên phía trước truyền tới tiếng nổ bạo. Lục Lâm Thiên, đây là của ta, người tránh ra cho ta. Không nhận tôn giả hét lớn một tiếng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên bay tới lập tức đánh ra giải lụa chân khí oanh kích qua. Người mới nên tránh ra. Bàn Hủy hét lớn một tiếng, thân hình hùng vĩ nhảy lên, yêu nguyên hùng hậu trào ra. Một đạo hoàng mang quyền ấn ầm ầm nghênh đón. Phanh phanh. Hai cỗ năng lượng va chạm, không gian chợt run lên, hai thân ảnh liền tách ra, cũng không ai chiếm được tiện nghi, đều bị đẩy lui. Lục Lâm Thiên, đồ vật Khôn Dương đảo vừa ý, người không tư cách đoạt. Vũ Tôn Nhất Trọng lộ ra sát ý, ánh mắt lóe ra, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện,
tựa hồ là vũ linh khí huyền cấp, hỏa hệ màu xích hồng trào ra lan tràn. Cút ngay cho bản tôn. Vũ tôn nhất trọng vừa quát, một đạo kiếm quang bổ ra nhanh như chớp, kiếm quang hỏa diễm bạo lướt, mang theo lực lượng xé rách không gian hung hăng chém thẳng tới đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Chỉ một vũ tôn nhất trọng nho nhỏ, nên cút ngay chính là ngươi. Bàn vân quát to, thân hình là lướt chợt hiện, thiểm điện trào ra, ngưng tụ thành chảo ấn chấn vỡ không gian, tựa như long chảo mang theo kình phong sắc bén va chạm cùng kiếm quang hỏa diễm. Suy, chảo ấn va chạm cùng kiếm quang, thanh âm chói tai kinh thiên động địa, không gian nứt vụn từng khúc, chảo ấn trực tiếp phá hủy kiếm quang sau đó chộp lên trường kiếm, đem trường kiếm áp chế như muốn gãy vỡ, một cỗ kình phong dao động từ trường kiếm lập tức thổi quét tràn ra. Phanh, cùng một thời gian tay trái bản vân đánh ra một trường xuyên thấu không gian, rơi lên ngực vũ tôn nhất trọng kia, trường kiếm rơi xuống, thân hình hắn bay ngược ra ngoài. Phốc, trong miệng người kia phun ra máu tươi, rơi xuống quảng trường, mặt đất nứt nẻ, giãy giụa vài lần cũng không thể đứng dậy, sau đó nằm úp sấp dưới đất không biết còn sống hay đã chết. Thu, Lục Lâm Thiên lại thu một kiện linh khí vào giới chỉ, cũng không nhìn tới người của Khôn Dương Đảo, cảm giác được dao động phía trước, sắc mặt liền trầm xuống, thân ảnh biến mất. Linh khí địa cấp, của ta. Huyền Minh tôn giả phong tỏa không gian, trói buộc kiện linh khí bên trong, lập tức vươn tay chộp tới. Sau vài lần công kích linh hồn ấn ký trong linh khí đã ngày càng yếu, hắn muốn mạnh mẽ thu vào trong tay. Thu. Ngay khi Huyền Minh tôn giả thầm nghĩ linh khí đã thuộc về mình, linh khí đột nhiên bộc phát ra uy lực kinh người, quang mang chói sáng, mạnh mẽ xé toang không gian vây khốn bay đi. Suy. Giữa không trung, linh khí kia nháy mắt rơi vào trong chữ vật giới chỉ của Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người muốn chết. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lấy đi con vịt nấu chín của mình, Huyền Minh tôn giả kinh ngạc đồng thời gầm vang, chân khí âm hàn hùng hồn lan tràn bao trùm về hướng Lục Lâm Thiên. Trưởng môn cẩn thận. Bàn hủy bàn vân nháy mắt xuất hiện, yêu nguyên tràn ngập ngưng tụ thành hai quầng sáng thật lớn va chạm tới trước. Phanh phanh. Không gian phá vỡ, thân hình hai người nháy mắt bị đẩy lui, Lục Lâm Thiên cũng bị lực trùng kích đẩy lui ra sau. Lục trưởng môn, người không sao chứ? Một cự lực dung hòa ngăn cản sau lưng Lục Lâm Thiên, nhờ vậy hắn mới đứng vững thân hình, đó chính là Hỏa Vân tôn giả của Thiên Địa Các. Đa tạ, Hỏa Vân tôn giả tương trợ. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt lướt qua toàn trường, vừa rồi hắn đã thu lấy 12 kiện linh khí, vẫn còn 18 kiện bên ngoài. Tiểu tử, đưa linh khí cho ta. Huyền Minh tôn giả còn chưa từ bỏ ý định, thân ảnh xuất hiện căm tức quát. Trưởng môn, bàn hủy cùng bàn vân lại đi tới trước người Lục Lâm Thiên, sắc mặt có chút tái nhợt, thực lực của họ còn chưa thể đối kháng Huyền Minh tôn giả, nhưng lực phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ cũng tuyệt đối khủng bố, muốn đối kháng công kích mặc dù chịu khổ sở nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Thu cho ta. Lục Lâm Thiên thấy hai người không có gì đáng ngại, cũng không để ý tới Huyền Minh tôn giả. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế vốn muốn dùng linh khí dẫn dắt những người này tự giết lẫn nhau, nhưng hiện tại linh hồn ấn ký suy yếu, chỉ sợ không đạt được hiệu quả như dự liệu. Suy suy, từ trong mi tâm Lục Lâm Thiên tràn ra quang mang nhàn nhạt, bao phủ thiên không, trong nháy mắt 18 kiện linh khí địa cấp đang bị các cường giả tranh đoạt nhất thời bị hấp xả, nháy mắt bay thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Sao lại thế này? Một màn này làm các cường giả vô cùng kinh ngạc. Hiu hiu. 18 kiện linh khí nháy mắt hóa thành lưu quang, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền bị Lục Lâm Thiên thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lục Lâm Thiên, một mình ngươi lấy đi toàn bộ linh khí, làm vậy thật quá mức đi. Sắc mặt chân cương tôn giả cực kỳ khó xem. Mọi người cùng nhau tiến vào trong không gian này, ưu đãi đều bị một mình ngươi chiếm được, thật không công bình. Phong Linh tôn giả nói. Không sai, có lợi sao có thể cho một mình ngươi đoạt được. Xích Phú tôn giả quát. Giao ra bảo vật. Giao ra bảo vật. Có người kháng nghị, còn là người tứ các tứ đảo, một ít cường giả tán tu cùng các thế lực theo sau thét to, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Ánh mắt không nhận tôn giả lộ lãnh ý, Lục Lâm Thiên upsilon nhiều người tức giận, mà vũ tôn nhất trọng bị bàn vân đánh trọng thương, đang được người dìu dắt, bộ dáng nửa chết nửa sống. Giờ phút này mấy trăm cường giả trên quảng trường cũng chỉ có Thiên Vân Đảo, Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Càn Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, còn có Thánh Linh Cốc, Tiêu Diêu Bang, Thiên Ưng Lâu giữ im lặng, không nói lời nào, những người còn lại đều nhằm về hướng Lục Lâm Thiên, đương nhiên là muốn chia ưu đãi.
Lục Lâm Thiên nhướng mày, ánh mắt đảo qua đám người, hỏi. Các ngươi cảm thấy phải thế nào mới là công bình đây? Tiểu tử, giao ra linh khí, toàn bộ cường giả chia đều mới công bình, ta khuyên ngươi đừng làm mọi người nổi giận. Không nhận tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Vì sao phải chia đều do tự các ngươi không chiếm được mà thôi, ta lấy được các ngươi lại muốn chia đều, có phải ta không đáp ứng thì các ngươi lại muốn động thủ sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt nhìn đám người, ý cười làm lòng người phát lạnh. Nghe được lời của hắn, đám người đang ồn ào đột nhiên an tĩnh, ngay sau đó liền bị một tiếng hét lớn đánh vỡ. Động thủ thì sao, người đoạt bảo trong tay chúng ta đoạt bảo từ tay ngươi, Linh Vũ Giới là người đầu tiên động thủ, có người nào theo cùng hay không, tới lúc đó chia đều bảo vật, như vậy không uổng công tới đây một chuyến, bảo vật cường giả viễn cổ lưu lại, không thể để một mình tiểu tử này chiếm được. Người nói chuyện chính là Huyền Minh Tôn Giả, ánh mắt hắn mang theo lãnh ý, muốn đối phó tiểu tử kia chỉ bằng một mình hắn cùng người trong Linh Vũ Giới tựa hồ chỉ có chút nắm chắc, nếu có thêm một số người tham dự thì càng dễ làm. Khôn Dương Đảo tự nhiên là đồng ý, nhất định phải chia đều bảo vật. Không nhận tôn giả nói. Lục Lâm Thiên, không giao ra linh khí thì đừng trách Nguyệt Long Các không khách khí. Viêm Đảo cũng không chấp nhận có người nuốt riêng bảo vật. Người của chúng ta chết trong không gian này nhiều như vậy, chẳng lẽ không thu hoạch được gì sao? Lục Lâm Thiên, người đã không có lựa chọn, giao ra linh khí đi. Chân Cương Tôn giả nói. Cho dù người có chút bổn sự, người cũng không chống lại được nhiều người tức giận. Bốn đại sơn môn các người muốn cưỡng đoạt thu hoạch của người khác, có phải có chút quá mức hay không? Phục Yêu Tôn giả lên tiếng hỏi. Thiên Địa Các không tham dự phân tranh giữa các thế lực. Gần đây đã có chút ngoại lệ, Phục Yêu Tôn giả, ngươi đừng quên lời hứa hẹn của Thiên Địa Các, chẳng lẽ vì tiểu tử này các ngươi muốn đối lập với Tứ Các Tứ Đảo sao, ngươi nên nghĩ kỹ hậu quả một chút. Phong Linh Tôn giả híp mắt, ánh mắt lại có chút kiêng kỵ nhưng lập tức khôi phục trở lại. Trong lòng Phục Yêu Tôn giả có chút do dự, ánh mắt băn khoăn, lần này những người kia dường như muốn động chính thức, Thiên Địa Các nhúng tay vào hậu quả sẽ khác. Phong Linh Tôn giả, ngươi còn chưa thể đại biểu Tứ Các Tứ Đảo. Ít nhất ngươi chưa thể đại biểu Nhật Sát Các. Vạn Linh Tôn giả nói, sau thoáng do dự lại có quyết đoán, tính toán ủng hộ Lục Lâm Thiên. Vạn Linh Tôn giả, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu hôm nay ngươi bảo vệ tiểu tử này, sợ cũng không làm được, hơn nữa Nhật Sát Các đối lập với toàn bộ Sơn Môn, trừ phi ngươi muốn có đại chiến, nếu không Nhật Sát Các của ngươi cũng không thừa nhận được hậu quả. Không nhận Tôn giả uy hiếp. Vạn Linh Tôn giả đưa mắt nhìn qua Càn Hiên Đảo, Tinh Ngục Các cùng Thiên Vân Đảo. Những cường giả kia còn đang do dự, không biết nên làm sao, dù sao đây không phải chuyện nhỏ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, hắn hiểu được quyết định của họ, đây không phải việc nhỏ, nếu chỉ vì chút ân huệ của mình làm họ phải cầm cả sơn môn làm tiền đặt cược, thật sự khó thể quyết định, chỉ sợ bản thân mình gặp được chuyện như thế cũng không biết phải làm sao. Xa xa, ánh mắt Đạm Thai Tuyết Phi lóe ra, trong lòng như có quyết đoán. Ta cùng Lục trưởng môn có giao tình riêng, việc này Thiên Vân Đảo tự nhiên cùng Lục trưởng môn đồng khí liên chi. Đạm Thai Tuyết Phi tiến lên quyết đoán nói. Lục Lâm Thiên nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn. Thánh Linh Cốc được Lục trưởng môn chiếu cố không ít, lúc này nếu rời đi thì có chút không hiền hậu. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói. Không sai, Thánh Linh Cốc không phải hạng người vong ân bội nghĩa. Hàn Ngọc Tôn giả cũng bước ra nói. Mặc dù Tiêu Diêu Bang không lớn, nhưng nếu có thể giúp thì phải hỗ trợ mới được, ai bảo Tiêu Diêu Bang sớm liên thủ với Lục trưởng môn chứ. Ngân Đao Tôn giả cũng tiến lên nói. Ngân Đao Tôn giả, Tiêu Diêu Bang cũng không sợ phiền phức a. Hàn Ngọc Tôn giả cười nói. Buồn cười, Tiêu Diêu Bang khi nào thì sợ chứ. Ngân Đao Tôn giả liếc mắt nói. Chẳng lẽ Thiên Ưng Lâu sợ sự hay sao? Hai người các ngươi chỉ nghĩ mình, ta đương nhiên phải đi giúp vui. Quy Ngọc Tôn giả tiến tới, nhìn Lục Lâm Thiên gật nhẹ đầu. Càn Hiên Đảo nhận được Lục trưởng môn chiếu cố, tự nhiên không có lý do gì lui ra phía sau. Không nghĩ tới các ngươi cùng lên một lượt, Tinh Ngục Các không lý do gì không theo. Trong Càn Hiên Đảo cùng Tinh Ngục Các có một cường giả tôn cấp đi tới, vừa rồi tựa hồ đã thầm thương nghị với Hắc Linh Vương, Kim Sí Vương, quyết định đặt cược trên người Lục Lâm Thiên. Có vẻ Đông Hải bình tĩnh hơi lâu, Vạn Linh Tôn giả, các người muốn khơi mào dung chuyển trên Đông Hải sao? Sắc mặt Không Nhận Tôn giả đại biến, hắn không nghĩ tới Nhật Sát Các,
Tinh Ngục Các, Thiên Vân Đảo, Càn Hiên Đảo đều giúp Lục Lâm Thiên, hơn nữa có Tiêu Diêu Bang, Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc, bọn hắn tựa hồ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Các ngươi muốn Đông Hải dung chuyển, chúng ta chỉ có thể phụng bồi. Thiên Kiếm Tôn giả cười lạnh nói, thực lực song phương hiện tại không kém bao nhiêu, tự nhiên không có gì đáng băn khoăn. Các thế lực lớn như tứ các tứ đảo va chạm, các tán tu cùng thế lực bình thường an tĩnh không ít, tình thế như vậy bọn hắn đã không thể tùy tiện tham dự vào. Khóe môi Huyền Minh Tôn giả lộ ra ý cười âm trầm, càng hỗn loạn càng tốt, đây là điều hắn muốn. Lục Lâm Thiên chỉ mỉm cười chứng kiến một màn này, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo thậm chí Càn Hiên Đảo, Tinh Ngục Các đều đứng về phía hắn, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Đa tạ chư vị, nhưng những sơn môn như Khôn Dương Đảo có chút ân oán cá nhân với ta, để một mình ta giải quyết là được rồi, nếu tiểu tử không thể xử lý, chư vị trưởng lão xuất thủ tương trợ, tiểu tử vô cùng cảm kích. Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ nói. Ngươi muốn một mình đối phó bọn hắn. Vạn Linh Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, cực kỳ nghi hoặc, toàn bộ cường giả đều khiếp sợ, không ai ngờ Lục Lâm Thiên lại có ý nghĩ này. Hiện tại việc ta cần giải quyết chính là ân oán cá nhân với Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Thần Kim Các, không muốn mượn tay người khác, đa tạ ý tốt của chư vị, tiểu tử tâm lĩnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua đám người Khôn Dương Đảo, tới thời điểm này cũng không cần có người làm kẻ chết thay đi mạo hiểm. Trong không gian nơi đây đã không còn nguy hiểm gì với hắn, cho nên đã thời gian giải quyết ân oán. Mọi người nghe rõ, muốn cùng Khôn Dương Đảo đối phó ta thì lưu lại, không muốn thì mời lui ra sau đi, miễn thương tổn tới vô tội. Thanh âm Lục Lâm Thiên lạnh băng quanh quẩn trên không. Siêu siêu. Cảm giác được khí thế của Lục Lâm Thiên, mọi người đưa mắt nhìn nhau, một ít cường giả tiểu thế lực cùng tán tu lập tức rời khỏi, họ đi theo ồn ào thì còn được. Tới mức độ này muốn nhúng tay vào cũng không dám, mặc dù Lục Lâm Thiên không để thiên địa các bọn họ nhúng tay, nhưng ai biết họ có đột ngột ra tay hay không, vì vậy rút lui là tốt nhất. Sau một lát trên quảng trường chỉ còn lại hai các hai đảo cùng người của Linh Vũ Giới, nhân số không ít, đã hơn 100 người, chủ yếu là cường giả vương cấp, 8 tôn cấp, lại có thêm đám người Huyền Minh tôn giả của Linh Vũ Giới, ước chừng 11 tôn cấp, bỏ qua vũ tôn nhất trọng bị Bàn Vân đánh trọng thương cũng còn lại 10 người. Nhìn thấy những người đi theo ồn ào đều lui ra sau, sắc mặt đám người Phong Linh Tôn giả cực kỳ khó xem, cũng lộ vẻ khinh thường. Ánh mắt mọi người nhìn Lục Lâm Thiên cực kỳ nghi hoặc, không gian lặng ngắt như tờ, bên cạnh Lục Lâm Thiên ngoại trừ hai yêu thú bát giai còn có thiên thủ quỷ tôn, dù tính luôn Long Linh Mãng Viễn Cổ hay Hắc Y Nhân thần bí, chẳng lẽ thật sự có thể đối kháng được với trên trăm cường giả hay sao? Người không quan hệ đều đã rời khỏi, cũng đã nên tính toán ân oán. Lục Lâm Thiên đảo qua đám người trên quảng trường, lãnh ý lan tràn. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Không nhận tôn giả có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt lập tức lộ sát ý. Hôm nay nếu các ngươi đã tới đây, vậy đừng rời khỏi. Lục Lâm Thiên nhìn qua Huyền Minh tôn giả, thản nhiên nói. Huyền Minh tôn giả, trong Linh Vũ Giới hình như có một ám ma pháp tôn đi. Tiểu tử, làm sao ngươi biết? Huyền Minh Tôn giả đang cười lạnh, vừa nghe sắc mặt đại biến, ám ma pháp tôn chính là một trong cửu tôn, địa vị còn cao hơn hắn, hơn nữa mấy chục năm trước ám ma pháp tôn tiến vào một thế lực thần bí, cũng không tiếp tục xuất hiện, người bên ngoài dù nghe danh nhưng tuyệt đối không biết cửu tôn chính là thực lực cực mạnh trong Linh Vũ Giới. Cửu tôn Linh Vũ Giới, sau này chỉ còn 8, ngươi trở về nói cho bọn hắn, ám ma pháp tôn đã chết, thiếu chút nữa đã quên, hôm nay ngươi cũng không thể rời khỏi nơi đây. Chỉ đành đợi lần sau ta nhìn thấy người của Linh Vũ Giới tiếp tục chuyển cáo. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Tiểu tử, đừng ngông cuồng, chẳng lẽ bằng ngươi có thể đối phó ám ma pháp tôn sao? Huyền Minh Tôn giả trầm giọng nói, lập tức biến sắc. Tiểu tử, chẳng lẽ, ngươi là người Thánh Linh Giáo? Thánh Linh Giáo? Nhắc tới Thánh Linh Giáo, sắc mặt cường giả hai các hai đảo liền biến hóa, đoạn thời gian trước bọn hắn cũng đã phái người đi vạn đảo nhai. Thánh Linh Giáo, Vạn Linh Tôn giả, Thiên Kiếm Tôn giả đều thoáng có biến hóa, ở bên trong Đông Hải ai cũng nghe nói qua về Thánh Linh Giáo, nghe lời đồn đó là một thế lực cổ xưa, vì sao Lục Lâm Thiên lại liên lụy vào trong Linh Vũ Giới cùng Thánh Linh Giáo? Không sai, Lục Lâm Thiên không phủ nhận, ánh mắt lướt qua đám người lạnh nhạt nói, Khôn Dương Đảo, Viêm Đảo, Nguyệt Long Các Thần Kim Các,
hiện tại hẳn các ngươi còn đang chờ tin tốt lành trên Vạn Nhai đảo đi, khuyên nói cho các ngươi biết, mấy tháng trước bốn sơn môn các ngươi, tổng cộng là 6 vạn người đi lên Vạn đảo Nhai, hiện tại đã thi cốt vô tồn, 8 người tu vi tôn cấp, trên trăm vương cấp đều bị tàn sát sạch sẽ. Dứt lời, khóe môi Lục Lâm Thiên hiện lên độ cong băng xương, ý cười hài hước lẫn tàn nhẫn. Cái gì? Đừng nói là đám người Khôn Dương Các, thậm chí các cường giả Thiên Địa Các, Nhật Sát Các bọn họ sắc mặt đều đại biến, mà người của Linh Vũ Giới cũng chấn kinh. Tiểu tử, ngươi nói là thật sao? Không nhận tôn giả vội hỏi. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời, hít sâu một hơi. Đệ tử Thánh Linh Giáo nghe lệnh. Thanh âm Lục Lâm Thiên quanh quẩn trên quảng trường, vang vọng không gian. Trong tích tắc, ở bên cạnh quảng trường, từng luồng chân khí linh lực kinh người bộc phát, không gian run lên. Thánh Linh Giáo hộ giáo tôn lão, bái kiến giáo chủ. Bái kiến giáo chủ. Từng thanh âm tiếng quát lớn quanh quẩn thiên không, ngay tiếp theo hơn 20 thân ảnh bay lên đứng trước người Lục Lâm Thiên, hai vũ tôn, hai linh tôn, 20 vũ vương linh vương cao giai cung kính hành lễ. Mà bốn đạo chân khí bên trong vô cùng cường hãn. Thánh Linh Thiên Tôn bái kiến giáo chủ. Thánh Vũ Thiên Tôn bái kiến giáo chủ. Hai thân ảnh đạp không mà đến, hai tôn cấp ngũ trọng, chân khí áp chế những người đang có mặt, chỉ có Huyền Minh Tôn giả có thể đối kháng cỗ khí tức này, nhưng sắc mặt hắn vô cùng khó xem. Các vị miễn lễ. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, 26 cường giả Thánh Linh Giáo, một linh tôn ngũ trọng, một vũ tôn ngũ trọng, hai linh tôn nhị trọng đỉnh. Còn có một vũ tôn tam trọng, một vũ tôn nhất trọng, 6 tôn cấp, 20 vương cấp cao giai, còn có nhóm người bàn hủy cùng bản thân hắn, như vậy đủ đối phó hai các hai đờ ảo. Nhóm người Thánh Linh Giáo tiến lên, chân khí bạo phát, mà ánh mắt nhóm người hai các hai đảo đã hoảng sợ. Đây là Tử Yên, Đạm Thai Tuyết Phi, Lam Thập Tam, Lạc Kiến Hồng, Kim Sí Vương, kể cả nhóm người Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên lai hai cỗ thế lực kia đều là người Thánh Linh Giáo, mà Lục Lâm Thiên lại là giáo chủ, khó trách hai cỗ thế lực kia vẫn luôn đi theo sau. Nhóm người Khôn Dương đảo kinh ngạc ngây dại nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó lại nhìn qua nhóm người Thánh Linh Thiên Tôn. Bọn hắn thật sự không ngờ Lục Lâm Thiên là giáo chủ Thánh Linh Giáo, khó trách hoàn toàn không đem bọn hắn để vào trong mắt. Các cường giả Nhật Sát các bọn họ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm chắt lưỡi, Lục Lâm Thiên quả nhiên khủng bố. Nguyên lai hắn còn nắm trong tay thế lực kinh khủng như vậy, nhưng mọi người thật không hiểu vì sao Lục Lâm Thiên đã là môn chủ Phi Linh Môn, lại trở thành giáo chủ Thánh Linh Giáo. Rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì sao Lục Lão Đệ lại trở thành giáo chủ Thánh Linh Giáo, thực lực này thật sự khủng bố. Lạc Kiến Hồng lau mồ hôi lạnh nói. Thực lực như thế, khó trách Lục trưởng môn không cần chúng ta nhúng tay. Kim Sí Vương gật đầu nói. Lần này hai các hai đảo gặp xui xẻo. Ánh mắt Hắc Linh Vương chậm rãi đảo qua đám người Khôn Dương đảo, trong lòng rung động đồng thời có chút thầm may mắn. Nhưng cho dù cứng rắn giao chiến chỉ sợ cũng có vài phần nguy hiểm đi. Lạc Kiến Hồng thoáng do dự nói. Nếu thật sự liều mạng cũng phải trả giá thật nhiều. Hừ, sợ cái gì? Tiểu Long dứt lời, thân ảnh nho nhỏ đã nhảy lên giữa không trung. Hắc Phú Thúc, Bảo Nhi cùng Bối Nhi giao cho người. Lục Tâm Đồng giao Bảo Nhi Bối Nhi cho Hắc Vũ, thân ảnh chợt lóe, thân hình xinh đẹp cũng xuất hiện trên không. TT, Bảo Nhi cùng Bối Nhi phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, nhìn chăm chú phía trước, Hắc Vũ nhẹ vỗ về đầu hai tiểu tử, ánh mắt vô cùng thản nhiên. Siêu siêu, cùng một thời gian, Dương Quá cùng Thiên Thủ Quỷ Tôn đều đi theo sau. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên nhìn qua Thánh Vũ Thiên Tôn cùng Thánh Linh Thiên Tôn. Đệ tử Thánh Linh Bộ nghe lệnh. Đánh chết toàn bộ kẻ địch. Đệ tử Thánh Vũ Bộ nghe lệnh, giết không tha. Cùng một thời gian, Thánh Linh Thiên Tôn cùng Thánh Vũ Thiên Tôn đồng thời quát, dứt lời linh lực chân khí phun mạnh ra ngoài, nháy mắt áp chế thiên không, 24 thân ảnh lăng không đứng thẳng, khí thế vỡ áp thiên địa. Chư vị, cuộc chiến hôm nay đã không thể tránh khỏi, dốc sức một trận đi, những người này nhất định không làm gì được chúng ta. Ánh mắt Huyền Minh Tôn giả âm trầm đảo qua, chậm rãi hít sâu một hơi. Sắc mặt lãnh đạm ngẩng đầu, trong mắt lộ sát ý. Giết! Các đại sơn môn cũng biết hôm nay không dễ dàng vượt qua, sát khí bạo tuôn, họ đều là người của đại môn phái đương nhiên đều có ngạo khí, cũng không phải kẻ sợ phiền phức. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn là người Thánh Linh Giáo, nếu cỗ thế lực này là chỗ dựa của ngươi,
như vậy bản tôn tiếc nuối nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Xích Phú Tôn giả đảo mắt nhìn qua, nhân số hai các hai đảo vẫn nhiều hơn không ít. Dứt lời, sắc mặt Xích Phú Tôn giả đột nhiên lạnh lẽo, hai tay siết chặt, một cỗ khí thế hùng hậu đáng sợ tràn ra. Thánh Linh giáo đánh chết đệ tử Nguyệt Long các chúng ta, phải báo thù này. Phong Linh Tôn giả dứt lời, không nhận tôn giả, Chân Cương Tôn giả lập tức lao về phía trước. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trở nên ngưng trọng, xem ra lần này lại là một trận đại chiến. Bởi vì đây là đại thù của Thánh Linh giáo, cho nên Lục Lâm Thiên không cần người khác nhúng tay, hơn nữa Thánh Linh giáo cũng nên làm kinh sợ người trong Đông Hải, đánh chết nhiều cường giả như vậy sẽ có thu hoạch lớn. Lục Lâm Thiên không muốn bị người nhúng tay đoạt lấy, thực lực Thánh Linh giáo đủ thay thế hai các hai đảo. Đệ tử Thánh Linh giáo nghe lệnh, người xâm phạm bổn giáo, bất cứ lúc nào gặp được, giết không tha. Thanh âm Lục Lâm Thiên lạnh như băng, quanh quẩn trên bầu trời quảng trường, không khí nhất thời căng thẳng, mang theo sát ý tràn ngập. Lời của hắn vừa dứt, toàn bộ cường giả Thánh Linh giáo lao thẳng về hướng người của hai các hai đảo cùng Linh Vũ giới. Hừ, mối thù của Nguyệt Long các cũng phải trả, các đệ tử, bày trận. Phong Linh Tôn giả nghiến răng quát to, sát ý dựng lên ngập trời. Bày trận. Thu Thủy Vương Bối Hải dẫn đầu đáp, lập tức vang lên tiếng xé gió, thân ảnh người Nguyệt Long các lướt lên không, khoảng cách giữa họ mơ hồ lộ ra tia huyền ảo. Thiên Nguyệt đại trận. Chân khí linh lực quang thúc liên tiếp lẫn nhau, nháy mắt các cường giả bố trí ra quang đoàn cực lớn, đường kính hơn ngàn thước, tựa như trăng sáng áp xuống, uy áp hùng hậu làm vỡ khe không gian. Xích Viêm đại trận. Cường giả Viêm đảo nhảy lên không trung, năng lượng hội tụ, nháy mắt xích viêm cuồn cuộn, hỏa diễm trận pháp kéo dài hơn ngàn thước xuất hiện, trong mơ hồ tản ra uy áp nóng cháy khủng bố làm mọi người có chút biến sắc. Cổ thú đại trận, địa khôi đại trận, cường giả Khôn Dương đảo, thần kim các nhảy lên, khí thế kinh người bộc phát, thủ ấn liên tục biến ảo, linh lực quang thúc tràn ra, cuối cùng hội tụ, cả không gian ầm ầm run rẩy lên, năng lượng hào quang vặn vẹo ngưng tụ giữa không trung. Hô hô! Một đầu hư ảnh mãnh thú khổng lồ lớn hơn ngàn thước xuất hiện, mang theo chân khí hung ác bạo ngược, uy thế khủng bố. Cường giả thần kim các triệu hoán khôi lỗi, hơn 10 khôi lỗi tụ tập, quỷ dị dung hợp cùng nhau, uy lực nhất thời gia tăng, cuối cùng hóa thành một đầu khôi lỗi khổng lồ lớn hơn 500 thước, nhìn qua giống như thiên thủ quan âm, những cánh tay hóa thành móng vuốt, hoặc quyền ấn trưởng ấn, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Bốn đại trận xuất hiện, không gian vỡ áp như muốn nghiền nát. Uy áp kinh người khiến các cường giả xa xa biến sắc. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, chỉ sợ đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của các sơn môn, dọc theo đường đi gặp nhiều nguy hiểm nhưng không sử dụng, mà nhân số đối phương lên tới hơn 100 người, nhân số Thánh Linh giáo chỉ hơn 20, kém hơn không ít, lúc này bố trí thành trận pháp nên thực lực đối phương tăng nhiều. Bố trí Thánh Linh Kim Cương cổ trận. Thánh Linh Thiên Tôn cùng Thánh Vũ Thiên Tôn nhìn nhau, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. Ngay tiếp theo, Thánh Linh Thiên Tôn hét lớn một tiếng, 26 cường giả Thánh Linh giáo lập tức phân khai. Một đạo hư ảnh khổng lồ lớn hơn ngàn thước trống rỗng xuất hiện. Hư ảnh tựa như kim cương, như thiên thần hàng lâm, mang theo uy áp khủng bố đối diện cùng bốn đại trận phía trước. Kim cương hư ảnh xuất hiện, bốn đại trận không khỏi có chút run lên. Hô! Trời ạ, thực lực thật là khủng khiếp. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu quan sát Thánh Linh Kim Cương cổ trận. Không nghĩ tới Thánh Linh Bộ cùng Thánh Vũ Bộ liên thủ còn có thủ đoạn này, đại trận có Thánh Linh Thiên Tôn cùng Thánh Vũ Thiên Tôn nắm giữ, còn mạnh hơn bốn đại trận của hai các hai đảo không ít. Giết! Bố trí xong Thánh Linh Kim Cương cổ trận, Thánh Linh giáo không chút khách khí gầm lên một tiếng, hư ảnh Kim Cương bước tới một bước, cánh tay như trụ trời dẫn đầu oanh thẳng về hướng mãnh thú hư ảnh, không gian đột nhiên nứt toác. Oanh oanh oanh! Không gian nổ tung, không nhận tôn giả nhíu mày. Khống chế mãnh thú khổng lồ đánh ra. Hống. Mãnh thú rít gào, mở miệng lao thẳng về hướng hư ảnh kim cương. Cánh tay hư ảnh kim cương run lên, một đạo quyền ấn xuyên thấu không gian lướt ra va chạm vào mãnh thú. Oanh. Khí lãng khủng bố khuếch tán, nháy mắt mãnh thú bị một quyền oanh kích thành mảnh nhỏ. Phốc. Thân hình các cường giả Khôn Dương đảo bị đánh bay, máu tươi phun như suối. Oanh long long. Cơ hồ cùng một lúc thần kim các thúc dục đầu khôi lỗi khổng lồ, Viêm đảo thúc dục hỏa diễm, Nguyệt Long các thúc dục quang đoàn giống vầng trăng sáng áp không tràn xuống, nháy mắt vây công hư ảnh kim cương.
Không gian phía trước khôi lỗi khổng lồ nứt toác từng khúc, hỏa diễm biến thành biển lửa, không gian dao động bị thiêu hủy không ngừng toát ra khói trắng, lộ ra khe không gian tối đen, mà quang đoàn chói mắt thẩm thấu ra uy áp kỳ dị, chân khí tràn đầy áp lực làm người ngạt thở. Kim cương nộ, phá cho ta. Thánh linh thiên tôn hét lớn một tiếng, hàn mang lóe ra, thủ ấn kết xuất. Ngao. Hư ảnh kim cương bộc phát ra thanh âm giống như long ngâm, song trưởng chém ra, không gian dao động nổi lên sóng to gió lớn, tay trái một đạo quyền ấn nháy mắt rơi lên đầu khôi lỗi dữ tợn. Phanh phanh. Khôi lỗi bị hư ảnh kim cương chấn vỡ, đồng thời quyền phải kim cương đập lên quang đoàn khổng lồ, quang đoàn nứt nẻ như tấm gương vỡ nát, nhất thời năng lượng hùng hậu khuếch tán trong thiên địa, làm không gian sụp đổ thành từng khúc, có vẻ cực kỳ đồ sộ. Phốc. Cường giả Nguyệt Long Các, thần kim các chỉ nháy mắt bị đẩy lui, phun ra máu tươi. Hô hô. Nhưng trong lúc này hỏa diễm thật lớn đã thổi quét tới hư ảnh kim cương, nhiệt độ nóng cháy làm không gian biến thành đỏ đậm. Phá. Thánh linh thiên tôn hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, hư ảnh kim cương sừng sững trong hỏa diễm, đột nhiên nổ tung, năng lượng hùng hậu càn quét biến thành không gian lốc xoáy vô cùng khủng bố. Phanh phanh. Không gian vỡ nát, lực khủng bố hàng lâm, kinh khí phong bạo hung hăng oanh thẳng lên đoàn hỏa diễm. Oanh. Biển lửa nháy mắt chấn vỡ, từng thân ảnh bay ngược ra ngoài, không gian dao động phá nát, trong miệng phun máu tươi, cuối cùng mới chật vật ổn định thân hình. Suy. Trong tích tắc một thân ảnh phóng lên cao, nháy mắt lao thẳng tới, thân ảnh mang theo chân khí âm hàn lan tràn, thủ ấn xuyên thấu không gian dao động ầm ầm đánh thẳng về hướng Nguyễn Thượng Hành, thủ ấn mang theo không gian lực trực tiếp vặn vẹo cả không gian chung quanh. Chuột nhắt đánh lén, cút ngay cho ta. Thánh Vũ Thiên Tôn hét lớn một tiếng, trong mắt hiện hàn ý, quang mang mạnh mẽ dâng lên, năng lượng đáng sợ bạo tuôn, một đạo quyền ấn khổng lồ nháy mắt đánh tới, uy áp tràn ngập nháy mắt va chạm cùng chảo ấn. Suy suy, hai cỗ năng lượng va chạm, không gian run rẩy, giống như hoàn toàn đông cứng lại, sau đó vang lên tiếng nổ kinh thiên. Phanh phanh, quang mang chói mắt lan tràn, một giây sau không gian dao động vỡ tan. Công kích thật đáng sợ. Ánh mắt các cường giả xung quanh đều kinh hãi, hai người đều là tôn cấp ngũ trọng, thực lực là mạnh nhất ở nơi này. Thật mạnh, thân ảnh đánh lén bị đẩy lui, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, người này chính là Huyền Minh tôn giả, hắn không nghĩ tới thực lực đối phương cường hãn như vậy, rõ ràng đã lên tới vũ tôn ngũ trọng đỉnh. Tập Hạo Nhiên, những người khác giao cho ngươi, người này giao cho ta là được rồi. Thánh Vũ Thiên Tôn hét lớn một tiếng, vừa dứt lời thân ảnh run lên. Đột nhiên lại đánh ra một quyền hướng thẳng Huyền Minh tôn giả. Hừ. Sắc mặt Huyền Minh tôn giả trầm xuống, trong nháy mắt lại đánh ra trưởng ấn nghênh tiếp. Phanh phanh. Hai người lại giao thủ lần thứ hai, một quyền một trưởng va chạm, giống như vẫn thạch đụng vào nhau, khoảnh khắc bộc phát ra thanh âm trầm đục kinh thiên động địa, không gian dao động nứt nẻ như mạng nhện rậm rạp, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Đệ tử Thánh Linh giáo nghe lệnh, giết. Thánh Linh thiên tôn quát lớn. Chân khí bạo tuôn, bốn hộ giáo tôn lão nháy mắt lướt qua chân trời đem người của hai các hai đảo vây quanh bên trong. Oanh! Cường giả Thánh Linh giáo nháy mắt liền động thủ, lực công kích cường hãn bạo tuôn. Giết! Khí thế cường giả hai các hai đảo đều bùng nổ, lập tức nghênh đón, vừa rồi đối chiến trận pháp họ đã bị thương, mà dọc đường đi tới nơi đây trên người cũng không ít vết thương. Thân ảnh Tập Hạo Nhiên chợt lóe ngăn chặn trước người Phong Linh tôn giả, cảm giác được chân khí của hắn. Phong Linh tôn giả hoảng hốt, bởi vì bản thân hắn chỉ đạt tới Linh tôn tam trọng mà thôi. Tuyết sư. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiến trường, tuy Thánh Linh giáo đều là vương cấp cao giai, nhưng nhân số kém hơn không ít, dù là tôn cấp cũng không bằng đối phương, hắn vừa dứt lời liền truyền âm cho Bàn Hủy cùng Bàn Vân. Hống. Thiên sĩ Tuyết sư gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể lớn mấy chục thước. Ngao. Hai tiếng long ngâm truyền ra. Bàn Hủy cùng Bàn Vân lập tức hóa về hai bản thể lớn 800 thước xoay quanh không trung, thân hình vàng óng, không gian dao động chung quanh lập tức vặn vẹo, lớp vải kim hoàng sắc không ngừng trương lại hợp, phóng thích ra chân khí hùng hậu, ngũ trảo xé rách không gian dao động mang theo kim mang quanh quẩn lan tràn. Trời ạ, không ngờ là hoàng kim yêu long viễn cổ. Không nghĩ tới lại có hai hoàng kim yêu long viễn cổ, lại là yêu thú cường hãn như thế, khó trách chân khí khủng bố như vậy. Ngao. Bàn Hủy cùng Bàn Vân rít gào, thanh âm như sấm sét nổ tung vang vọng,
nháy mắt bàn hủy trực tiếp lao về hướng không nhận tôn giả, mà bàn hủy ngăn cản trước người Xích Vũ tôn giả. Sắc mặt hai người lập tức vô cùng khó xem. Giết! Lục Lâm Thiên trầm xuống, khởi động thanh linh khải giáp, trong tay xuất hiện huyết quang. Ngao! Một tiếng long ngâm quanh quẩn thiên không, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhảy lên tuyết sư, nháy mắt biến mất giữa không trung. Giết! Trong mắt thiên thủ quỷ tôn hiện lên hung quang, miệng quát một tiếng chói tai, vận chuyển năng lượng hỏa hệ tới cực điểm, hung hăng va chạm tới. Oanh, oanh! Thiên thủ quỷ tôn ngăn đón một vũ tôn nhất trọng của viêm đảo, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, lập tức nổ tung. Cả không gian hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, từng tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra, chấn động lòng người. Ông! Dương Quá vung trọng kiếm, lao thẳng tới trước. Hống! Quỷ long như hoa đã khôi phục bản thể khổng lồ, gia nhập vào đội hình công kích. Chấn linh diệt hồn tháp. Lục Tâm Đồng quát một tiếng, chân khí quỷ dị lan tràn. Linh hồn lực mang theo hắc quang động tới thiên địa năng lượng, lập tức thúc giục chấn linh diệt hồn tháp. Suy! Linh vương bát trọng của Nguyệt Long Các có lẽ cảm thấy Lục Tâm Đồng yếu ớt nhất, đánh chết nàng có lẽ còn lấy được một kiện linh khí địa cấp, lập tức lao thẳng tới. Muốn chết! Lục Tâm Đồng khẽ quát một tiếng, thủ ấn kết xuất, hắc tháp xoay tròn cực nhanh, đột nhiên trướng lớn vài trăm thước, nhìn qua giống như ngọn núi lớn phóng thích ra hắc vụ ngập trời. Chi chi! Hắc tháp phóng thích ra hắc vụ đầy trời, xen lẫn thanh âm như quỷ khóc thần hào, rơi vào trong tai những người có mặt giống như trường châm bén nhọn đâm vào trong linh hồn, sắc mặt linh vương bát trọng nhất thời tái nhợt. Lúc này thân ảnh Lục Tâm Đồng đã biến mất, chân khí âm hàn cực hạn khuếch tán, đột nhiên hơn 10 đạo quang đoàn đen nhánh bay ra, giống như thuấn di lao thẳng tới linh vương bát trọng. Mười mấy hồn anh giữ tợn đen nhánh mang theo chân khí thô bạo nháy mắt đánh tới. Oanh oanh oanh! Linh vương bát trọng dốc hết sức lực nhưng chỉ ngăn cản được ba hồn anh màu đen, những hồn anh khủng bố còn lại nháy mắt xuyên vào trong ấn đường của hắn, đi thẳng vào não hải, tiếp theo sau tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hồn anh bị cắn nuốt sạch sẽ, sau đó những hồn anh màu đen chui ra khỏi đầu linh vương bát trọng, đem đầu nổ tung. Công kích thật quỷ dị. Không ít người cảm thấy rùng mình, huynh muội Lục Lâm Thiên tuyệt đối không dễ trêu chọc. Đánh chết linh vương bát trọng, thủ ấn biến đổi. Hơn 10 hồn anh lại rít lên mang theo khí tức quỷ dị vây công về hướng cường giả vương cấp của đối phương. Hống! Thân hình tuyết sư xuất hiện bên trong vòng chiến, hiện ra trước người một vũ tôn nhất trọng của thần Kim Các. Chết đi! Người kia cười âm trầm, giải lụa chân khí màu lam trực tiếp oanh kích thẳng vào đại trưởng lão Thánh Linh Bộ. Vũ tôn nhất trọng thì dám hung hăng càn quấy sao? Một tiếng quát lạnh truyền ra, trước người đại trưởng lão chợt lóe bạch mang, thân ảnh tuyết sư xuất hiện. Thanh ảnh vươn tay phải đột nhiên chộp về phía trước. Oanh long! Trong tay Lục Lâm Thiên chợt lóe quang mang, tử kim sắc quang mang dâng lên, hóa thành lôi đình cự mãng trào ra, như nộ long ầm ầm rơi xuống. Không gian vặn vẹo, rơi lên giải lụa chân khí màu lam, hào quang chợt sáng, tử kim điện mang lan tràn, giải lụa nhất thời phân thành 4-5 mảnh. Suy lạp! Lôi đình ngừng lại tiếp tục rơi xuống, lần này đánh thẳng vào vũ tôn nhất trọng kia. Khiến đồng tử hắn co rút lại, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập, tử kim lôi đỉnh chính là công kích đã đánh chết Thiên Dương Vương. Oanh long long! Đúng ngay lúc này tử kim lôi đỉnh oanh kích lên ngực hắn, đánh vỡ không gian chung quanh biến thành hắc động, lộ ra khe không gian tối đen dữ tợn. Thân hình vũ tôn nhất trọng lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không cơ hội chạy thoát. Hô! Xa giữa không trung, không ít người hít sâu một hơi, người này còn là vũ vương sao? Chỉ một chiêu đã tiêu diệt vũ tôn nhất trọng, lật tay liền đánh chết, sao có thể làm được? Rốt cục hắn đã tới cấp độ gì rồi? Lam Thập Tam nhìn chằm chằm viễn không thì thào kinh hãi. Giết chết một vũ tôn nhất trọng, tuyết sư không hề ngừng lại, thân ảnh lại xuất hiện ở xa xa. Chết đi! Ngao! Đao mang mang theo long ngâm truyền ra, huyết quang rơi xuống, một vũ vương thất trọng nháy mắt biến thành hai đoạn. Chết đi! Hiu hiu! Sát khí thao thiên khởi động, thân ảnh tuyết sư không ngừng di chuyển, mỗi lần đều có vương cấp bị đánh chết, chỉ sau một thoáng ngắn ngủi đã có 7 vương cấp không chút sức phản kháng đã bị giết chết dưới huyết lục, thân đao nhiễm đầy máu tươi khiến huyết quang càng thêm quỷ dị. Ngao! Huyết lục lướt qua, lại một vương cấp bị giết chết, Lục Lâm Thiên không chút lưu thủ, nếu đã là kẻ thù không đội trời chung, căn bản không cần hóa giải. Sát khí nặng nề, tuổi còn trẻ sao có sát khí nặng như vậy?
Diệu Linh Tôn giả kinh hãi thì thào. Sát khí thao thiên nhưng lại không ảnh hưởng căn cơ cùng tâm tình, Lục Lâm Thiên thật sự làm người kỳ quái, chẳng lẽ thật sự do Vân Dương Tông bồi dưỡng được sao? Vạn Linh Tôn giả nhíu mày, khẽ lắc đầu cảm thán. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên còn là giáo chủ Thánh Linh giáo, lại là môn chủ Phi Linh môn, có lẽ không cần dùng bao lâu thời gian thế lực đại lục lại một lần phong vân chìm nổi. Hỏa Vân Tôn giả nói. Các cường giả nhìn nhau, không ai phản đối lời của hắn. Ngao! Huyết quang lại xuất hiện, vương cấp thứ 9 lại rơi xuống. Phốc! Xa giữa không trung, một thân ảnh bị đánh bay, miệng phun máu tươi, chân khí uể oải, người này chính là Lư trưởng lão thực lực yếu nhất trong 20 vương cấp trưởng lão Thánh Linh giáo, vốn lần này hắn không cần đi theo, nhưng vì hắn tự mình cầu khẩn Lục Lâm Thiên cho nên mới được phép đi cùng. Một thân ảnh nháy mắt đi tới trước người Lư trưởng lão, thi triển không gian bích trưởng vây khốn hắn, chính là Không Linh Vương. Chết đi! Không Linh Vương nhanh cười một tiếng, bàn tay oanh ra. Con mẹ ngươi, lão tử chết cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Khí thế người Lư trưởng lão đột nhiên tăng lớn, so sánh với lúc toàn thịnh còn mạnh hơn không ít. Tự bạo hồn anh! Ánh mắt Không Linh Vương trầm xuống, lập tức thối lui. Hừ! Tự bạo hồn anh ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngươi còn quá yếu. Không Linh Vương vừa thối lui, không gian bích trướng lập tức bao phủ về hướng Lư trưởng lão. Ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt Lư trưởng lão trắng bệch tới cực điểm, dùng một hơi chân khí cuối cùng kết xuất thủ ấn, khí thế tăng lên tới cực hạn, toàn bộ thân hình bành trướng lên, thậm chí khiến không gian xung quanh hiện lên khe không gian dao động. Phanh phanh. Trong nháy mắt bên trong không gian bích trướng nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, cả không gian trực tiếp sốc lên nhưng vẫn không thể phá vỡ không gian bích trướng, càng không thể tổn thương Không Linh Vương. Lư trưởng lão. Một tiếng hét lớn quanh quẩn giữa không trung, thân ảnh tuyết si bay tới, Lục Lâm Thiên trơ mắt nhìn thấy Lư trưởng lão tự bạo hồn anh cũng không kịp ra tay cứu giúp. Nhìn thi thể Lư trưởng lão vỡ vụn từng mảnh, Lục Lâm Thiên phảng phất như lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lão giả tuổi già nhưng tính tình nóng nảy, giết chết đối thủ không chút lưu tình, là một cường giả Linh Vương trung thành cùng tận tâm với Thánh Linh giáo. Không Linh Vương, bổn công tử phải bằng thây ngươi thành vạn đoạn. Trong mắt Lục Lâm Thiên biến thành một mảnh đỏ đậm, sát khí thao thiên bắn ra, hắn đã hoàn toàn động sát ý. Là Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lao tới, Không Linh Vương giống như chuột gặp mèo, cấp tốc bỏ chạy, hiện tại hắn không dám đối kháng với Lục Lâm Thiên. Đó hoàn toàn là muốn chết. Suy, Không Linh Vương vừa động thân, nháy mắt phát hiện một đạo hoàng sắc thân ảnh xuất hiện trước người, trong lòng rùng mình. Không Linh Vương, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh âm lạnh băng truyền ra, lời của Lục Lâm Thiên rơi vào trong tai Không Linh Vương giống như sấm đánh, linh hồn run lên, nhất thời liền khởi động không gian bích trướng bao phủ lấy chính mình. Chút tài mọn, hôm nay không ai hộ được ngươi. Hiu hiu. Dứt lời, cả không gian bị hoàng mang bao vây, Không Linh Vương không còn đường trốn tránh, huyết lục không ngừng vung lên, trực tiếp cắt vỡ không gian bích trướng, từng đạo huyết quang bổ ra, chỉ thoáng chốc vô số đao mang bay tới. Ca ca! Không gian bị cắt vỡ, bích trướng lập tức hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán. A! Trong miệng Không Linh Vương truyền ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ nháy mắt thân thể bị cắt vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ còn lưu lại cái đầu vẫn hoàn hảo. Suy! Hồn anh Không Linh Vương cấp tốc bỏ chạy, hóa thành bạch mang nháy mắt đã bay ra xa trăm thước. Thu! Giữa không trung phía trên, Lục Tâm Đồng thúc giục trấn linh diệt hồn tháp, một đạo hắc quang bao phủ xuống, hồn anh lập tức bị cấm cố thu vào bên trong hắc tháp. Ca ca, giao hồn anh người này cho muội là được rồi, muội sẽ cho hắn sống không bằng chết. Lục Tâm Đồng hạ xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn thấy ánh mắt đỏ đậm của hắn, cũng có chút run sợ. Các đệ tử Thánh Linh giáo, Phi Linh môn lui ra sau cho ta. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, thanh âm băng xương quanh quẩn thiên không, làm toàn bộ cường giả đều vô cùng nghi hoặc. Siêu siêu. Các trưởng lão Thánh Linh giáo nhân cơ hội giãy thoát khỏi đối thủ, bắt đầu thối lui, chỉ sau một lát ngắn ngủi đã có không ít trưởng lão bị trọng thương, tựa hồ bị Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hỏa Vương Địch Viêm xuất thủ đánh thương. Có thể ngăn cản ba người này cũng chỉ có đại trưởng lão Thánh Vũ Bộ, mà đại trưởng lão Thánh Linh Bộ còn bị Vũ Tôn Nhất Trọng của Thần Kim Các gây thương tích. Người bị thương nhẹ càng nhiều, nhưng người của hai các hai đảo càng nghiêm trọng,
đã có hơn 20 người chết, trong đó có 9 người là bị Lục Lâm Thiên hạ sát. Tập Hạo Nhiên đánh trọng thương Phong Linh Tôn Giả, mà Phong Linh Tôn Giả sử dụng hồn khí huyền cấp vẫn không phải đối thủ của Tập Hạo Nhiên, dốc hết thủ đoạn thúc giục hồn khí huyền cấp cũng chỉ chống đỡ được vài chiêu mà thôi, lúc này đã không còn lực đánh trả. Tập Hạo Nhiên đang định đánh chết hắn, nhưng nghe lệnh của Lục Lâm Thiên, sau thoáng do dự cũng đành lui về phía sau. Ngao, Bàn Hủy, Bàn Vân, Quỳ Long, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Dương Quá cũng quay về sau lưng Lục Lâm Thiên. Nháy mắt ngưng chiến làm ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn qua hắn, nhìn thấy quanh thân hắn tràn ngập sát khí thao thiên, trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Tập lão, trợ Nguyễn lão một tay đi. Lục Lâm Thiên nói, xa giữa không trung chỉ có Nguyễn Thượng Hành đang giao thủ với Huyền Minh Tôn Giả, hai bên bất phân thắng bại, Lục Lâm Thiên đã truyền âm gọi hắn trở về, cũng chỉ có thể để Tập Hạo Nhiên tới hỗ trợ. Dạ, Tập Hạo Nhiên lập tức lao thẳng về phía trước. Ở bên dưới, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, sau lưng hắn hai hoàng kim yêu long viễn cổ không ngừng xoay quanh, khí thế áp bách thiên địa, mọi người đều đang suy đoán Lục Lâm Thiên đang muốn làm gì, bởi vì sát khí đã tràn ngập khắp cả không gian. Linh Vũ Giới, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, Viêm Đảo, Nguyệt Long Các, toàn bộ các ngươi không một ai chạy thoát, toàn bộ đi chết đi. Sát khí thật khủng khiếp. Xa xa, toàn bộ cường giả tôn cấp đều dùng mình, sát khí kia đúng là băng hàn thấu xương. Hắc Phú thản nhiên nhìn về phía trước, trong mắt bắt đầu hiện sát ý, nhưng nhìn thấy phản ứng của Lục Lâm Thiên, cũng ổn định thân hình. Đều đi chết đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng, quanh thân đột nhiên tràn ra một mảnh tử kim sắc quang mang, thủ ấn kết xuất, một đạo tử sắc lưu quang xoay quanh trên lòng bàn tay phải, không ít người biết trên thân hắn có Tử Lôi Huyền Đỉnh, đã bại lộ thì cho bại lộ, với thực lực hiện tại của hắn người nào muốn nhúng chàm với Tử Lôi Huyền Đỉnh, phỏng chừng cũng phải ngẫm lại hậu quả. Hô! Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện, không trung nhất thời tràn ngập khí tức quỷ dị, không gian bắt đầu run rẩy lên. Vào lúc này trong lòng mọi người chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm cực độ. Sắc mặt không khỏi đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, chân khí nguy hiểm phát tán từ tử sắc lưu quang kia. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện lên tia cười lạnh, vung tay ném tử sắc lưu quang lên không trung. Hiu! Tử sắc lưu quang ầm ầm lướt qua không gian, xoay quanh trên bầu trời, nháy mắt liền mở rộng hóa thành đại đỉnh ba chân màu tím khổng lồ, lôi quang bí văn lan tràn, hào quang chói mắt làm cả không gian đều run rẩy. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân dày đặc cuồn cuộn, bên trong lôi vân điện quang lưu chuyển, toàn bộ những người có mặt đều cảm giác hoàn toàn bị áp chế. Đây là... Mọi người hít sâu một hơi, nhìn lên không trung phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, uy áp kinh người làm họ sực nhớ tới một chuyện. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đó chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng lẩm bẩm. Thật sự ở trên người hắn, thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Yên nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc. Đó là thần khí. Nhóm người Bàn Hủy cũng vô cùng kinh ngạc rung động, thậm chí ánh mắt Long Linh cũng không ngừng lóe ra. Không xong. Giờ khắc này người của Linh Vũ Giới cùng hai các hai đảo bị lôi điện bao vây đột nhiên run rẩy lên. Vũ Linh khí thiên cấp, đó là thần khí, tiểu tử này có thần khí. Không nhận tôn giả, Phong Linh tôn giả, Xích Vũ tôn giả kinh hãi kêu to. Mọi người chạy mau, mau. Trốn. Sắc mặt bọn họ đại biến, đồng thời linh lực chân khí tràn ra, thân ảnh hóa thành tàn ảnh cấp tốc bỏ chạy. Ai cũng không trốn thoát, Tử Kim Huyền Lôi, đều đi chết đi. Lục Lâm Thiên quát lớn, thủ ấn rơi xuống, lôi quang hóa thành lôi đình nháy mắt tuôn tràn xuống dưới, vô số lôi đình giáng thẳng xuống rậm rạp vây quanh cả quảng trường. Suy suy. Trong phút chốc, tử sắc lôi đình oanh kích, thanh âm nổ vang không ngừng. Những nơi lôi đình đi qua không gian ầm ầm nổ tung, thanh thế kinh thiên động địa. Oanh long long, lôi đình đánh xuống, không gian nổ tung, từng thân ảnh bị phá thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng không thể trốn thoát, toàn bộ vương cấp hoàn toàn không có lực đối kháng. Suy suy, một trận tử kim huyền lôi giáng xuống nhưng vẫn chưa ngừng lại, lôi vân quay cuồng, tử sắc điện quang quanh quẩn, lại thêm một loạt lôi đình xé rách không gian, lôi vân tử sắc mang theo tiếng vang hung hăng đánh xuống. Oanh long long. Đây là tàn sát, một nhóm tu vi vương cấp bị đánh chết trước tiên, hồn anh cũng không thể chạy thoát. Mau liên thủ đối kháng. Một đám cường giả tôn cấp quát lớn, bố trí cương quyền phòng ngự, có người lấy ra linh khí ngăn cản, sắc mặt đều tái xanh, tâm thần khủng hoảng.
Mọi người muốn liên thủ đối kháng, Lục Lâm Thiên không cho bọn hắn cơ hội này, từng đạo lôi đình lớn như cự mãng ầm ầm giáng xuống, trực tiếp ngăn cách đám đông bên dưới. Lục Lâm Thiên tu vi Vũ Vương bát trọng, thúc dục Tử Lôi Huyền đỉnh cũng đã có thể đối kháng Vũ Tôn tam trọng, lúc này đã tới tu vi Vũ Vương cửu trọng, thúc dục Tử Lôi Huyền đỉnh càng thêm mạnh mẽ, mặc dù vây khốn một đám người tôn cấp vương cấp nhưng cũng có thể làm được, huống chi Phong Linh Tôn giả cùng Không Nhận Tôn giả đã không còn bao nhiêu lực tái chiến. Suy lạp lạp, Thu Thủy Vương Bối Hải Linh là người đầu tiên bị lôi đình xỏ xuyên qua thân hình, căn bản không cách nào tiếp tục đối kháng, phun ra ngụm máu tươi, linh khí phá nát, thân hình hóa thành mảnh nhỏ tán loạn tiêu tán giữa không trung. Oanh long long, lại thêm hai đạo lôi đình lớn như cánh tay ầm ầm giáng xuống Thần Hỏa Vương Địch Viêm cùng Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu. Hai vương cấp ra hết thủ đoạn, thực lực có thể đối kháng Vũ Tôn nhất trọng. Thậm chí còn chưa đem ra hết lá bài tẩy nhất thời đã bị lôi đình xỏ xuyên oanh sát. Đồ khốn! Toàn bộ vương cấp đều bị đánh chết, hơn chục vương cấp không còn ai sống sót, đều hóa thành mảnh nhỏ, còn lại 9 tôn cấp đều nổi giận, nhưng không còn cách nào. Người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy may mắn mình không trêu chọc Lục Lâm Thiên, không ai nghĩ tới thực lực của hắn đã tới trình độ cao như thế. Oanh long! Lôi đình lại hạ xuống. Vũ Tôn nhất trọng của Khôn Dương đảo vốn đã bị trọng thương, rốt cục không thể đối kháng, trực tiếp bị lôi đình xuyên thấu phòng ngự, thân hình bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Oanh long long! Phong Linh Tôn giả vốn đã không còn lực tái chiến, bị một đạo lôi đình giáng xuống, rốt cục không cách nào đối kháng. Oanh long long! Lôi vân tử sắc không ngừng giáng xuống tử sắc điện mang, hội tụ thành lôi đình bổ lên thân thể hắn. Mạng ta xong rồi! Trong nháy mắt Phong Linh Tôn giả lộ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới mình có tu vi Linh Tôn tam trọng lại chết trong tay Vũ Vương, lôi đình đánh xuống, toàn thân quanh quẩn điện mang, lập tức chia thành 4-5 mảnh. Oanh long long, vài tôn cấp nhị trọng tam trọng lại xé thành mảnh nhỏ, trong không gian lôi vân cuồn cuộn đã biến thành lò sát sinh, thậm chí cả tu vi tôn cấp cũng không chạy thoát. Lục Lâm Thiên, Khôn Dương đảo nhất định cùng ngươi không chết không ngừng, bản tôn chết cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Sắc mặt Không Nhận Tôn giả trắng bệch tới cực điểm, cuối cùng dùng ngụm chân khí còn sót lại kết xuất thủ ấn, chân khí đột nhiên tiêu thăng, thân hình bắt đầu bành trướng. Tự bạo hồn anh sao? Đôi mắt Lục Lâm Thiên đỏ đậm, sát ý không hề sút giảm ngược lại càng thêm dày đặc, sát khí cùng lôi điện hô ứng lẫn nhau, làm người ta đều run sợ. Nhưng lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng biến thành ngưng trọng, hắn thúc giục Tử Lôi Huyền đỉnh đối phó nhiều người như thế, tiêu hao vô cùng khủng bố. Nếu không phải đã đột phá Vũ Vương cửu trọng, đan điền khí hải lớn hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ không đủ sức kháng cự. Lúc này hắn thật không biết mình có thể đối phó Không Nhận Tôn giả tự bạo hồn anh hay không, hiện tại mình đã tiêu hao tới mức giới hạn cuối cùng. Tự bạo hồn anh sao, chỉ vô ích thôi. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, chân khí lan tràn, từ bên trong Tử Lôi Huyền đỉnh bắn ra một đạo tử kim sắc lôi đình như cự long rít gào giáng xuống, ầm ầm đánh thẳng vào Không Nhận Tôn giả. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt Không Nhận Tôn giả dữ tợn, dùng hết chân khí cuối cùng làm thân thể bành trướng tới cực hạn, thậm chí khiến không gian vỡ ra thành khe không gian tối đen. Tự bạo hồn anh. Không Nhận Tôn giả hét lớn một tiếng thê lương, thân hình lập tức nổ tung. Cùng một thời gian, tử sắc lôi đình khổng lồ trực tiếp oanh kích lên thân hình Không Nhận Tôn giả, trong chớp mắt này thân hình kia cũng đã nổ tung. Chỉ nháy mắt hai cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau. Tử sắc thiểm điện lan tràn, trong không gian bị sốc lên một động sâu thật lớn. Phanh phanh, năng lượng va chạm, không gian nổ tung, quang mang chói mắt bắn ra, lực lượng khuếch tán, từng khe không gian lan tràn khắp bên trên lôi vân. Đặng đặng, kinh khí khủng bố đánh lên người Lục Lâm Thiên, hắn cũng đã tiêu hao hầu như cạn kiệt, lúc này không còn cách nào đối kháng. Thân hình Lục Lâm Thiên trúng đòn nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ như lệch vị trí. Khí huyết cuồn cuộn nhưng bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Thu. Cùng một thời gian thủ ấn biến hóa, Tử Lôi Huyền đỉnh lập tức thu vào trong đan điền khí hải, ánh mắt hắn dữ tợn, chân khí cực độ uể oải, nhưng sát khí vẫn không hề suy giảm chút nào. Tử Lôi Huyền đỉnh biến mất, lôi vân cũng tan biến, lực lượng khủng bố thổi quét không gian, cả không gian vẫn còn run rẩy, một lát sau mới yên tĩnh trở lại, nhưng sát khí thao thiên sen lẫn mùi huyết tinh vẫn lan tràn trong không khí chưa tiêu tán. Hô hô, cả không gian tràn ngập cỗ chân khí hủy diệt, những cường giả xa xa đều kinh hãi, hít sâu một hơi khí lạnh,
uy áp kinh khủng vừa rồi làm mọi người đều có cảm giác muốn phủ phục xuống đất. Tử lôi huyền đỉnh, vừa rồi là tử lôi huyền đỉnh. Ánh mắt các cường giả kinh ngạc, đột nhiên nhớ lại một chuyện, có lời đồn đãi Lục Lâm Thiên từng bị vây khốn trong huyền thiên bí cảnh, cuối cùng thần bí xuất hiện, lúc ấy có không ít người hoài nghi tử lôi huyền đỉnh đã rơi vào tay Lục Lâm Thiên, hiện tại đã được khẳng định. Sau này không thể trêu chọc Lục Lâm Thiên. Không ít người thầm quyết định, Lục Lâm Thiên thật quá kinh khủng, ai trêu chọc chính là ác mộng của người đó. Tử lôi huyền đỉnh. Trong mắt Huyền Minh Tôn giả lộ lãnh ý, bị Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Thượng Hành vây công, mặc dù vô cùng chật vật nhưng còn chưa tới nỗi tuyệt vọng, thậm chí người của Linh Vũ Giới chỉ còn lại Nam Thiên Nhị Tôn cũng không làm hắn để ý. Lúc này chỉ còn lại bốn người sống sót, thần kim các chân cương tôn giả, viêm đảo xích phú tôn giả, cùng Nam Thiên Nhị Tôn, vừa rồi họ dựa vào trận pháp hợp kích đại tăng uy lực có thể so sánh với Vũ Tôn Tam Trọng, nhờ vậy mới có thể đối kháng tới bây giờ. Mặc dù sống sót nhưng sắc mặt bốn người trắng bệch, thân bị trọng thương, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần, trong ánh mắt vừa phẫn nộ, rung động hơn nữa còn sợ hãi tuyệt vọng. Suy, lúc này Lục Lâm Thiên cũng uể oải, thậm chí đã không thể chống đỡ, thu liễm thanh linh khải giáp, nhưng trong nháy mắt linh lực lại tràn ra, thân ảnh lăng không đứng thẳng. Phanh phanh, xa giữa không trung, Huyền Minh Tôn giả phá vây bay ra, nháy mắt lao tới. Kiệt kiệt, Lục Lâm Thiên, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại đột phá nhanh như vậy, thật làm cho ta ngoài ý muốn a. Huyền Minh Tôn giả nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên cười âm lệ, nghe Không Linh Vương truyền tin tức, lúc trước khi Lục Lâm Thiên bị trong giới bắt giữ, thực lực còn chưa tới tình trạng như thế. Chỉ còn lại 5 người các ngươi. Lục Lâm Thiên thản nhiên đảo mắt nhìn qua, hắn đủ thực lực đánh chết 5 người này. Siêu siêu, Nguyễn Thượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên đã đuổi theo phía sau. Huyền Minh Tôn giả vừa phá vây họ lập tức quay về bên cạnh Lục Lâm Thiên. Mọi người liên thủ thế nào? Huyền Minh Tôn giả nhìn qua chân cương tôn giả cùng xích phú tôn giả hỏi. Được, cùng liên thủ phá vây. Chân cương cùng xích phú nhìn nhau, lập tức gật đầu, nhảy tới bên cạnh Huyền Minh Tôn giả. Hiện tại bọn hắn đã không còn lựa chọn, nếu hôm nay có thể chạy thoát, ngày sau sẽ có cơ hội báo thù. Các ngươi đồng ý liên thủ thì tốt rồi. Huyền Minh Tôn giả âm chắc chắc cười, hai tay kết xuất thủ ấn phức tạp quỷ dị, đột nhiên quát lớn. Như vậy mới là chân chính liên thủ. Tiếng quát rơi xuống, một cỗ lực lượng cắn nuốt quỷ dị đột nhiên lan tràn, mà chân cương tôn giả cùng xích phú tôn giả vốn không kịp đề phòng lập tức bị chộp vào dưới trường. Ngay khi hai người vừa kịp phản ứng, nháy mắt liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khiến người nghe dựng đứng tóc gáy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt toàn trường đều dị thường khó xem, mọi người ngây dại nhìn biến cố trước mắt, có người vẻ mặt mờ mịt, không phải Huyền Minh Tôn giả muốn liên thủ sao, mà bộ dáng hiện tại lại giống như đang cắn nuốt hai người kia. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên chấn kinh, trong lòng trầm xuống, người kia đang thi triển Âm Dương Linh Vũ Quyết, nhưng không được đầy đủ, bởi vì hắn chỉ cắn nuốt mà không phải luyện hóa. Đây là công pháp quỷ dị gì, hình như đang cắn nuốt chân khí. Sắc mặt Hỏa Vân Tôn giả đại biến, bởi vì chân khí Huyền Minh Tôn giả đang không ngừng tăng lên. Không nghĩ tới Linh Vũ Giới có loại tà công này. Vạn Linh Tôn giả kinh ngạc nói. Thậm chí Hắc Vũ đứng xa xa nhìn tới, ánh mắt cũng lóe ra. Tựa hồ là có thể lập tức sử dụng a. Cảm giác chân khí của Huyền Minh Tôn giả, sắc mặt Lục Lâm Thiên biến đổi, Huyền Minh Tôn giả cắn nuốt hai người, chân khí lập tức tăng lên mà không cần luyện hóa. Phỏng chừng là mạnh mẽ cưỡng chế làm như thế, nhưng không biết làm như thế nào. Nhưng làm vậy sẽ có tác dụng phụ thật lớn, chỉ sợ sau này phải trả giá không nhỏ, nếu không Huyền Minh Tôn giả cũng không đợi tới bây giờ mới thực hiện. Tập lão, Nguyễn lão, mau đánh chết hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không thể cho hắn thuận lợi để thăng. Suy suy, Nguyễn Thượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên lập tức lao tới, thân ảnh mang theo dao động kịch liệt, đều oanh ra một quyền một trường. Kiệt kiệt, các ngươi chậm rồi. Huyền Minh Tôn giả cười âm lệ, tốc độ cắn nuốt của hắn cực nhanh, chỉ nháy mắt đã ném hai cỗ thây khô mang theo lực lượng phá không va chạm vào một quyền một trường kia. Phanh phanh, hai cỗ thây khô nháy mắt tiêu tán. Huyền Minh Tôn giả, ngươi muốn làm gì? Nhưng đúng ngay lúc này Nam Thiên Nhị Tôn chợt hét lớn. Kiệt kiệt, thực lực của các ngươi căn bản không thể đối kháng, còn không bằng tiện nghi cho ta. Huyền Minh Tôn giả dứt lời,
thân ảnh đã hiện ra bên cạnh Nam Thiên Nhị Tôn, hai tay bộc phát ra cỗ hấp lực quỷ dị, đem cả không gian chung quanh đều phong tỏa, đồng thời Nam Thiên Nhị Tôn đều bị hắn chế trụ, thân thể đứng bất động không cách nào nhúc nhích. A! À, Nam Thiên Nhị Tôn kêu rên thê thảm, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, vặn vẹo dữ tợn vô cùng. Một màn này làm mọi người kinh hãi, người kia ngay cả người mình cũng không buông tha. Thật là độc ác. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Suy suy. Chỉ nháy mắt Nguyễn Thượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên lại đánh tới. Kiệt kiệt. Huyền Minh Tôn giả âm lệ cười to, kéo Nam Thiên Nhị Tôn thối lui, Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Thượng Hành muốn đuổi kịp thật không dễ dàng. Hắc Phú vẫn luôn nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò, mà đôi mắt long linh đã rơi lên người Hắc Phú. Đến khi thân ảnh Huyền Minh Tôn giả dừng lại, thân hình Nam Thiên Nhị Tôn đã thành thây khô, chân khí hoàn toàn bị cắn nuốt. Ha ha! Huyền Minh Tôn giả lại ném hai cỗ thây khô về hướng Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Thượng Hành đang lao tới. Phanh phanh! Nguyễn Thượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên vung tay đánh hai thây khô thành mảnh nhỏ, lúc này chân khí của Huyền Minh Tôn giả vẫn không ngừng tăng lên. Hô! Chỉ nháy mắt chân khí lan tràn ngập trời, Huyền Minh Tôn giả trực tiếp thăng lên tới Vũ Tôn lục trọng, khí tức đã rất mạnh mẽ nhưng vẫn tiếp tục kéo lên, mãi tới lục trọng trung kỳ mới dừng lại. Mà giờ khắc này ánh mắt hắn càng dữ tợn, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Thật quỷ dị! Cảm giác chân khí Huyền Minh Tôn giả biến hóa, mọi người đều kinh hãi. Kiệt kiệt, tất cả đều chết hết đi, toàn bộ đồ vật ở đây là của ta. Huyền Minh Tôn giả âm lệ quát, ánh mắt dữ tợn đảo qua mọi người, hắn đã tăng lên tới Vũ Tôn lục trọng trung kỳ, ở nơi này không còn ai làm gì được hắn, toàn bộ đồ vật đều thuộc về một mình hắn. Hừ! Mạnh mẽ tăng lên tu vi, thực lực của ngươi cũng không cao được bao nhiêu. Ánh mắt Nguyễn Thượng Hành trầm xuống, một cỗ chân khí hùng hồn xuyên phá thiên không, hướng Huyền Minh Tôn giả đánh tới. Ngươi thử xem sẽ biết. Nhìn Nguyễn Thượng Hành lao tới, Huyền Minh Tôn giả cười lạnh một tiếng, chân khí giải lụa đột nhiên bắn ra, đánh thẳng vào mặt Thánh Vũ Thiên Tôn. Ánh mắt Nguyễn Thượng Hành run lên, trong tay đánh ra đạo quyền ấn. Mang theo thiên địa năng lượng hùng hậu hung hăng va chạm vào giải lụa chân khí. Phanh phanh. Hai đạo năng lượng va chạm, không gian chấn khai, cuối cùng đều tiêu tán, dưới cự lực thổi quét Nguyễn Thượng Hành liền bị đẩy lui, nguyên bản thực lực vốn sấp xỉ Huyền Minh Tôn giả nhưng lúc này đã kém hơn không ít. Oanh long long, cùng một thời gian, Tập Hạo Nhiên đánh tới, thủ ấn kết xuất, linh hồn công kích bao trùm, đánh thẳng vào Huyền Minh Tôn giả. Huyền Minh Tôn giả cũng không dám khinh thường. Thân ảnh chợt lui, chân khí âm hàn trào ra mênh mông, không gian vang thanh âm trầm đục, một cỗ năng lượng linh hồn dao động va chạm thẳng vào linh hồn công kích của Tập Hạo Nhiên. Oanh long long, hai bên va chạm, thanh âm nổ tung vang lên không ngừng, không gian hóa thành một động sâu cực lớn, sau một lát dây dưa linh hồn công kích của Tập Hạo Nhiên bị đẩy lui, thân hình rơi xuống, thủ ấn lại ngưng tụ, linh lực tràn ra, sắc mặt trở nên tái nhợt cố gắng ổn định thân hình. Với thực lực của hắn cũng không thể đối kháng được Huyền Minh Tôn giả. Kiệt kiệt, hiện tại các ngươi đã không còn khả năng đối kháng ta. Huyền Minh Tôn giả đắc ý cười nói, lúc này đã không còn ai đủ sức đối kháng với hắn, loại cảm giác như vậy thật sự tuyệt vời. Làm sao bây giờ, thi triển bí pháp đi. Nguyễn Thượng Hành bay tới bên cạnh Tập Hạo Nhiên nói. Được, thi triển bí pháp. Tập Hạo Nhiên bị đẩy lui. Biết rõ dùng thực lực bình thường không có tác dụng với Huyền Minh Tôn giả. Hai người đưa mắt nhìn nhau, định thi triển bí pháp đối kháng. Chủ nhân lưu lại bí pháp, sau khi các ngươi liên thủ thi triển, muốn giết người này không khó, nhưng sẽ hao tổn thật lớn, các ngươi đều lui ra đi. Vào lúc này một hắc ảnh xuất hiện phía trước hai người, quần áo đen như mực, thân ảnh cao ngất nguy nga, thoạt nhìn lại cực kỳ phiêu dật, lại không cảm giác được chân khí dao động. Phảng phất như dung hợp thành một thể cùng không gian chung quanh. Là hắn. Toàn bộ ánh mắt đều rơi lên hắc ảnh, nhận ra chính là hắc y nhân luôn đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên. Thật mạnh. Toàn bộ cường giả nhìn thấy hắc phú hiện thân, vừa rồi người kia vốn đứng sau lưng họ, nhưng làm sao lại xuất hiện phía trước thì không ai biết, nếu là đối thủ chỉ sợ họ có chết thế nào cũng không biết được, nhất thời chợt dùng mình sợ hãi. Vào lúc này sắc mặt các cường giả đều biến hóa. Dạ. Hắc Phú xuất hiện, Nguyễn Thượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên đồng thời hành lễ, lập tức cung kính lui ra, có tòa kỵ của giáo chủ ra tay, muốn giết chết Huyền Minh Tôn giả chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Khóe môi Lục Lâm Thiên lộ ra ý cười,
sự tình xem như đã kết thúc, nguyên bản hắn còn chưa muốn bại lộ thực lực của Hắc Vũ, nhưng hiện tại đành phải làm như thế. Ngươi là ai? Huyền Minh Tôn giả đã sớm đánh giá Hắc Vũ, cũng cảm giác chân khí người kia bất phàm, lúc này nhìn thấy hai người Nguyễn Thượng Hành vô cùng cung kính, đủ chứng minh thân phận của Hắc Ảnh kia, trong lòng có chút bất an, chân khí cùng uy áp của người kia làm cho hắn cảm giác bị áp chế. Ta là ai? Ngươi còn không xứng biết, Linh Vũ giới muốn nhúng chàm Thánh Linh giáo, cho nên ta nhìn thấy một người giết một người. Hắc Vũ thản nhiên nói, vỗ nhẹ lên đầu của hai ấu long, lại dùng quang mang bao phủ giao lại cho Bàn Vân đã khôi phục hình người. Tê tê, hai ấu long phun đầu lưỡi nhỏ, tựa hồ cảm giác Hắc Vũ sắp ra tay, lập tức ngẩng cao đầu vô cùng hứng thú quan sát. Hừ, chân cháo. Huyền Minh Tôn giả đè nén nỗi bất an trong lòng, lạnh lùng quát lớn, thủ ấn hướng thẳng Hắc Vũ, đầu ngón chân điểm nhẹ hư không, trong khoảnh khắc mượn nhờ lực lượng không gian dao động trực tiếp xuất hiện trước người Hắc Vũ, hét lớn. Để cho ta nhìn xem ngươi có thực lực chân cháo hay không. Hiu hiu. Thủ ấn động tới thiên địa năng lượng, xuyên thủng không gian, chính là vũ khí địa cấp sơ giai, lúc này uy lực càng thêm kinh người, không gian run lên, giống như sao băng từ trên trời giáng xuống, tiếp theo bắn thẳng tới trước người Hắc Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Vũ thở dài, hắc bào run lên, một đạo chảo ấn đánh ra, thủ ấn mang theo thiên địa năng lượng vừa bay tới liền bị một chảo bao vây. Không gian giống như bị chảo ấn kéo ra, vặn vẹo vỡ nát, không gian lốc xoáy xuất hiện, thủ ấn nháy mắt tán loạn bên trong. Giơ tay nhấc chân liền xé mở không gian, hóa giải công kích khủng bố, hình ảnh này làm mọi người kinh ngạc tới cực điểm, ai cũng biết thực lực như thế đại biểu cho điều gì. Là linh thú bát giai hậu kỳ. Huyền Minh Tôn giả rốt cục suy đoán ra thân phận Hắc Vũ, sắc mặt kinh hãi tới cực điểm, Hắc Y Nhân luôn che giấu khí tức kia không ngờ có thực lực khủng bố tới nông nỗi này. Hắc Vũ thúc, lưu người sống. Lục Lâm Thiên nói, lần trước Hắc Vũ trực tiếp giết chết ám ma Pháp Tôn, tổn thất một khối thi thể linh tôn lục trọng, mà thi thể Huyền Minh Tôn giả cũng là bảo vật. Nếu tương lai luyện chế thành khôi lỗi, tuyệt đối phải hơn bát giai, nếu là khôi lỗi sống thì càng tốt hơn. Cút xuống đi. Hắc Vũ cười nhạt, thân ảnh đột nhiên biến mất, trực tiếp xé mở không gian dao động. Khi thân ảnh hắn xuất hiện, thậm chí Huyền Minh Tôn giả còn chưa kịp phản ứng. Hơn nữa không dám cứng rắn đối kháng, lập tức bay ngược ra ngoài. Ngươi trốn không thoát đâu. Hắc Vũ lên tiếng, hai tay vẽ ra một vòng tròn, không gian quanh thân Huyền Minh Tôn giả nhất thời đóng lại, phạm vi trăm thước hoàn toàn bị phong tỏa. Không xong. Sắc mặt Huyền Minh Tôn giả đại biến, chân khí âm hàn bạo tuôn, từng đạo công kích ầm ầm bay ra, va chạm vào bích chướng chung quanh, nhưng không cách nào phá vỡ không gian phong tỏa, giống như đã trở thành nhà giam kiên cố nhất. Đi xuống. Hắc Vũ thản nhiên nói, tay phải hung hăng chộp về phía trước, không gian nổ tung, kình phong cuồng bạo thổi quét, Huyền Minh Tôn giả nện xuống đất, nặng nề rơi trên quảng trường. Oanh long. Một tiếng vang kịch liệt quanh quẩn, đá vụn bay tuôn, từng khe nứt lan tràn khắp nơi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Huyền Minh Tôn giả không chịu nổi một kích, thực lực Hắc Y Nhân đã cường hãn tới tình trạng như thế. Phốc. Khi kình khí tiêu tán, Huyền Minh Tôn giả phun máu tươi, chân khí uể oải, nháy mắt tụt xuống chân khí ngũ trọng, thậm chí không còn lực tái chiến, một kích của Hắc Vũ không hề lưu cơ hội cho hắn. Phốc. Huyền Minh Tôn giả lại phun ngụm máu tươi, sắc mặt biến thành thê lương, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hiện tại ngươi cảm thấy thực lực của ta có đủ hay không? Hắc Vũ rơi xuống, lại đánh ra chảo ấn, không gian lập tức vặn vẹo. Kiệt kiệt, ngươi cho rằng ngươi thật sự làm gì được ta sao? Linh Vũ giới nhất định phải lấy được không gian này, các ngươi đừng mơ tưởng. Trong mắt Huyền Minh lộ vẻ dữ tợn, lấy ra khối ngọc giản nháy mắt liền bóp nát. Ca ca. Không gian run lên, chậm rãi phập phồng, một luồng chân khí khiến linh hồn người run rẩy chậm chạp khuếch tán, trong mơ hồ cả thiên địa đều run lên. Biến hóa kỳ dị làm tất cả cường giả đều chú ý, rốt cục là ai có thể gợi lên thiên địa năng lượng thay đổi, thậm chí là tôn cấp cũng không làm được bước này. Gì? Hắc Vũ cau mày, chảo ấn ầm ầm rơi xuống, khe không gian trực tiếp bị xé mở. Phế vật, lại gọi cả ta đi ra. Một thanh âm trầm đục vang lên, lời còn chưa dứt không gian trước mắt Hắc Vũ chợt dao động, một đạo lam ảnh nháy mắt lao ra ngoài. Suy, chảo ấn lập tức bị lam ảnh ngăn cản, không gian chung quanh bị sốc lên. Mặc dù hắn là phế vật, nhưng còn chưa tới lượt người ngoài giáo huấn,
Lam Ảnh kết xuất thủ ấn, quanh thân hiện lên một đạo cương khí chói mắt. Suy, chảo ấn dừng trên cương khí hoảng động kịch liệt, bị xé nứt một khe hở. Linh Tôn cửu trọng, cảm giác được khí tức, sắc mặt Hắc Vũ đại biến, hai tay chém ra, vẽ ra một vòng tròn quỷ dị trên không trung, thiên địa năng lượng hội tụ, không gian như bị cắt vỡ lộ ra dấu vết tối đen. Hỏa địa vi lao, Hắc Vũ quát một tiếng, hai tay vẽ ra một vòng tròn bên người, bao trùm tới Lam Ảnh kia, đem cả phạm vi không gian hơn ngàn thước đều phong tỏa. Gì? Người kia cảm nhận được không gian lực khủng bố, kinh nghi một tiếng, nhất thời một tay nhấc lên Huyền Minh Tôn giả, mở ra song trưởng cấp tốc thối lui, trực tiếp lắc mình tiến vào không gian dao động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hừ, nguyên lai là một linh hồn phân thân mà thôi, muốn cứu người trong tay của ta, còn chưa đủ. Ánh mắt Hắc Vũ lóe hàn mang, thủ ấn biến hóa, một đạo không gian dao động vô hình bao phủ Huyền Minh, dùng một tốc độ khủng khiếp áp vỡ lên người hắn. Ta xem ngươi làm khó dễ gì được ta. Ánh mắt Lam Ảnh trầm xuống, vừa thối lui đồng thời một đạo cương khí bao phủ Huyền Minh, cả không gian giống như hoàn toàn bị ngăn cách. Vậy cho ngươi nhìn xem. Hắc Vũ quát to, thủ ấn kết xuất, một giọt máu tươi đánh vào trong thủ ấn, uy lực đột nhiên trướng lớn, không gian lốc xoáy xốc lên khe không gian, nháy mắt cắn nuốt dưới chân Huyền Minh, cắn nuốt cả cương khí, nhất thời càn quét tới. A! À, trong không gian hắc động khủng bố, Huyền Minh kêu thảm một tiếng, đôi chân hóa thành mảnh nhỏ. Đồ khốn! Lam Ảnh giận dữ, tay áo vung lên, năng lượng vô hình như sóng thần va chạm thẳng về hướng Hắc Vũ. Phá! Hắc Vũ quát to, linh nguyên bạo tuôn, đem năng lượng dao động ngăn cản trước người, cả phiến không gian bị hoàn toàn ngăn cách. Oanh oanh oanh! Trên bầu trời, hai đạo năng lượng cuồn cuộn va chạm lẫn nhau, tiếng nổ kinh thiên vang vọng tận chân trời. Không gian dao động trên quảng trường bị chấn khai, kinh khí thổi quét, mọi người vội vã thối lui, không ai dám tới gần, lực trùng kích khủng bố như vậy cho dù là tôn cấp chỉ sợ không cách nào chống đỡ. Đặng đặng, lực đạo mạnh mẽ đẩy lui Lục Lâm Thiên mấy chục bước, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đặng đặng, thân hình có chút hư ảo của Lam Ảnh cũng bị đẩy lui, trong tay nắm Huyền Minh chỉ còn lại nửa đùi, Huyền Minh bị Hắc Vũ thúc giục không gian lực trực tiếp cắn nuốt. Khi hết thảy đều tiêu tán, Lam Ảnh rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người, phảng phất như có một cỗ áp lực vô hình làm chân khí linh lực toàn trường nháy mắt như bị ngừng lại. Người kia khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặc lam y, mái tóc dài xõa vai, trong mắt như khơi dậy năng lượng cuồn cuộn vô cùng vô tận, làm người ta có cảm giác thất thần, thân ảnh hư ảo như toàn thân tản ra chân khí bức người, làm người ta cảm giác nguy hiểm cực độ. Không ngờ là hắn. Trong nháy mắt trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng tới cực điểm, người này chính là phó giới chủ Linh Vũ giới, một cường giả vô cùng khủng bố. Phó giới chủ cứu ta, toàn bộ bảo vật đều ở trên người Lục Lâm Thiên, phó giới chủ cứu ta a. Huyền Minh nhìn phó giới chủ lộ vẻ khẩn cầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi, vừa rồi suýt nữa hắn đã chết. Lam Ảnh thản nhiên nhìn xuống xa xa bên dưới, nơi đó có một thân ảnh mơ hồ bị không gian dao động bao phủ. Thân thể đế cấp, đó mới thật sự là bảo vật. Phế vật, bảo vật chân chính là gì cũng không biết, lưu ngươi có tác dụng gì. Lam Ảnh không hề liếc mắt nhìn Huyền Minh, trong tay đột nhiên dùng sức, không gian vặn vẹo, trong phút chốc đột nhiên phá vỡ, thân hình Huyền Minh hóa thành mảnh nhỏ. Phó giới chủ, người buông tha ta đi, ta không có công lao cũng có khổ lao a. Giờ phút này hồn anh Huyền Minh chạy ra, liền cầu xin nói. Thất bại chính là phế vật. Lam Ảnh không chút thương hại, thủ ấn kết xuất, một cỗ hấp lực dâng lên lập tức cuốn lấy hồn anh Huyền Minh, hồn anh lập tức biến mất. Hô! Lam Ảnh chợt run lên, tựa hồ cắn nuốt xong hồn anh cảm thấy cực kỳ thoải mái, thân hình hư ảo càng ngưng thật thêm một ít. Cắn nuốt hồn anh, tà công thật quỷ dị. Các cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy líu lưỡi, thực lực người kia lại khủng bố như thế. Từ khi hắn xuất hiện chân khí trong thiên địa lập tức khác hẳn. Trong mơ hồ linh hồn đều bị run rẩy, tuyệt đối đã là linh tôn cao giai. Hắc Phú Thúc, người này là phó giới chủ Linh Vũ giới, người có nắm chắc hay không? Lục Lâm Thiên truyền âm hỏi. Người này là linh tôn cửu trọng, nếu là bản thể tới đây ta cũng không thể đối kháng, nhưng hiện giờ không biết thi triển thủ đoạn gì, đó chỉ là một linh hồn phân thân, thực lực giảm sút nhiều, phỏng chừng chỉ tới linh tôn bát trọng, như vậy ta cũng có thể đối kháng, các ngươi cẩn thận một chút. Đừng cho hắn có cơ hội đánh lén. Hắc Vũ truyền âm nói,
ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Đi mòn giày sắt tìm không thấy, lần này tới không uổng phí công phu, Lục Lâm Thiên, vận khí của ngươi thật quá tốt, không nghĩ tới thực lực của ngươi đột phá nhanh như vậy. Lam Ảnh đảo mắt qua toàn trường lộ vẻ khinh thường, lập tức nhìn Hắc Vũ, cuối cùng dừng lại trên người Lục Lâm Thiên, thanh âm không chút cảm xúc truyền ra. Hừ, sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Ngươi có công pháp, tốc độ tu luyện thật nhanh, nhưng ta sẽ không cho ngươi thêm thời gian, trước giải quyết ngươi nói sau. Ánh mắt hắn trầm xuống, không trung trước mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh xuyên ra, ngừng tụ ngay trước người Lục Lâm Thiên. Hừ, tuy rằng không biết ngươi thi triển bí pháp gì có thể ngưng tụ phân thân ở cấp độ linh tôn cửu trọng, nếu là bản thể ngươi tới đây, chỉ sợ ta thật sự không làm gì được ngươi, nhưng hiện tại chỉ là một linh hồn phân thân, còn chưa tới lượt ngươi càn rỡ. Thân ảnh Hắc Vũ xuất hiện, trong mắt hiện vẻ dao động, linh nguyên lập tức lan tràn. Linh thú bát giai hậu kỳ như ngươi, thật có chút quỷ dị. Ánh mắt Lam Ảnh trầm xuống, thực lực linh thú bát giai hậu kỳ này hắn vừa thử qua, đích thật không thể khinh thường. Dứt lời, ánh mắt hắn đột nhiên biến thành sắc bén, bàn tay siết chặt, linh hồn dao động cuồn cuộn tràn ra, dần dần khuếch tán, áp lực tăng lên khắp cả thiên địa, thực lực hơi thấp một chút cũng cảm thấy linh hồn đau đớn. Ta nói rồi, không đủ. Ánh mắt Hắc Vũ trầm xuống, thủ ấn kết xuất, cả không gian lập tức bị ngăn cách, linh hồn lực hùng hậu xuyên thấu nháy mắt phong tỏa phạm vi không gian ngàn thước, bao phủ cả Lam Ảnh kia. Không gian phong tỏa thật quỷ dị, nhưng dựa vào lực công kích như thế còn chưa đủ vây khốn ta, ngươi chỉ mới đột phá bát giai hậu kỳ chưa bao lâu, đáng tiếc còn chưa chân chính củng cố thực lực. Ánh mắt Lam Ảnh trầm xuống, thủ ấn kết xuất, năng lượng ngày càng cuồng bạo, không gian bị phong tỏa lập tức co rút lại, nhất thời lại giống như bóng hơi bành trướng, càng lúc càng lớn. Vỡ cho bản tôn, năm ngón tay hóa thành chảo ấn, trực tiếp rơi lên không gian bích trướng, không gian bắt đầu vặn vẹo, chảo ấn dần dần nứt nẻ. Oanh long long, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không gian phong tỏa đột nhiên nổ tung, thanh âm giống như sấm sét, kinh phong cuồng bạo thổi quét, trực tiếp xốc lên thành động sâu, lan tràn một khoảng cách nhất định liền tiêu tán không còn bóng dáng. Lam Ảnh nháy mắt bay ra, nhưng thân ảnh đã hư nhược hơn một ít, rõ ràng vừa rồi phá vỡ không gian phong tỏa của Hắc Vũ cũng không phải chuyện dễ dàng. Đặng đặng, thân hình Hắc Vũ bị đẩy lui, sắc mặt tái nhợt đi. Thực lực thật mạnh, ánh mắt mọi người kinh hãi, thực lực hai người kia thật khủng bố làm bọn họ khiếp sợ. Linh hồn thể của ngươi suy yếu không ít, ta xem ngươi còn có thể duy trì bao lâu. Ánh mắt Hắc Vũ trầm xuống, thực lực phân thân này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Ta cũng không định chặn giết ngươi, ta chỉ muốn lấy đi đồ vật của ta là được rồi. Ánh mắt Lam Ảnh rơi lên người Lục Lâm Thiên, rõ ràng đang băn khoăn Hắc Vũ, thân ảnh chợt lóe, nháy mắt lao thẳng xuống không gian dao động phong tỏa bên dưới. Hắc Vũ thúc, mau ngăn chặn hắn. Lục Lâm Thiên chợt quát, thân thể sư phụ Chí Thánh Đại Đế không thể bị tổn thương. Một khi bị người cướp đoạt cả không gian sẽ tan vỡ, toàn bộ mọi người đừng mong chạy thoát. Suy, sớm biết ngươi muốn đoạt thân thể của đế giả, có ta ở đây ngươi đừng nghĩ. Hắc Vũ lao tới, lập tức ngăn cản phía trước phó giới chủ. Hừ, thật nghĩ bản tôn không làm gì được ngươi hay sao? Lam Ảnh gầm lên, ánh mắt tham lam nhìn không gian dao động phong tỏa phía trước, hắn muốn cướp được thân thể đế giả, đó mới là bảo vật chân chính. Sau tiếng quát lập tức oanh ra một đạo trưởng ấn, động tới thiên địa, năng lượng không ngừng hội tụ, linh hồn dao động nổi lên mang theo khí thế kinh người lan tràn, chấn động cả khe không gian xuất hiện, là khe không gian thực chất hóa, lộ ra vẻ tối đen khiến người sợ hãi. Lực công kích khủng bố làm Hắc Vũ ngưng trọng nhìn trên không, nháy mắt thủ ấn kết xuất, Hắc Vũ lập tức lan tràn. Trong mơ hồ cả phiến thiên địa giống như có tiếng vang thật nhỏ truyền ra, tiếng vang giống như phượng minh vọng lên. Tuy thật nhỏ nhưng rơi vào trong tai mọi người khiến linh hồn họ đều run rẩy lên. Phượng Minh truyền ra, quanh thân Hắc Vũ bộc phát hắc mang chói mắt, hào quang từ trên cao đổ xuống nháy mắt bao phủ khắp quảng trường. Oanh! Hắc mang tuôn tràn, cả mặt đất đột nhiên run rẩy, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ. Yêu thú xuất hiện, một cỗ chân khí tang thương như đến từ thời viễn cổ nhất thời tràn ngập, linh hồn mọi người đều run rẩy lên. Phanh phanh! Trong nháy mắt khi linh hồn dao động của phó giới chủ động tới thiên địa năng lượng, yêu thú khổng lồ đột nhiên vỗ cánh bay lên. Thân ảnh khổng lồ trực tiếp biến mất trong không gian,
dao động chấn vỡ không gian, khe không gian hiển lộ, cũng đã mất đi dấu vết của thân ảnh khổng lồ kia. Mấy ngàn năm vẫn không có cơ hội hóa thành bản thể. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh to lớn nháy mắt xuất hiện, chân khí tang thương lan tràn, dưới năng lượng khủng bố chấn áp, trong lòng mọi người mạnh mẽ trầm xuống. Thân ảnh to lớn đứng giữa không trung, toàn thân tối đen, một cỗ hắc mang bao trùm trời đất quanh quẩn, đó là một đầu linh thú khổng lồ, tựa như chim đại bàng, toàn thân có quang rực tối đen, đôi mắt sắc bén, thân hình lớn hơn ngàn thước, đôi cánh khổng lồ rung lên, cả thiên không đều chấn động, không gian hư vô sụp đổ từng khúc, lộ ra khe không gian âm trầm, mọi người chỉ có cảm giác không thể kháng cự, loại chân khí mạnh mẽ tới mức làm linh hồn người rét lạnh. Duy nhất không bị áp chế chính là Tiểu Long. Cửu Thiên Côn Bằng, là Cửu Thiên Côn Bằng. Ánh mắt Tử Yên lóe sáng, lộ vẻ kinh ngạc, linh thú khủng bố như thế vẫn còn tồn tại trên đời này. Bắc Minh Hữu Ngư Kỳ Vi Côn, triển sĩ Cửu Thiên Vị Chi Bằng, dục hỏa trọng sinh nhi hóa phượng, âm dương tương sinh đồ đằng long, đây chính là Cửu Thiên Côn Bằng A. Vạn Linh Tôn Giả khiếp sợ tới cực điểm. Giao Long giơ vuốt sơn hà vỡ, Côn Bằng vỗ cánh phong vân lên, nghe lời đồn Cửu Thiên Côn Bằng cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hai đầu linh thú cùng yêu thú kia là tồn tại tiếp cận tứ đại thú hoàng tộc nhất, không nghĩ tới Cửu Thiên Côn Bằng còn tồn tại. Diệu Linh Tôn Giả cũng vô cùng kinh ngạc. Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh ngạc không kém, mặc dù đã nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói về bản thể của Hắc Vũ, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn có chút kinh ngạc. Nghe đồn Cửu Thiên Côn Bằng cùng bản thể Cửu Vĩ Thiên Hồ của Bạch Linh đều tiếp cận tứ đại thú hoàng tộc nhất. Cửu Thiên Côn Bằng. Phó giới chủ nhìn thấy bản thể của Hắc Vũ, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, liền nói. Khó trách không gian lực mạnh như thế, nguyên lai là Cửu Thiên Côn Bằng. Ta muốn thử xem linh hồn phân thân của ngươi có thể đối kháng được vài lần công kích của ta. Thanh âm Hắc Vũ giống như hồng trung truyền ra, trong mắt lóe sáng tinh mang, hắc mang lan tràn lao thẳng về hướng phó giới chủ, trận thế này làm người kinh hãi không thôi, tốc độ nhanh tới cực hạn. Lam Ảnh đột nhiên bước ra, không gian dao động nhộn nhạo. Trong hai tay hiện lên một cỗ linh hồn phong bạo khổng lồ, một hư ảnh cự long thật lớn bắn ra. Mọi người lập tức cảm giác không gian vô cùng áp lực, không gian xung quanh linh hồn cự long đều sụp đổ, khe không gian tản ra hắc ám như có thể cắn nuốt linh hồn người khác làm người dùng mình. Cô! Hắc Vũ phát ra thanh âm như tiếng phượng minh vang vọng, đôi cánh khổng lồ rung lên, từ mi tâm bắn ra một đạo kim quang giải lụa, giống như Thái Sơn áp đỉnh nặng nề rơi lên người linh hồn cự long. Suy! Hai cỗ lực lượng va chạm, cả không gian run lên, linh hồn cự long giống như bị áp chế. Cô! Thân hình Hắc Vũ trực tiếp cắt vỡ không gian, khi xuất hiện đã đi tới trước linh hồn cự long, trong nháy mắt không gian chung quanh đã xuất hiện một đạo cương khí tối đen. Ngao! Thân thể linh hồn cự long vặn vẹo, uy lực khủng bố như có thể hủy diệt thiên địa, trực tiếp va chạm vào cương khí, nhưng không cách nào xé rách không gian. Oanh oanh! Ngay tiếp theo không gian đột nhiên nổ tung, cả không gian phá nát, linh hồn cự long lập tức biến mất. Đặng đặng, thân ảnh phó giới chủ bật lui ra sau mấy bước, tinh mang phai nhạt không ít, mà thân thể trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Uy lực thật khủng bố. Lực công kích làm toàn trường sợ hãi, thật sự là quá kinh khủng. Công kích của đầu Cửu Thiên Côn Bằng thật quá mạnh mẽ. Kinh khí cuồng bạo nhanh chóng tiêu tán, linh hồn tàn lực biến mất nhanh như chớp. Nhưng mọi người vẫn còn rung động. Ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa, một đạo linh hồn thể còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Hắc Vũ cười lạnh nói. Hừ, chính ngươi cũng tiêu hao thật lớn đi. Ánh mắt phó giới chủ trầm xuống, mang theo vẻ âm lệ, nháy mắt lại đánh về phía Hắc Vũ. Cho dù ta chỉ có linh hồn phân thân, ngươi cũng không làm gì được ta. Phó giới chủ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bay tới. Trong tay oanh ra một quyền, linh hồn lực hùng hậu động tới thiên địa năng lượng, chỉ nghe tiếng nổ tung trầm đục, khe không gian lan tràn, trực tiếp đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Hắc Vũ cảm nhận được lực lượng khủng bố đang bay tới, ánh mắt sắc bén trầm xuống, linh nguyên hoàn toàn bùng nổ, cánh phải khổng lồ hung hăng rung lên va chạm thẳng vào quyền ấn. Phanh phanh, thân hình phó giới chủ nháy mắt bị đẩy lui, mà cánh phải của Hắc Vũ cũng bị chấn khai, thân hình bay ngược trở ra. Cùng một thời gian, cách Lục Lâm Thiên chừng trăm thước, lại có một phó giới chủ thứ hai xuất hiện. Còn có linh hồn phân thân. Trong lòng Lục Lâm Thiên nhất thời cảm giác không hay. Tiểu tử, bắt được ngươi trước hết thảy liền giải quyết. Phó giới chủ nháy mắt xuất hiện,
trong lòng hắn hiểu rõ có cửu thiên côn bằng ở đây, hắn không cách nào lấy được bảo vật, hắn thật không biết bên cạnh Lục Lâm Thiên còn có một đầu linh thú khủng bố như thế, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể bắt giữ Lục Lâm Thiên trước tiên. Suy lạp, linh hồn phân thân thứ hai xé mở không gian, nháy mắt đi tới trước người Lục Lâm Thiên, dù tốc độ của Hắc Vũ có nhanh hơn cũng không kịp cứu viện, đây đều nằm trong kế hoạch của phó giới chủ. Thiếu chủ cẩn thận, sắc mặt Hắc Vũ đại biến, cấp tốc vỗ cánh, lại bị Lam Ảnh đầu tiên ngăn cản, linh hồn dao động hùng hậu cuốn tới. Không xong, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên không kịp phản ứng, không gian chung quanh đều bị phong tỏa, căn bản không thể đào thoát, trợn mắt nhìn mình một lần nữa rơi vào trong tay người kia. Tiểu tử, lần này không ai có thể cứu ngươi. Phó giới chủ cười lạnh, thân ảnh hư ảo nháy mắt đi tới bên người Lục Lâm Thiên, lực lượng hùng hậu áp không giáng xuống. Suy, nhưng đúng ngay lúc này, ngay giữa không trung hiện lên khe không gian, một thanh âm băng xương đột nhiên truyền ra. Ngươi dám động tới hắn, ta sẽ cho ngươi tan thành mây khói. Dứt lời, mười mấy thân ảnh trực tiếp xuyên qua khe không gian nhảy ra, một cỗ uy áp cực mạnh đột nhiên buông xuống. Bị uy áp giáng xuống, công kích của phó giới chủ đột nhiên khựng lại, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, chân khí kia hoàn toàn áp chế hắn. Linh lão, giải quyết linh hồn phân thân của người này đi. Từng thân ảnh xuất hiện, một thanh âm băng xương lại truyền ra, mang theo chân khí vô cùng cao quý. Một linh hồn thể cũng dám hung hăng càn quấy như thế, thật sự là chán sống rồi. Lại một tiếng quát trầm thấp vang vọng quảng trường. Đáng chết! Thân ảnh phó giới chủ vội vàng thối lui, cỗ khí tức kia làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Muốn dễ dàng rời đi như vậy sao, thực lực ngươi còn chưa đủ. Tiếng quát trầm thấp vang lên, linh lực lan tràn xen lẫn uy áp thật lớn. Chỉ nháy mắt linh hồn phân thân giống như bị chế trụ, thân thể run lên. Vô luận là tốc độ hay khí thế đều trở nên hư nhược, cường giả giao thủ chỉ giây phút là quyết định sinh tử, ngay tiếp theo sau một đạo trưởng ấn sáng ngời rơi lên người của hắn. Phanh! Một trưởng đánh tới, không gian bị chấn khai, dưới uy áp thật lớn mọi người chỉ nhìn thấy phó giới chủ bị một cỗ quang mang mạnh mẽ đánh trúng, ngay sau đó thân ảnh hắn mở nhạt hư ảo vô cùng. Thân thể hư ảo như gặp phải đòn nghiêm trọng bay ngược ra xa, cuối cùng hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tán giữa không trung. Đồng thời linh hồn phân thân đang giao thủ cùng Hắc Vũ chợt run lên, tựa hồ bị ảnh hưởng, nháy mắt đã bị thương. Cô! Đồng thời đôi cánh cửu thiên côn bằng vỗ mạnh, cắt vỡ không gian, chỉ nháy mắt không gian chung quanh Lam Ảnh liền xuất hiện một đoàn hắc sắc cương khí. Đáng chết! Phó giới chủ tựa hồ cảm nhận được điều gì, cấp tốc thối lui, nhưng không cách nào thoát thân, linh hồn lực ngưng tụ thành công kích khủng bố, mang theo lực đạo đáng sợ va chạm vào cương khí. Nhưng không cách nào xé rách không gian. Không gian hủy diệt, chết đi. Hắc Vũ hét lớn một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, không gian phong tỏa nhất thời nổ tung, cả không gian phá nát, lộ ra động sâu tối đen thật lớn. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Linh hồn phân thân tuyệt vọng quát một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất trong không gian. Uy lực thật khủng bố. Đây chính là công kích thiên phú không gian hủy diệt của cửu thiên côn bằng. Uy lực thật quá kinh khủng. Kinh khí cuồng bạo nhanh chóng tiêu tán, linh hồn tàn lực biến mất, nhưng các cường giả vẫn còn rung động, thậm chí nhóm cường giả mới xuất hiện đều lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua nhóm cường giả vừa đến, khi nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển đi đầu, thân thể hắn giống như bị điện giật, ánh mắt biến thành ngây dại. Nữ tử thật đẹp quá. Tử Yên cùng Đạm Thai Tuyết Phi đều than thở. Nữ tử kia xinh đẹp làm cho mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như hai nàng cũng phải động dung. Đẹp, thật đẹp. Giờ phút này Lam Thập Tam cũng rung động. Còn nhìn sao, nếu không biết ta thì ta đi vậy. Thân ảnh mỹ nữ chợt lóe, nháy mắt rơi xuống trước người Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Hình như huynh gầy hơn một chút, còn đen một ít, có phải không biết chiếu cố tốt chính mình hay không? Nữ tử kiểm tra một lần, nhẹ giọng nói. Ta nhớ muội. Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ trước mắt, Lục Lâm Thiên lộ ý cười, thật lâu sau mới thốt lên ba chữ kia, đồng thời giang tay. Huynh nhớ muội lại không tới thăm muội, muội nghĩ huynh quên mất muội thì đúng hơn. Nữ tử nói xong lại nhào vào trong lòng hắn, trên khuôn mặt lộ nụ cười thỏa mãn. Khắp quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, nhìn hai người đang ôm chặt nhau trên không trung, không ngừng suy đoán thân phận của họ. Trong đám người, ánh mắt Đạm Thai Tuyết Phi cùng Tử Yên đều lộ ra một tia vắng vẻ.
nhưng giờ phút này trong mười mấy thân ảnh đi cùng nữ tử có không ít ánh mắt mang theo địch ý nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu thư, tộc trưởng phái chúng ta tới đây là có chính sự cần làm, tiểu thư đi làm chính sự trước đi. Đúng lúc này một hắc bào lão giả đi tới, lão giả khoảng 60 tuổi, ánh mắt lãnh ý đảo qua Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, một lát chúng ta tiếp tục tán gẫu, muội thật vất vả mới khẩn cầu cha cho muội đi ra. Nữ tử khẽ nói một câu, lập tức lui ra khỏi vòng tay Lục Lâm Thiên. Ân. Lục Lâm Thiên buông nàng ra, nhưng vẫn ôm eo nàng, nói. Muội đừng nói với ta, muội phải lập tức rời khỏi đi. Tiểu tử, người tốt nhất nên buông ra tiểu thư nhà ta, tiểu thư là vạn kim thân thể, làm sao cho phép ngươi khinh nhờn. Lão giả lạnh lùng quát lớn. Cửu trưởng lão, ngươi nói chuyện nên chú ý một chút. Nữ tử quay đầu lại, thần sắc lộ vẻ lãnh diễm cao ngạo nói. Không dám, nhưng ta thân là trưởng lão, không thể không giữ gìn danh dự Độc Cô gia, tiểu tử này làm sao xứng đôi với tiểu thư Độc Cô gia. Lão giả trầm mặt nói. Chuyện của ta còn không cần ngươi quản, cửu trưởng lão, ngươi nên chú ý thân phận của mình. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn trầm xuống nói. Chuyện của đại tiểu thư chính là chuyện của Độc Cô gia, ta là cửu trưởng lão, tự nhiên phải xen vào, nếu đại tiểu thư có nghi vấn, có thể đi tìm trưởng lão đoàn trách cứ. Lão giả cúi đầu thi lễ nói. Ngươi! Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn hiện lên vẻ tức giận. Chuyện của Độc Cô gia, ngươi có thể quản, nhưng chuyện của bổn công tử, ngươi còn quản không được, cũng không tới lượt ngươi quản. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn từng gặp qua lão giả này ở Vân Dương Tông. Hơn nữa từng bị nhục nhã, những năm nay hắn chưa từng lãng quên, Lục Lâm Thiên quan sát, hắn đã lên tới linh tôn nhị trọng, hẳn chỉ vừa đột phá không lâu. Tiểu tử, biết ngươi là linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, thực lực tiến bộ không chậm, còn là người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi gì đó, chẳng qua ở trước mặt ta ngươi cái gì cũng không phải, không có tư cách kêu gào thứ gì, có chút thiên phú cao quý cũng không phải phàm phu các ngươi có thể vượt qua. Cửu trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên lộ vẻ khinh thường. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta ngươi cũng không có tư cách kêu gào, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách này. Lục Lâm Thiên trầm xuống, hôm nay mình làm sao cho phép lão gia hỏa này tiếp tục vũ nhục mình, chỉ là linh tôn nhị trọng mà thôi, làm sao đủ tư cách. Nghe được lời nói của hắn, người của Độc Cô gia trầm mặt, có kinh ngạc, có nghi hoặc, hơn phân nửa là khinh thường. Ha ha! Cửu trưởng lão giận quá thành cười. Tiểu tử, ngươi là tự mình giải quyết để giảm bớt tra tấn, hay bản tôn tự động thủ đem ngươi bằng thây vạn đoạn? Cửu trưởng lão, ngươi rất làm càn. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn âm hàn tới cực điểm, rít ra từng chữ. Cửu trưởng lão, có cần ta động thủ với ngươi thử xem hay không? Hắc Phú đã khôi phục hình người, đi tới sau lưng Lục Lâm Thiên, ánh mắt đảo qua cửu trưởng lão, nhìn thấy Lục Lâm Thiên cũng không phản ứng, nên không lên tiếng. Không dám. Nhìn thấy sắc mặt của Độc Cô Cảnh Văn, cửu trưởng lão cúi đầu hành lễ nói, cũng không dám va chạm với nàng. Lâm Thiên là bằng hữu của ta, hôm nay ngươi nhất định phải xin lỗi Lâm Thiên, nếu không ta sẽ động thủ với ngươi. Độc Cô Cảnh Văn lãnh nhược băng xương, đôi mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão. Xin lỗi tiểu tử này, tiểu thư, ta làm không được, hắn còn không xứng. Ánh mắt cửu trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên lộ lãnh ý cùng khinh thường. Vậy là do ngươi bức ta động thủ. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn trầm xuống, lực lượng vô hình lan tràn áp tới cửu trưởng lão, mà những người đứng phía xa thực lực thấp nhất thời linh hồn cảm thấy đau đớn, người của Độc Cô gia càng bị áp chế nhiều hơn nữa. Không dám. Cửu trưởng lão cúi đầu nói, cỗ chân khí vô hình của Độc Cô Cảnh Văn trực tiếp đặt lên người của hắn, làm cho hắn cảm giác mình hoàn toàn bị áp chế. Linh tôn tam trọng. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Vừa rồi hắn còn chưa nhìn thấu cấp độ chân khí của Độc Cô Cảnh Văn, lúc này cảm giác được, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nội tình gia tộc ẩn thế xác thực khủng bố, người bình thường căn bản không thể so sánh. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, tu vi Độc Cô Cảnh Văn tăng lên nhanh như vậy, tuyệt đối là nhờ nội tình của Độc Cô gia. Giờ khắc này Lục Lâm Thiên cảm thấy trên người Độc Cô gia đều có một cỗ chân khí uy áp giai vị tồn tại, khí tức cực kỳ cường hãn, tựa hồ trực tiếp áp chế linh hồn. Lại có chút tương tự cùng một hoàng khí của Bắc Cung gia tộc. Chẳng lẽ, cũng là một loại hoàng khí? Trong lòng Lục Lâm Thiên vừa chuyển, có vẻ kiến thức của mình còn chưa đủ rộng rãi. Cửu trưởng lão, ngươi làm càn trước mặt tiểu thư, còn không nhanh giải thích.
Một thân ảnh đi tới bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn, chính là lão nhân đã ra tay phá hủy linh hồn phân thân của phó giới chủ Linh Vũ giới, tuổi tác tựa hồ còn trẻ hơn cửu trưởng lão, lúc này nhìn qua giống như một lão nhân bình thường, nhưng đôi mắt cực kỳ hữu thần, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua trên người Lục Lâm Thiên, lại không nhìn ra thần sắc biến hóa. Linh Tôn bát trọng, khóe mắt Lục Lâm Thiên lướt qua lão giả nói ra một câu này cũng bao hàm thâm ý. Chính là muốn cửu trưởng lão giải thích với Độc Cô Cảnh Văn mà không phải mình, ý tứ thế nào cũng có thể biết. Linh lão, ta muốn hắn xin lỗi Lâm Thiên. Độc Cô Cảnh Văn nói. Cảnh Văn, thôi đi, cho dù có người muốn nói xin lỗi, ta cũng sẽ không tiếp nhận, ta làm người làm việc, mặc kệ tốt xấu đều sẽ trả lại gấp 10 lần. Khóe môi Lục Lâm Thiên lộ ý cười uể oải, mang theo tia tà khí. Lâm Thiên, nhưng mà, xin lỗi. Độc Cô Cảnh Văn nói, có chút khó xử, nàng cũng không muốn chứng kiến cảnh này, nàng luôn hiểu trong tộc luôn phản đối Lục Lâm Thiên. Chúng ta còn cần khách sáo sao? Lục Lâm Thiên quan sát nữ tử trước mắt, vài năm nay nàng càng thêm xinh đẹp, vừa nhìn thấy cũng làm nhịp tim hắn đập nhanh không ngừng. Không sai, cho dù lão gia hỏa này xin lỗi lão đại, ta cũng không tiếp nhận, trừ phi phục lại nhận sai thì còn được. Một thân ảnh nho nhỏ nhảy ra. Siêu siêu. Ánh mắt cường giả Độc Cô ra rơi lên người Tiểu Long, cảm giác khí tức trên người hắn, ánh mắt có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Tiểu Long, trong lòng hiện lên cảm giác quen thuộc. Tiểu Long bĩu môi, nói. Cảnh Văn tỷ, ngay cả ta mà ngươi cũng không biết sao. Ai nói ta không biết ngươi, ta chỉ là không nghĩ tới tiểu gia hỏa ngươi đã lớn như vậy. Độc Cô Cảnh Văn vuốt đầu Tiểu Long, nói. Đã là thất giai hậu kỳ rồi, tu luyện không chậm. Có nhớ ta hay không? Dĩ nhiên nhớ, ta cũng muốn ôm một cái. Tiểu Long giang tay nói. Hi hi, tiểu tử kia. Độc Cô Cảnh Văn ôm Tiểu Long cười nói. Được rồi, người ôm cái gì? Lục Lâm Thiên trừng mắt, ý tứ như muốn nói. Lão đại người còn chưa ôm đủ đâu, người xem náo nhiệt gì? Hừ, Tiểu Long trừng mắt nhìn hắn. Ca ca, đây là Cảnh Văn tỷ sao, cũng xinh đẹp như Bạch Linh tỷ. Vô song tỷ. Lục Tâm Đồng đi tới gật đầu cười nói. Cảnh Văn, đây là. Lục Lâm Thiên đang định giới thiệu, ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua Lục Tâm Đồng, cười nói. Người bài danh thứ 3 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, linh vương trẻ tuổi nhất, là Lục Tâm Đồng muội muội đi. Độc Cô Cảnh Văn cười nói. Cảnh Văn tỷ. Lục Tâm Đồng bị thổi phồng, cười ngượng ngùng, nói. Nhưng vẫn kém hơn tỷ tỷ, tỷ đã là linh tôn. Muội còn nhỏ, căn cơ là quan trọng nhất, ta vội vàng ra cửa nên không mang theo quà gặp mặt, kiện hồn khí phòng ngự địa cấp này tặng cho muội, vật này xem như không tệ lắm, là do cường giả trong tộc ta luyện chế, có chút trợ giúp với linh hồn lực. Độc Cô Cảnh Văn nói xong, hào quang chợt lóe, một linh khí hình cung điện xuất hiện trong lòng bàn tay. Gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, trong kiện linh khí cung điện kia có một cỗ khí tức làm linh hồn người bị áp chế. Tựa hồ cực kỳ tương tự với cỗ khí thức quỷ dị trong Độc Cô gia tộc, có tác dụng áp chế linh hồn người khác. Đa tạ Cảnh Văn tỷ. Sau thoáng lặng người, Lục Tâm Đồng nghe theo ý tứ của Lục Lâm Thiên đem linh khí thu vào chữ vật giới chỉ, làm không ít người đứng xa xa vô cùng hâm mộ. Tiểu thư, đây chính là phủ đệ do đế giả viễn cổ lưu lại, chúng ta đi làm chính sự trước đi. Linh lão lướt mắt nhìn xung quanh không gian, dừng lại nơi quảng trường. Chăm chú quan sát không gian bị không gian dao động bao phủ. Được, Độc Cô Cảnh Văn khẽ gật đầu. Cảnh Văn, các vị tới mục đích là. Lục Lâm Thiên có dự cảm không tốt, người của Độc Cô ra tới nơi đây là vì không gian sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại, nhưng mục đích chính chỉ sợ là thân thể đế giả của sư phụ. Lâm Thiên, trong gia tộc muội vô ý biết được nơi này xuất hiện không gian viễn cổ, suy đoán có lẽ còn có hài cốt đế giả lưu lại, nếu là có phải lấy về. Độc Cô Cảnh Văn tựa hồ biết tác dụng của hài cốt đế giả, mỉm cười nói. Vào lúc này người của Độc Cô gia đã đi tới trước không gian dao động bao phủ. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, không nghĩ tới ẩn thế gia tộc cũng đánh chủ ý với thân thể đế giả của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, từ linh hồn ấn ký mà sư phụ lưu lại trong ấn đường, Lục Lâm Thiên biết bên trong không gian kia chính là thân thể của sư phụ lưu lại. Người của Độc Cô gia nhìn không gian dao động trước mắt. Tựa hồ cảm giác được điều gì nên cũng không dám tùy tiện tới gần, thân thể của đế giả lưu lại, chỉ sợ không dễ dàng bị người đoạt lấy. Có chút phiền phức,
Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua người của Độc Cô Gia, tổng cộng là 15 người, nhiều tu vi tôn cấp như vậy, chỉ sợ hắn không cách nào đối kháng. Ta đi xem. Ngay lúc mọi người còn đang do dự đánh giá, cửu trưởng lão chậm rãi đi tới, dự định xem xét một phen. Dừng tay. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, thân thể của sư phụ sao có thể cho phép người khác nhúng chàm, mặc dù mình bái sư không lâu, nhưng nếu đã bái sư thì là sư phụ, huống chi sư phụ còn lưu không ít ưu đãi cho mình. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn qua Độc Cô Gia, nhưng họ lại không hề xem mọi người vào trong mắt, đột nhiên nghe được tiếng quát của Lục Lâm Thiên, liền nhìn về phía hắn. Tiểu tử, ngươi muốn tranh đoạt với Độc Cô Gia. Cửu trưởng lão vốn chướng mắt Lục Lâm Thiên, quay phát lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, nếu không có Độc Cô Cảnh Văn, tuyệt đối đã lao tới động thủ. Lâm Thiên, huynh cũng muốn lấy vật trong không gian kia sao? Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Cảnh Văn, không phải ta muốn lấy vật trong đó, mà là hết thảy đồ vật nơi này đều là của ta. Lục Lâm Thiên quay đầu nói, ánh mắt đảo qua cửu trưởng lão, nói. Đồ vật trong không gian này là của ta, ta còn cần tranh đoạt với các ngươi sao? Tiểu tử, vật trong không gian này đều là của ngươi, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi có tư cách này sao? Cửu trưởng lão khinh thường nói. Hiện tại ta cảnh cáo các người, nơi này là mộ địa của gia sư, ai dám nhúng chàm, ta tuyệt đối không buông tha. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, ai cũng nghe ra là nói với Độc Cô Gia. Mộ địa gia sư. Nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên, toàn trường thoáng lặng lẽ, trong mắt lộ kinh ngạc. Thậm chí nhóm người Hắc Vũ cũng kinh ngạc, nhớ tới lời của Tiểu Long liền tin tưởng, nhưng vẫn cực kỳ nghi hoặc. Ha ha, ngươi cảm thấy được ta tin sao? Cửu trưởng lão trầm mặc, đột nhiên cười to đầy vẻ châm chọc. Ngươi tin hay không, đối với ta mà nói không trọng yếu. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói. Lâm Thiên, huynh nói là thật sao? Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, nơi đây nếu là mộ địa của sư phụ Lục Lâm Thiên, lần này gia tộc tới đây chỉ sợ phải xung đột với hắn, lần này nàng ra ngoài dự định xử lý xong chuyện tại Đông Hải sẽ tới cổ vực một chuyến, nhưng không nghĩ tới gặp được hắn ở đây. Cảnh Văn tỷ, nơi này đương nhiên là mộ địa của sư phụ lão đại. Tiểu Long nói, chỉ sợ là tiểu tử ngươi muốn đoạt bảo vật đi, lời nói không đáng tin như vậy cũng nói được, mặc kệ ngươi nói gì. Ta có thể nói cho ngươi biết đồ vật nơi này là của Độc Cô gia tộc, ta xem ai dám đánh chủ ý. Cửu trưởng lão lạnh nhạt nói, Lục Lâm Thiên luôn xem thường hắn, hắn chỉ hận không thể xé nát Lục Lâm Thiên, nhưng vì có tiểu thư ở đây, hắn đành phải nhẫn nhịn xuống. Dứt lời, cửu trưởng lão lại bước về phía trước, vừa sắp tiếp cận không gian dao động bao phủ không gian bên trong. Thân thể gia sư vốn đã sớm bố trí cấm chế, ai dám đụng vào thì cả không gian nháy mắt liền sụp đổ. Ai cũng không thoát chết, người chết không sao cả, người muốn người của Độc Cô Gia chôn cùng thì cứ đi thử xem. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Lời của hắn vừa nói ra, sắc mặt mọi người đại biến, không ai biết hắn nói thật hay giả, nhưng nếu là sự thật thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bước chân cửu trưởng lão không tự chủ liền thu hồi, do dự bất định. Tiểu tử, ngươi làm ta sợ sao? Cửu trưởng lão lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên. Không sợ chết thì ngươi đi vào. Ta không sao cả, lôi kéo người của Độc Cô Gia cùng chết, ta cũng không thiệt thòi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, đoán chắc cửu trưởng lão không dám đi vào, ai cũng sợ chết, thực lực càng cao càng sợ hãi. Sắc mặt cửu trưởng lão run rẩy lên, nhưng không nói được lời nào. Người của Độc Cô Gia nhân cơ hội muốn cướp bảo vật, ta xem nên thu liễm một chút đi, nếu làm phiền hà mọi người, đừng khiến mọi người nổi giận. Thiên địa các hỏa vân tôn giả nói. Độc Cô gia tộc làm việc, còn chưa tới lượt thiên địa các nhiều lời. Cửu trưởng lão đảo qua hỏa vân tôn giả nói, tựa hồ đem cơn tức giận đổ lên người hắn. Độc Cô gia thật uy phong, nhưng đừng quên trên đời này còn có Bắc Cung gia tộc, không chỉ có Độc Cô gia, huống chi Độc Cô gia tuy mạnh, nhưng Nhật Sát các cũng không phải quả hồng mềm. Phong Linh tôn giả nói, ẩn thế gia tộc vô cùng cường hãn, nhưng Nhật Sát các cũng không phải kẻ hiền lành. Nếu có người khi dễ tới Đông Hải, Tinh Ngục Các cũng không đồng ý. Thiên Vân Đảo cũng sẽ không mặc kệ. Càn Hiên Đảo cũng là một phần tử của Đông Hải. Tuy hai các hai đảo không phải đồng khí liên chi, nhưng nếu đối phó thế lực bên ngoài họ cũng sẽ cùng lên tiếng, bằng không chỉ sợ Đông Hải sẽ bị người xen vào. Người của Độc Cô gia nhíu mày, ánh mắt Linh Lão chợt biến hóa,
hay các hai đảo lại có thêm thiên địa các, nội tình của năm thế lực lớn này Độc Cô Gia cũng có hiểu biết. Chẳng lẽ các ngươi muốn khiêu chiến Độc Cô Gia, buồn cười. Ánh mắt cửu trưởng lão trầm xuống, cười lạnh nói. Nếu có người muốn khi dễ tới cửa, vậy phải trả giá thật nhiều. Vạn Linh Tôn giả trầm giọng nói. Khóe môi Lục Lâm Thiên lộ nụ cười lạnh, đây chính là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy, ánh mắt trầm xuống đi về hướng không gian dao động bao phủ. Tiểu tử, ngươi đứng lại. Trong mắt cửu trưởng lão lộ lạnh ý lên tiếng ngăn cản, không cho Lục Lâm Thiên tới gần. Nếu ngươi không sợ chết, vậy ngươi đi vào là được. Lục Lâm Thiên khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn cửu trưởng lão, ánh mắt lộ lạnh ý. Độc Cô Gia tự nhiên sẽ cởi bỏ cấm chế đi vào, ngươi lui ra sau đi. Cửu trưởng lão trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng cửu trưởng lão, lạnh nhạt nói. Nếu ta nhất định muốn vào thì sao? Vậy có bản lĩnh đi qua thân thể của ta đi, chỉ sợ ngươi không dám, nếu ngươi xông qua được, hôm nay Độc Cô Gia không ngăn cản ngươi, nếu không dám thì cút ngay cho ta, đừng dựa vào tiểu thư bảo vệ ngươi. Cửu trưởng lão châm chọc nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khóe môi hiện lên lạnh ý, nhớ tới lời vũ nhục năm xưa ở Vân Dương Tông, lúc này lão gia hỏa kia liên tục châm chọc khinh thường, hắn không thể nhịn được nữa, cũng không cần tiếp tục nhẫn nhịn. Kiệt kiệt, sớm biết ngươi không dám, vậy cút ngay cho ta, không biết tự lượng sức mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không tát nứa bản quyền tiểu Upsilon tự nhìn xem, tuy rằng hiện tại ngươi là linh vương, còn là linh vũ song tu. Nhưng ở trước mặt bản tôn ngươi chỉ là con kiến, không khác ngày trước chút nào. Cửu trưởng lão nhìn thấy ánh mắt của Lục Lâm Thiên luôn bất định, thầm nghĩ hắn không dám, nếu mình nhân cơ hội đánh chết hắn, tiểu thư cũng không làm gì được chính mình. Cửu trưởng lão, ngươi thật sự làm càn. Độc Cô Cảnh Văn tức giận, lời còn chưa dứt đã bị Lục Lâm Thiên cắt đứt. Cảnh Văn, muội không cần quản, giao cho ta là được. Lục Lâm Thiên nói. Hắn tiến lên một bước, nói. Mở miệng một tiếng Độc Cô Gia, nếu dứt bỏ Độc Cô Gia ngươi ở trong mắt ta, cái gì cũng không phải, một con kiến mà thôi, có lẽ chỉ là một con kiến lớn một chút, ngươi là muốn một mình động thủ hay là muốn toàn bộ người của Độc Cô Gia cùng tiến lên đây? Dứt lời sát ý bộc phát, khiến cả không gian đều băng lạnh lên, lãnh ý làm cường giả Độc Cô Gia không khỏi biến hóa. Tiểu tử, đủ hung hăng càn quấy, đối phó con kiến như ngươi, ngươi cảm thấy được cần toàn bộ người của Độc Cô Gia sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là con kiến. Trong lòng cửu trưởng lão sừng sốt, nhưng lời của Lục Lâm Thiên hoàn toàn chọc giận hắn. Chư vị ở đây đều nghe được chứ, chỉ một mình hắn ra tay mà thôi, không biết nói chuyện có giữ lời hay không. Thanh âm Lục Lâm Thiên quanh quẩn khắp quảng trường. Chúng ta đều nghe được. Thanh âm Lạc Kiến Hồng quanh quẩn cả quảng trường, Lục Lâm Thiên đối chiến với Vũ Tôn Nhị Trọng, trong lòng Lạc Kiến Hồng rất rõ ràng. Căn bản không có bao nhiêu vấn đề, bởi vì Lục Lâm Thiên đã sớm đánh chết không ít tôn cấp trước đó. Lục Lâm Thiên, đánh chết con mẹ hắn, đừng tưởng rằng Độc Cô Gia thì giỏi lắm, Lam Thập Tam này ủng hộ ngươi. Thanh âm Lam Thập Tam vang vọng. Lục trưởng môn, xử lý hắn. Chúng ta cũng nghe được, Lục trưởng môn, làm con mẹ hắn. Độc Cô Gia là cái gì, không nghe nói qua, bất quá Lục trưởng môn, ta ủng hộ ngươi, làm chết hắn. Lục trưởng môn, giết chết hắn. Trong đám người xa xa vang lên tiếng reo hò, có lẽ bởi vì mọi người không quen nhìn dáng vẻ hung hăng càn quấy của cửu trưởng lão, hoặc là vì mọi người đang tranh đoạt bảo vật, đột nhiên có siêu cấp thế lực nhúng tay, vì vậy dẫn tới lòng căm thù của mọi người. Mọi người hò hét, đại bộ phận đều là tán tu, lời nói thô lỗ, làm sắc mặt cường giả Độc Cô Gia nhục nhã, thật không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại có lực kêu gọi như thế. Hừ. Một đám vô tri không biết sống chết. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, cửu trưởng lão lạnh lùng nói. Bình thường những kẻ nói người khác vô tri, thường thường chính bản thân hắn mới là kẻ vô tri. Lục Lâm Thiên cười lạnh nói, giờ phút này hắn cực kỳ chán ghét lão gia hỏa kia. Tiểu tử, ngươi nói ai vô tri? Lục Lâm Thiên liên tục va chạm làm sắc mặt cửu trưởng lão xanh mét, ánh mắt âm trầm nhìn hắn, trong mắt hiện lên sát ý. Hừ. Tia sát ý không tránh khỏi ánh mắt Lục Lâm Thiên, ngay lập tức hắn nhìn thẳng đối phương, trong đôi mắt thâm thúy cũng tràn đầy sát ý, sát khí càng lúc càng nồng nặc. Cửu trưởng lão, ngươi muốn làm cái gì? Độc Cô Cảnh Văn không nhịn được tức giận quát. Tiểu thư, là tiểu tử này muốn khiêu chiến ta, ngươi cũng nhìn thấy.
Cửu trưởng lão không dám lãnh đạm, cúi đầu hành lễ nói. Tiểu thư, Lục Lâm Thiên chỉ là luận bàn với cửu trưởng lão, ngươi cứ để họ luận bàn là được, huống chi việc này quan hệ tới đồ vật trong không gian, cửu trưởng lão chỉ là suy nghĩ cho gia tộc, tiểu thư cứ yên tâm đi, cửu trưởng lão tự có chừng mực, sẽ không giết Lục Lâm Thiên. Linh lão nói, ánh mắt nhìn qua cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão, ngươi hẳn là có chừng mực đi. Tiểu thư yên tâm đi, ta sẽ lưu tính mạng hắn. Cửu trưởng lão đáp. Cảnh Văn tỷ, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Long đi tới trước người Độc Cô Cảnh Văn nói, chỉ là tôn cấp nhị trọng mà thôi, lão đại muốn đối phó cũng không gặp vấn đề gì khó khăn. Tiểu tử, xem thể diện của tiểu thư, ta sẽ lưu ngươi một mạng, nhưng giao thủ khó tránh khỏi tử vong, nếu hiện tại ngươi dập đầu lại ta ba lại, đáp ứng không dây dưa tiểu thư nhà ta sẽ tha ngươi thế nào? Cửu trưởng lão châm chọc nói, ngươi vĩnh viễn không đủ tư cách. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Lục Lâm Thiên lấy ra viên đan dược nuốt vào, cường giả Nhật Sát Các nhíu mày, họ nhận ra đó là khởi tử hồi xuân đan của Nhật Sát Các, tu vi dưới tôn cấp ngũ trọng sử dụng có thể lập tức khôi phục đỉnh phong. Năng lượng đan dược tiến vào đan điền khí hải, lập tức đập vào trung ương, đột nhiên bành trướng nổ tung. Phanh! Khí tức nổ tung, từ trong bụng Lục Lâm Thiên truyền ra thanh âm trầm đục, năng lượng khuếch tán, trực tiếp hóa thành chân khí tinh thuần tràn ngập trong đan điền khí hải. Nhất thời Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí của mình đã khôi phục lại đỉnh núi. Khởi tử hồi xuân đan, thật sự là khủng bố a. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, thật sự rung động, đây tuyệt đối là bảo vật, nếu hắn có phương thuốc luyện chế đại quy mô, sẽ phát tài lớn, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, phương thuốc như vậy Nhật Sát Các làm sao truyền ra ngoài. Còn nhỏ tuổi đã là Vũ Vương cửu trọng. Chỉ nháy mắt linh lực cùng chân khí của Lục Lâm Thiên thay đổi. Sắc mặt người của Độc Cô gia đều biến hóa. Hừ, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, ở trước mặt ta ngươi cũng như trước kia, có chút chênh lệch thiên phú ngươi vĩnh viễn không thể bù lại. Cửu trưởng lão lạnh lùng nói, bước tới một bước, chân khí hùng hậu thổi quét, nháy mắt bao phủ cả quảng trường. Ở trước mặt ta, không có bất kỳ chênh lệch nào không thể vượt qua. Chân khí bộc phát, hai cỗ khí tức va chạm trên không trung, trong không gian phát ra tiếng vang răng rắc. Không gian dao động đều bị chấn khai. Lục Lâm Thiên cười lạnh, thủ ấn kết xuất, chân khí run lên, một cỗ chân khí cuồng mãnh tràn ra, năng lượng thổ hệ mạnh mẽ hội tụ. Ca ca. Cơ hồ cùng một thời gian, mặt đất dưới chân Lục Lâm Thiên chấn nứt nẻ, từng khe nứt thật lớn lập tức vỡ ra. Đáng chết. Cùng một thời gian, cửu trưởng lão tựa hồ cảm nhận được điều gì, nhất thời mắng to một tiếng, thân ảnh phóng lên cao. Cùng lúc đó ngay chỗ hắn vừa đứng xuất hiện hố sâu cực lớn, cả quảng trường ầm ầm trao đảo giống như động đất, ngay tiếp theo vô số tàn ảnh bay ra, chỉ nháy mắt vô số cước ấn giống như đóa hoa nở rộ, mang theo vô số quang ảnh phóng lên cao, đem không gian chung quanh cửu trưởng lão bao vây bên trong. Hiu hiu, mỗi cước ảnh đều xé rách không gian dao động, xu thế hội tụ như cơn bão thổi quét, năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian dao động, hung hăng oanh thẳng vào không gian chung quanh cửu trưởng lão. Oanh oanh oanh, tốc độ quá nhanh, mỗi cước ảnh rơi xuống bám theo thanh âm xé gió nổ bạo, kình phong đáng sợ không ngừng thổi quét. Oanh, không gian phạm vi hơn ngàn thước hỗn loạn, nứt toác từng khúc, cả không gian đều không ngừng trao đảo. Gì, Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ địa cấp, cường giả Độc Cô gia tự nhiên cảm giác được bất phàm, lực công kích cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là tu vi Vũ Vương cửu trọng hơn nữa mới đột phá chưa bao lâu, nhưng lực công kích làm người ta kinh ngạc. Vũ giả ngũ hệ chẳng lẽ có thể vượt qua ranh giới giữa Vũ Vương cùng tôn cấp hay sao? Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày, lực công kích như thế tuyệt đối không kém hơn tôn cấp, nàng đột nhiên cảm giác mình đã lo lắng quá nhiều, Lục Lâm Thiên tuyệt đối không phải người không biết suy nghĩ, nếu không nắm chắc làm sao dễ dàng ra tay. Đáng chết, phá cho bản tôn. Trong không gian hỗn loạn, cửu trưởng lão cũng không nghĩ tới vũ kỹ của Lục Lâm Thiên quỷ dị như thế, càng không nghĩ tới lực công kích không kém hơn Vũ Tôn nhất trọng. Oanh oanh oanh, cửu trưởng lão kết xuất thủ ấn, từng đạo trưởng ấn bay ra, lực phá hủy cuồng mãnh hủy diệt cả phiến không gian, kình khí thổi quét ngập trời. Suy suy, khi cửu trưởng lão xuất hiện, bộ dáng có chút chật vật, thân là linh giả muốn cận chiến thật sự là yếu hạng, lúc này Lục Lâm Thiên công kích như tia chớp, lực công kích không kém gì Vũ Tôn nhất trọng, làm cho hắn gần như không thể bình tĩnh đối chiến. Đồ khốn, lại dám đánh lén. Cửu trưởng lão chật vật bay ra,
ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, ngay từ đầu bị một vũ vương bức bách khó xem như thế, trong lòng tức giận ngập trời. Hỗn trướng mắng ai? Lục Lâm Thiên nhíu mày, cả giận nói. Hỗn trướng mắng ngươi. Cửu trưởng lão gầm lên một tiếng, buột miệng nói. Không ngờ là hỗn trướng mắng ta, bỏ đi. Lục Lâm Thiên tà tà cười lạnh, hoàng mang chợt lóe, khởi động thanh linh khải giáp. Ha ha! Nghe được lời nói của hai người, mọi người chợt phục hồi lại tinh thần, nhất thời cười vang, không nghĩ tới cửu trưởng lão kia bị Lục Lâm Thiên dụ vào chồng, lại tự mắng bản thân mình. Hỗn đản, ta sẽ cho ngươi hối hận. Cửu trưởng lão phẫn nộ tới cực hạn. Hỗn đản mắng ai? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt hỏi. Hỗn đản mắng. Nói tới bên miệng, cửu trưởng lão chợt nín bặt, giận dữ tới cực điểm. Ha ha! Mọi người cười vang, không khỏi thầm than Lục Lâm Thiên thật sự quá giảo hoạt. Lục Lâm Thiên thật hung hăng càn quấy, dám trêu chọc người của Độc Cô gia, chỉ sợ vị cửu trưởng lão kia đang giận điên lên. Lam Thập Tam cười nói. Lâm Thiên lão đệ đang cố ý chọc giận vị kia, cuộc chiến của cường giả, bất kỳ một điều gì ảnh hưởng cũng sẽ tạo nên kết cục cuối cùng, không nghĩ tới định lực của người Độc Cô gia không có gì đặc biệt. Lạc Kiến Hồng nói. Cũng chỉ có một người như vậy mà thôi, những người khác của Độc Cô gia thật không tầm thường. Tử Yên nói, lúc này các cường giả Độc Cô gia nhìn cửu trưởng lão có chút chật vật, nhưng sắc mặt chỉ có chút biến hóa, không có động tĩnh gì, định lực như vậy cũng biết được tâm cảnh của họ. Ẩn thế gia tộc đều cực kỳ cường hãn. Đạm Thai Tuyết Phi nhíu mày, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên. Hô! Tiểu tử, trong vòng một chiêu, ta sẽ cho ngươi biết tay. Lúc này cửu trưởng lão chợt thở sâu, nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, quanh thân tràn ngập hàn ý, trong mắt lóe tinh mang. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn cố ý chọc giận cửu trưởng lão, chỉ muốn người kia bị ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới hắn có thể tỉnh táo lại, liền nói. Ta chờ một chiêu của ngươi. Tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận cũng không còn cơ hội. Ánh mắt cửu trưởng lão lạnh như băng, thân ảnh run lên. Không gian dao động bị ngăn cách tản ra, chân khí vỡ áp không gian làm lòng người run rẩy. Lục Lâm Thiên có thể cảm ứng được cửu trưởng lão đã khóa chặt mình lại rồi, một khi ra tay, chỉ sợ sẽ là công kích cuồng mãnh như rời non lấp bể. Trong vòng một chiêu lại có thể làm gì ta, đừng nói là một chiêu, mười chiêu cũng không được, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết dù ngươi là tôn cấp nhị trọng cũng không có tư cách cậy già lên mặt trước mặt bổn công tử. Ngao! Dứt lời! Một thanh âm long ngâm truyền ra, huyết lục xuất hiện, sát khí tràn ngập. Hảo đao. Mọi người từng kiến thức qua thanh đao này, không biết đã có bao nhiêu vương cấp bị nó chém giết. Hôm nay ta sẽ dùng huyết lục động thủ với ngươi, xem như nể mặt cảnh văn, nếu không ngươi còn chưa xứng với huyết lục. Lục Lâm Thiên chỉ thẳng vào cửu trưởng lão, thanh âm càn quấy bá đạo, nhất thời năng lượng phong hệ hội tụ, cuồng phong bắt đầu gào thét. Vũ vương cửu trọng. Không nghĩ tới có thể động tới thiên địa năng lượng tới mức này, thật sự khó tin. Một ít người hiểu biết tự nhủ. Lục Lâm Thiên đang ngưng tụ vũ kỹ cao cấp gì a? Chẳng lẽ là cần ngưng tụ, nhanh như vậy đã tu luyện thành công sao? Ánh mắt Liêu trưởng lão nhật sát các lóe tinh quang, tựa hồ đã nghĩ ra điều gì. Tiểu tử, có chút chênh lệch không phải là ngươi có thể vượt qua. Cửu trưởng lão không khỏi rung động, lập tức ngăn chặn bất an, chân khí khởi động. Một cỗ lực lượng khuếch tán. Suy suy. Chân khí vô hình lan tràn, những người tu vi thấp đều cảm giác linh hồn đau đớn. Uy áp của Độc Cô gia, đây là chỗ dựa của ẩn thế gia tộc. Vạn linh tôn giả cùng những cường giả khác đều lui ra phía sau, đây là chỗ dựa của ẩn thế gia tộc, thế lực bên ngoài căn bản không thể vượt qua. Lúc này uy áp cũng làm đại hồn anh trong đầu Lục Lâm Thiên run rẩy lên, sát khí thao thiên bao vây nhưng cũng không thể ngăn cản uy áp. Tiểu hồn anh càng thêm uể oải, lại có cảm giác như muốn phủ phục, điều này khiến cho năng lượng phong hệ đều bị ảnh hưởng thật lớn. Cảm giác được khí tức Lục Lâm Thiên biến hóa, cửu trưởng lão cười lạnh, uy áp vô hình càng bao phủ trên người Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ta đã nói rồi, ngươi không biết tự lượng sức mình, đây là chênh lệch. Cửu trưởng lão cười lạnh, khinh thường nhìn Lục Lâm Thiên. Đáng chết, uy áp này làm sao mạnh như vậy? Ông! Nhưng đúng ngay lúc này kim sắc tiểu đao cảm giác được tiểu hồn anh uể oải, thân đao rung lên, kim mang đột nhiên tán phát. Nhất thời Lục Lâm Thiên cảm giác như gặp được mặt trời chói chang, toàn thân vô cùng ấm áp, hết thảy cảm giác khó chịu đã hoàn toàn biến mất.
Gì? Giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới kim sắc tiểu đao lại không hề sợ hãi chân khí uy áp kia, hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng. Đây là chênh lệch mà ngươi nói sao, tựa hồ chẳng có gì ghê gớm cả. Chân khí Lục Lâm Thiên lại tiêu thăng, đồng thời năng lượng phong hệ tiếp tục hội tụ. Sao lại thế này? Biến hóa làm cửu trưởng lão nghi hoặc, tại sao lại có người dẫy thoát khỏi uy áp thiên phú của Độc Cô gia? Hừ, ta đã nói chỉ một chiêu đã đủ cho ngươi biến thành con kiến. Ánh mắt cửu trưởng lão trầm xuống, thủ ấn kết xuất, một cỗ năng lượng quỷ dị lập tức xuất hiện. Tiếp theo sau linh hồn lực tràn ra, bạch quang ngưng tụ, hình thành một vòng tròn cực lớn, giống như một vầng mặt trời chói mắt làm người không thể nhìn thẳng, linh hồn chân khí gào thét mang theo khí tức khủng bố tới cực hạn. Linh hồn chân khí lan tràn, người có thực lực thấp đã té ngã dưới đất, đau đớn run rẩy, sắc mặt trở nên dữ tợn. Không tốt, lại thi triển linh dương diệt không. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn đại biến, không nghĩ tới cửu trưởng lão thi triển ra linh kỹ khủng bố này, đây chính là linh kỹ trực tiếp công kích linh hồn, dù ở Độc Cô gia cũng không phải người nào đều có thể tu luyện. Linh dương diệt không. Trong mắt cửu trưởng lão bắn ra hàn mang, trong lòng nổi lên sát ý, cho dù không giết được tiểu tử này, nhưng có thể hủy diệt hắn, sau này hắn không còn tư cách kêu gào trước mặt của mình. Chỉ nháy mắt cương khí thật lớn đã đi tới trước người Lục Lâm Thiên, vặn vẹo cả phiến không gian, trực tiếp vỡ áp xuống, khóe môi Lục Lâm Thiên đột nhiên hiện lên nụ cười tà khí. Oanh long long, cương khí vỡ áp xuống, nháy mắt áp vỡ không gian nứt vụn thành từng khúc, đập thẳng lên người Lục Lâm Thiên, cương khí nhất thời nổ tung, lập tức lộ ra một động sâu không gian thâm thúy. Lâm Thiên, Độc Cô Cảnh Văn nhìn thấy linh hồn công kích giáng xuống, làm trái tim của nàng dâng lên tận cổ họng. Lâm Thiên có thể đối kháng được linh hồn công kích này sao, hắn chỉ mới đạt tới Vũ Vương cửu trọng mà thôi. Đạm Thai Tuyết Phi, Tử Yên cùng nhóm người Hắc Vũ đều siết chặt nắm tay, khẩn trương tới mức vô cùng căng thẳng. Giờ khắc này bên trong không gian hỗn loạn phá nát, Lục Lâm Thiên đã bị linh hồn công kích bao vây, nhưng hắn không hề có chút lo lắng gì, tùy tiện cho công kích va chạm thẳng tới. Linh hồn lực nháy mắt xuyên vào trong đầu, kim sắc tiểu đao bộc phát kim mang chói mắt. Nháy mắt đã hấp thu toàn bộ công kích, không chút sợ hãi. Hô hô! Vào lúc này giống như tìm được nơi phát tiết, linh hồn công kích cuồn cuộn tràn tới, từng đợt như sóng lớn hung hăng đánh lên người Lục Lâm Thiên. Hết thảy công kích đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, vì vậy cả không gian càng thêm hỗn loạn. Oanh oanh oanh! Linh hồn lực cuồng bạo chút xuống, không gian không ngừng nổ tung, lực lượng khủng bố nhất thời thổi quét. Tiểu tử này chết chắc rồi! Nhìn không gian hỗn loạn, cửu trưởng lão cười lạnh, linh hồn công kích như thế hắn thật sự không chút nương tay, cho dù có mặt tiểu thư hắn cũng không hề quan tâm, hắn muốn đánh chết người, có ai làm gì được hắn. Cường giả Độc Cô gia vẫn nhìn chăm chú vào không gian hỗn loạn phía trước, không hề có chút phản ứng. Hô hô, linh hồn lực tạo thành không gian nứt vụn, trên thực tế chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi mọi chuyện sắp sửa kết thúc, mọi người đều nhìn chằm chằm lên không trung. Ai cũng biết thực lực Lục Lâm Thiên cao minh, nhưng nhìn thấy linh hồn công kích khủng bố đều vô cùng lo lắng, không biết Lục Lâm Thiên có khả năng đối kháng hay không. Khi phong ba hoàn toàn bình ổn, trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, chỉ giây lát đã biến thành ngây dại. Trong ánh mắt mấy trăm cường giả, rõ ràng nhìn thấy được thân hình bao phủ hoàng mang vẫn nhẹ nhàng lăng không đứng thẳng, khóe môi hiện nụ cười tà khí làm lòng người rét lạnh. Chung quanh thân ảnh kia lại tản ra hào quang màu trắng vô hình. Huyết đao chậm rãi xuất hiện, năng lượng phong hệ càng thêm phiêu dật, thậm chí không gian xung quanh đều biến thành vặn vẹo. Chỉ tích tắc thân ảnh chợt động, huyết sắc đao mang vung lên, vẽ ra một vòng tròn cực lớn trên không trung, không gian lập tức biến thành cương khí đường kính vài trăm thước, bên cạnh cương khí hiện ra khe không gian tối đen, vừa lúc bao vây cửu trưởng lão bên trong. Một chiêu đã qua, ngươi không còn tư cách kêu gào trước mặt của ta. Tiếng cười lớn truyền ra, huyết đao lại vung lên. Đao mang lưu chuyển, không gian dao động, tốc độ nhìn qua thật thong thả nhưng đã nhanh tới cực hạn, lưu loát lướt qua từng đường cong huyền ảo quỷ dị, tựa như vẽ ra bí văn, nếu có người nhìn thấy rõ sẽ nhìn ra được huyết đao đã đánh ra 7 đao. Đao mang cuối cùng lướt qua, huyết lục trở nên huyền ảo, một tiếng hét to như sấm sét vang lên, hoàn toàn bùng nổ. Hoàn vũ thất toàn trảm. Lời vừa dứt, không gian bị cắt vỡ. Huyết sắc đao mang bao trùm trời đất mang theo thanh âm nổ bạo bén nhọn chói tai, tràn ngập khắp cả không gian, những nơi huyết sắc quang mang đi qua,
cả không gian đột nhiên nổ tung, lúc này cửu trưởng lão mới cảm giác được khủng bố, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Mà giờ phút này mọi người mới biết được thực lực của Lục Lâm Thiên lại khủng bố tới mức này. Không nghĩ tới Vũ Vương cửu trọng lại có thể luyện thành Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, cắt vỡ không gian, đã sắp tiếp cận đại thành rồi. Vạn Linh Tôn giả cùng Thiên Kiếm Tôn giả nhìn chằm chằm không gian phía trước, bọn họ nhận ra Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, lúc này uy lực khi Lục Lâm Thiên thi triển thật sự vô cùng khủng bố, chiêu thức tuyệt đẹp, lực lượng bá đạo sắc bén, phối hợp cùng hảo đao, chính là kết hợp hoàn mỹ, có thể đem vũ kỹ tu luyện tới trình độ này, trong Nhật Sát Các cũng không có được bao người. Đao mang cắt vỡ không gian, dù là cường giả Độc Cô Gia cũng trở nên ngưng trọng, vũ kỹ địa cấp trung giai uy lực rất dọa người, chỉ là Vũ Vương cửu trọng lại có thực lực biến thái tới như thế. Hiu hiu. Trong không gian hỗn loạn, đao mang bao trùm trời đất, mang theo quy luật quỷ dị đặc thù, cắt vỡ khe không gian cấp tốc lan tràn, đao mang đi qua, hết thảy đều hóa thành mảnh nhỏ. Suy. Cửu trưởng lão vô cùng chật vật bố trí một đạo cương khí phòng ngự quanh thân. Trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Oanh long long. Không gian phá hủy, cường quang chói mắt bộc phát, rốt cục không chịu nổi năng lượng khủng bố, đột nhiên nổ vang một tiếng như sấm sét, mang theo kình khí phong bạo khủng bố tới cực hạn, thổi quét khắp cả không gian, gây ra chấn động khắp nơi. Không gian hình tròn vài trăm thước chỉ nháy mắt đã bị cắt nát, lực phá hoại đáng sợ làm khuôn mặt mọi người đều kinh hãi, họ thật khó thể tưởng tượng công kích đáng sợ như thế. Nếu đổi lại là họ thật sự không vài người có thể đối kháng. Khi kình khí cuồng bạo biến mất, thân ảnh cửu trưởng lão xuất hiện trên không trung, quanh thân hiện lên một vầng hào quang trong suốt, trên người mặc một bộ bạch sắc khải giáp lan tràn chân khí hùng hậu, có thể nhìn ra là hồn khí phòng ngự địa cấp. Giữa không trung, ánh mắt cửu trưởng lão nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, tràn ngập kinh hãi. Không có việc gì sao? Mọi người kinh ngạc, lực công kích khủng bố như thế. Chẳng lẽ cửu trưởng lão không có chút ảnh hưởng nào sao, thật không khả năng. Ngay lúc này giữa không trung truyền ra thanh âm răng rắc, mọi người nhìn lên, đồng loạt nhíu mày. Ca ca, cương khí chung quanh cửu trưởng lão lộ ra khe nứt, lập tức hỏng mất, ngay sau đó bạch sắc khải giáp đột nhiên ảm đạm, xuất hiện 7 vết nứt thật sâu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phá nát. Thật mạnh, hồn khí địa cấp cũng bị phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi rung động. Phốc, sắc mặt cửu trưởng lão nháy mắt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại chỉ có cửu trưởng lão mới biết rõ trong lòng mình chấn kinh như thế nào, hắn đã bại, chỉ trong một chiêu, giờ phút này hắn không cách nào thừa nhận, không có khả năng, đây chỉ là ảo giác. Nhưng thương thế trong người nói cho hắn biết, đây là sự thật, lúc này trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ bị chấn động kịch liệt, nếu không phải có được khải giáp phòng ngự, vừa rồi hắn đã bị đánh chết. Lực công kích kia thật sự quá mạnh mẽ, mạnh tới mức hắn không thể đối kháng. Trên mặt Lục Lâm Thiên lộ ý cười làm lòng người rét lạnh, nháy mắt thân ảnh hắn biến mất giữa không trung. Không tốt, cửu trưởng lão giật mình, vội vàng thi triển không gian lực thoát ra. Trốn không thoát đâu, tôn cấp nắm giữ không gian lực trong tay, vậy trước phá không gian của ta rồi nói sau. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nháy mắt xuất hiện, hoàng mang bao phủ, năng lượng thổ hệ tràn ngập. Vừa lúc đem không gian dao động bị cửu trưởng lão bức xé bao vây bên trong nháy mắt cửu trưởng lão cũng bị ngăn cản. Tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới, đại địa vô ảnh cước, tê thiên liệt địa trảo, chân linh cấm không trường, chu tước huyền vũ quyết. Đồng thời thủ ấn liên tục ngưng tụ vẽ ra từng đạo tàn ảnh oanh kích thẳng tới trước, kinh khí khủng bố bao trùm thổi quét, đủ loại công kích thuộc tính trực tiếp bay ra. Phối hợp chân khí vô cùng hùng hồn quả thật chẳng khác gì hạ bút thành văn, đều có được lực lượng đối kháng vũ tôn nhất trọng, thậm chí là vũ tôn nhất trọng đỉnh. Đây là thiên phú của vũ giả ngũ hệ sao? Oanh! Kinh phong thổi quét, không gian hỗn loạn, không gian dao động nứt toác từng khúc, chấn động run rẩy. Lục Lâm Thiên biết được bao nhiêu vũ kỹ địa cấp, không ngờ có thể liên tục thuấn phát. Đều là vũ kỹ địa cấp A, uy lực chỉ sợ đủ đánh chết vũ tôn nhất trọng bình thường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lục Lâm Thiên thật sự quá mức khủng bố. Tiểu tử này lại dùng chiêu đó. Ánh mắt Tiêu trưởng lão Nhật Sát Các đầy vẻ bực tức, lúc trước hắn từng nếm không ít đau khổ kiểu phát chiêu này, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Suy, không gian khôi phục, một thân ảnh bị chấn bay, tựa như cầm điều bị gãy cánh, nặng nề rơi xuống đất. Oanh long long, chỉ nháy mắt thân ảnh đập xuống đất,
lực đạo đáng sợ khiến quảng trường cứng rắn lại bị nện ra một hố sâu, đá vụn văng tung tóe. Đại địa nộ hống, một thân ảnh lao xuống, một quyền nặng nề đập xuống mặt đất nứt nẻ, từng khe nứt lan tràn, thân ảnh trong hố sâu lại giống như bị lực xung kích nện trúng, nhất thời bị chấn bay lên không. Tiểu tử, đủ rồi, dừng tay. Linh lão nhất thời lao thẳng lên không. Độc cô gia đã nói đơn đả độc đấu, sao vậy, muốn xa luân chiến sao? Lời của Hắc Vũ vừa vang lên, thân ảnh đã lao ra, lập tức thi triển họa địa vi lao, ngăn cản linh lão ở bên ngoài. Oanh! Sắc mặt linh lão trầm xuống, một trường đánh tới, nặng nề dừng trên không gian bích trường, cũng không cách nào phá hủy. Ha ha, đây là tôn cấp nhị trọng của độc cô gia sao, ta đã sớm nói, ở trước mặt ta ngươi chỉ là một con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Hôm nay nể mặt cảnh văn tha cho ngươi một mạng, ngày sau nhìn thấy ta tốt hơn đi đường vòng đi. Đồng thời trên không trung truyền ra tiếng cười to, Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo quyền ấn, hung hăng nện vào lên người cửu trưởng lão mới bị đánh văng lên trời, một quyền đánh thẳng vào ngực của hắn. Phanh! Một quyền nện xuống, khải giáp bị đánh ra một vết sâu, cự lực xuyên qua khải giáp. Oanh long! Thân ảnh cửu trưởng lão lại nện xuống quảng trường, lực đạo đáng sợ giống như động đất. Phốc! Từ trên bầu trời cửu trưởng lão liên tục phun máu, dù có hồn khí phòng ngự địa cấp hắn cũng không cách nào chịu đựng nổi lực công kích khủng bố như thế. Kinh khí tiêu tán, toàn trường lặng ngắt như tờ, chuyện trước mắt làm cho mọi người rung động thật sâu, đặc biệt là người trong đại thế lực, một mình trà đạp trưởng lão độc cô ra, còn có chuyện gì so với chuyện này càng thêm rung động, chỉ sợ trong toàn đại lục cũng chỉ có Lục Lâm Thiên dám làm như thế. Suy! Giờ phút này sau vài lần công kích linh lão mới thoát khỏi họa địa vi lao của Hắc Vũ, nhìn cửu trưởng lão đầy vết máu nằm trong hố sâu, ánh mắt linh lão lóe ra, cố nén cảm xúc. Đệ tử khấu kiến sư phụ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, xuất hiện ngay bên ngoài không gian dao động phong tỏa, quỳ xuống đất hành đại lễ, không ai nhìn thấy từ trong mi tâm hắn có một cỗ hào quang chợt lóe rồi biến mất. Suy! Cùng một thời gian bên trong không gian dao động hiện lên một lỗ hổng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên bị hút vào bên trong, nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy. Gì? Mọi người nhìn chằm chằm, dùng tâm thần quan sát nhưng không có biện pháp nào. Siêu siêu. Cơ hồ cùng một lúc, cường giả độc cô ra nháy mắt lao tới. Không ai được đi vào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thân ảnh Hắc Vũ như quỷ quái xuất hiện phía trước, lại đánh ra họa địa vi lao ngăn cản mọi người. Để ta đối phó linh thú này. Các ngươi mau vào đi. Linh lão quát lớn, thủ ấn biến hóa, linh lực ngập trời bạo tuôn, ngưng tụ thành thiêm chùy khổng lồ va chạm vào không gian bích trướng. Đây tựa hồ là một kích toàn lực của hắn, không gian bích trướng lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Ca ca! Một kích toàn lực lập tức phá hủy không gian bích trướng của Hắc Vũ, hơn 10 cường giả độc cô ra lao thẳng tới không gian dao động phía trước. Tránh ra cho ta! Bàn hủy cùng bàn vân hét lớn. Thân ảnh nháy mắt lao tới ngăn cản trước mặt, trong tay đánh ra một quyền hung hăng đập thẳng vào hai cường giả độc cô ra, quyền ấn tản ra hoàng mang chói mắt, không gian dao động nứt vụn từng khúc. Lui về. Giờ phút này ngay cả Long Linh cũng nhảy ra triển khai công kích. Hừ. Nhóm cường giả Thánh Linh giáo đồng loạt lao ra thi triển công kích. Độc cô ra thì có thể càn quấy sao? Các cường giả các thế lực lớn nhìn nhau, lập tức nhảy tới. Hơn 10 tôn cấp nháy mắt ngăn cản phía trước. Oanh oanh! Trong nháy mắt vô số lực lượng va chạm lẫn nhau, giữa không trung run lên, từng thân ảnh lập tức tách ra. Mười mấy tôn cấp của độc cô ra, người có thực lực mạnh nhất là linh lão đã có Hắc Vũ đối kháng, mà linh hồn uy áp tựa hồ gây ảnh hưởng tới hắn. Đồng thời những cường giả khác của độc cô ra có hai người thực lực tôn cấp ngũ trọng cùng lục trọng, nhưng lại bị Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Lượng Hành ra tay ngăn cản. Trong chiến trường hỗn loạn, theo nhân số người của các thế lực lớn liên thủ cũng ưu thế hơn nhiều, tôn cấp của Thánh Linh giáo cùng Phi Linh môn cộng lại chỉ vượt hơn 10 người, mà tôn cấp của các thế lực lớn lại có tới mấy chục người. Ai dám ngăn cản độc cô ra, phải nghĩ kỹ hậu quả. Ánh mắt linh lão trầm xuống, lần này bị đông đảo cường giả tôn cấp vây công, người của độc cô ra cũng không cách nào đánh tan. Hậu quả, chẳng lẽ tên nằm dưới hố sâu kia chính là hậu quả sao, đừng dùng độc cô ra dọa nạt người. Chẳng lẽ chỉ một độc cô ra còn có thể một tay che trời hay sao? Nguyễn Thượng Hành quát lớn, ánh mắt lướt qua cửu trưởng lão dưới hố, giáo chủ tiến vào không gian dao động kia, nói không chừng sẽ lấy được ưu đãi,
không cho phép người tới quấy rầy. Độc cô gia tính cái gì, không nghe nói qua. Xa giữa không trung không ít người ồn ào kêu lên, không ít tán tu tôn cấp đều nhắm vào độc cô gia, bởi vì họ thật sự căm tức thái độ của nhóm người này. Dừng tay. Một tiếng hô truyền ra, độc cô Cảnh Văn hiện thân, nhíu mày nói. Mọi người lui ra phía sau, chúng ta không nhúng tay vào việc này. Tiểu thư, nhưng mục đích của chúng ta chính là thân thể đế giả, người nên biết trọng bảo như thế chúng ta nhất định phải lấy được. Ánh mắt Linh Lão chớp động, thân thể đế giả có thể là nguyên năng của đế giả, thật trọng yếu với độc cô gia, dù với thiên phú của họ muốn đột phá đế cấp cũng vô cùng khó khăn. Ta biết, nhưng thân thể đế giả là sư phụ của Lâm Thiên, chẳng lẽ độc cô gia muốn cướp đồ vật của người khác sao, mặt mũi chúng ta đặt ở nơi nào? Độc cô Cảnh Văn trầm giọng nói, ánh mắt nhìn vào không gian dao động phía trước, nàng làm sao có thể tranh đoạt với Lâm Thiên, huống chi đây là sư phụ của hắn. Dù làm trái với gia tộc nàng cũng muốn thử xem một lần. Tiểu thư, nhưng mà... Linh Lão còn định nói chuyện, thanh âm Tiểu Long chợt truyền tới. Không gian này chính là do sư phụ lão đại lưu lại, các ngươi tranh cái rắm, chỉ có linh hồn ấn ký lưu trên người lão đại mới có thể đi vào bên trong, người ngoài tiến vào cả không gian lập tức sụp đổ, toàn bộ mọi người đều chết, các ngươi chết không sao cả, đừng làm phiền hàng người khác. Ánh mắt Tiểu Long đảo qua độc cô gia, bực tức nói. Đại bộ phận cường giả có mặt đều đã tin tưởng Lục Lâm Thiên là đệ tử của vị cường giả viễn cổ kia, vừa rồi nhìn thấy Lục Lâm Thiên hành đại lễ xong liền tiến vào bên trong, như vậy đủ chứng minh hết thảy, mà hàm ý trong chuyện này cũng đủ làm không ít người bắt đầu thầm cân nhắc. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong một không gian, nơi này là một đại sảnh cung điện không lớn lắm, trên mặt đá phong cách cổ xưa, lúc này có một thân thể đang ngồi khoanh chân. Thân thể kia vô cùng sống động, mặc dù khoanh chân ngồi nhưng có thể nhìn ra thân hình cao ngất, đôi mắt nhắm lại, vô hình mang theo khí thế kình thiên, mái tóc màu bạc xõa vai, mang theo khí tức tang thương già nua. Khắp chung quanh tràn ngập không gian dao động, nhìn vào liền có cảm giác như thời không rối loạn. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Lâm Thiên lại hành lễ, hắn đã gặp qua hư ảnh tàn hồn của sư phụ, vì vậy cũng biết không nhìn lầm người. Mặc dù hắn vừa bái sư, nhưng thái độ cực kỳ cung kính, sư phụ này chính là cường giả đế cấp, hắn cung kính dập đầu ba cái, ngay lúc định đứng dậy thì trên sàn nhà đột nhiên tản ra quang mang nhàn nhạt, một dòng chữ hiện trên mặt đất. Lục Lâm Thiên kinh ngạc quan sát, trên mặt đá viết. Lúc này còn có lòng cung kính, đủ thấy là người nhân hiếu, người đã trải qua khảo nghiệm, chính thức trở thành đệ tử thân truyền của bổn đế. Sư phụ thật quá gian hoạt đi. Nhìn thấy dòng chữ, Lục Lâm Thiên chợt sửng sốt. Thầm nghĩ còn muốn mình dập đầu ba lần, nếu không thật không biết sẽ xúc động tới cấm chế nào khác. Suy, ngay lúc này dòng chữ chợt biến đổi. Đồ nhi, mang thi thể vi sư đi, trong một canh giờ phải rời khỏi không gian, bên phải quảng trường có thông đạo an toàn, nhớ lấy phải rời đi trong vòng một canh giờ, đi tới chỗ an toàn tuyệt đối hãy tiếp tục nhận lấy đế giả chi nguyên cùng truyền thừa của vi sư. Dòng chữ đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Lục Lâm Thiên đứng dậy. Vị sư phụ này thật gian hoạt, mình tựa hồ luôn bị nắm mũi dẫn đi, nhưng tốc độ hắn cũng không chậm, sau thoáng do dự, tử kim sắc quang mang chợt lóe, hắn trực tiếp đem thân thể sư phụ thu vào trong tử lôi huyền đỉnh, thu vào chữ vật giới chỉ tựa hồ có chút không tôn kính, mà thu vào tử lôi huyền đỉnh thì tốt hơn, lại an toàn. Ở bên ngoài mọi người còn đang đối chọi gay gắt, sắc mặt cường giả độc cô gia thật khó xem vô cùng. Suy, không gian dao động nháy mắt hỏng mất. Năng lượng tán loạn, mọi người đưa mắt nhìn qua, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiếu chủ, thế nào? Hắc Phú truyền âm. Lục Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, ý bảo hết thảy không có vấn đề. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi ra, trong không gian đã không còn vật gì khác, mọi người đều hiểu rõ chỉ sợ thân thể đế giả đã nằm trong tay hắn, cường giả độc cô gia đều có chút nôn nóng bất định. Lục Lâm Thiên, đem thân thể đế giả giao cho chúng ta đi. Nếu là sư phụ ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không khinh nhờn, chỉ kiểm tra là được rồi, như thế nào? Linh Lão nhìn Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt có chút nhu hòa, thời gian nhanh như vậy Lục Lâm Thiên hẳn chưa đạt được đế giả chi nguyên, có lẽ tiểu tử kia cũng không biết đó là vật gì, chỉ cần lấy được thân thể, âm thầm lấy đi đế giả chi nguyên, sau đó trả thân thể lại cho hắn là được, tuy thân thể cũng là trọng bảo, nhưng đem ra so sánh vẫn không bằng đế giả chi nguyên. Người của độc cô gia chẳng lẽ luôn nghĩ người khác là kẻ ngu sao, Lục Lâm Thiên nghĩ thầm,
lập tức nhìn Linh lão cười nói. Cho dù ta ngu ngốc, không phải, cho dù ta đồng ý, chỉ sợ là không thể, gia sư không lưu thân thể đế giả gì, trong không gian không có gì cả, chỉ sợ không cách nào giao ra được. Nói đùa sao, chỉ cần mọi người không tận mắt nhìn thấy thì hắn nhất quyết không thừa nhận, dù họ đều biết đồ vật nằm trên người mình, nhưng chỉ cần không thấy thì không đại biểu được điều gì. Bởi vì hắn hiểu thật rõ ràng, nếu mọi người xác định thân thể đế giả nằm trong tay hắn, người đánh chủ ý tuyệt không ít, thậm chí sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng nếu chỉ là suy đoán thì một khi chưa nắm chắc cũng sẽ do dự, tỉ như Vô Tự Thiên Thư, một khi chỉ là suy đoán thì hậu quả sẽ khác hẳn. Vừa nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên, cũng như suy nghĩ của hắn, mọi người liền ồ lên. Chỉ có một mình Lục Lâm Thiên tiến vào không gian kia, nếu không phải hắn chiếm được thì còn ai vào đây, nhưng không ai ngờ hắn lại nói trắng là không có, trong lòng mọi người thậm chí dao động. Chẳng lẽ không gian kia thật sự không có thân thể đế giả hay sao? Lục Lâm Thiên, ngươi cảm thấy được ta sẽ tin sao? Linh lão nhíu mày nhìn Lục Lâm Thiên, rõ ràng là biết hắn đang nói dối. Ngươi tin hay không đối với ta cũng không trọng yếu, ta chỉ nói lời thật mà thôi. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện ý cười thản nhiên, phỏng chừng hắn lại tiếp tục đắc tội thêm một cỗ thế lực, còn là thế lực lớn, nhưng tên đã lên dây không thể không phát. Hiện tại hắn chỉ có thể thừa nhận, nhưng nếu không cần thiết cũng không nên ồn ào căng thẳng quá mức. Lục Lâm Thiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu trưởng lão được người dìu dắt, dư tợn nhìn Lục Lâm Thiên quát, thần sắc uể oải, thật lâu mới hồi phục tinh thần, đả kích này là lần đầu tiên kể từ khi hắn sinh ra. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao, đừng quên, vừa rồi là ta tha cho ngươi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Trong lòng hắn không phải không muốn giết chết người này, nhưng chỉ sợ làm lớn chuyện, bởi vì người kia là người Độc Cô gia, huống chi còn có Cảnh Văn ở giữa. Được rồi, việc này Độc Cô gia sẽ không nhúng tay. Độc Cô Cảnh Văn trầm giọng nói. Tiểu thư, gia chủ phân phó. Linh lão, việc này ta sẽ nói với cha ta, bất cứ chuyện gì đều do ta phụ trách. Độc Cô Cảnh Văn đáp, trong mắt lạnh lùng, nàng tự nhiên hiểu rõ tâm tư của mấy trưởng lão này. Dạ, tiểu thư. Linh lão khẽ đáp, ánh mắt người Độc Cô gia rơi lên người Lục Lâm Thiên, bọn hắn cũng hiểu được hiện tại lực ngưng tụ của tiểu tử này không nhỏ, bọn hắn cũng không thể làm gì, nếu liều mạng cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Lâm Thiên, huynh không sao chứ? Độc Cô Cảnh Văn đi tới, vẻ mặt xin lỗi, trưởng lão gia tộc mâu thuẫn với Lục Lâm Thiên, nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Huynh không sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng. Lục lão đệ, người không có việc gì là tốt rồi. Nhóm người Lạc Kiến Hồng đều đi tới, cười nói. Đúng rồi, Lạc lão ca, người nhận lấy đi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thủ ấn kết xuất, ba đạo quang mang xuất hiện trong tay, sau đó đưa qua cho Lạc Kiến Hồng. Hai kiện linh khí địa cấp, đây là. Lạc Kiến Hồng nhíu mày, đây chính là hai kiện linh khí địa cấp, ngoài ra còn có một hộp ngọc, vừa mở ra Lạc Kiến Hồng liền kinh ngạc. Diễn linh thiên quả. Mọi người kinh ngạc, ba kiện đồ vật này chính là bảo vật, giá trị không tưởng, đủ làm cường giả tôn cấp tranh đoạt chém giết. Kỳ đảo chủ, Ô Các chủ, tâm ý nho nhỏ, mời nhận lấy đi. Lục Lâm Thiên đánh ra sáu đạo quang mang đưa qua cho Kim Sí Vương cùng Hắc Linh Vương. Hai người tiếp nhận, đều là hai kiện linh khí địa cấp cùng một diễn linh thiên quả, sắc mặt họ lập tức đại biến. Lam Thập Tam, người nhận lấy đi. Lục Lâm Thiên lại tung ra ba vật đưa cho Lam Thập Tam, cũng là hai linh khí cùng một thiên quả. Quân Bang chủ, Hàn Lâu chủ, Dạ Cốc chủ, một chút tâm ý, chư vị nhận lấy đi. Hiện tại chỉ có Thiên Vân Đảo còn chưa được hắn tặng vật, thậm chí Thiên Ưng Lâu cùng Tiêu Diêu Bang đều có lễ vật, sắc mặt cường giả Thiên Vân Đảo đã có biến hóa. Dù sao cường giả Thiên Vân Đảo cũng biết lúc trước bọn hắn nhằm vào Lục Lâm Thiên, từng ra tay qua. Cho dù Lục Lâm Thiên không tặng ưu đãi cho họ thì họ cũng không làm được gì, mà nếu ai cũng có chỉ riêng Thiên Vân Đảo không có, xem như mặt mũi mất lớn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua người Thiên Vân Đảo, thần sắc của họ đều rơi vào mắt hắn. Tuyết Phi cô nương, một chút tâm ý mong đừng ghét bỏ. Ánh mắt dừng lại trên người Đạm Thai Tuyết Phi, Lục Lâm Thiên mỉm cười đưa qua hai kiện linh khí cùng một diễn linh thiên quả, Đạm Thai Tuyết Phi luôn nghĩ cách hòa hảo quan hệ giữa hắn cùng Thiên Vân Đảo. Hắn có thể nhìn ra, huống chi Đoan Mộc gia tộc còn ở lại Lưu Tô Đảo, cần có Thiên Vân Đảo chiếu cố,
Lục Lâm Thiên cũng không muốn làm cương quan hệ. Đa tạ Lục trưởng môn, ta sẽ không khách khí. Đạm Thai Tuyết Phi mỉm cười, cũng không khách sáo, trong lòng thầm thở ra một hơi. Người của Thiên Vân Đảo nhìn thấy một màn này đều thầm thoải mái, ít nhất bảo tồn được mặt mũi Thiên Vân Đảo, bằng không ai cũng có chỉ riêng họ không có, sẽ khó thể xuống đài. Tử Yên cô nương, đây là tặng cho ngươi, tâm ý nho nhỏ xin hát ái nhận cho. Lục Lâm Thiên đưa một chữ vật giới chỉ cho Tử Yên, bên trong có một diễn linh thiên quả, giao riêng cho nàng hắn cũng băn khoăn, nói thế nào thiên địa các vẫn luôn lấy lòng hắn, một diễn linh thiên quả nói không chừng sẽ phát ra không ít tác dụng, hắn cũng không thể mãi gây thù hằn, luôn phải mượn sức đồng minh mới được, tỉ như lần này có đồng minh thật hữu dụng, ít nhiều đều nhờ họ tương trợ. Tử Yên thoáng lặng người, lập tức lộ ra ý cười, thu chữ vật giới chỉ trong tay, vừa nhìn vào liền biết là diễn linh thiên quả. Trong lòng khẩn trương nói không ra lời. Vật trọng yếu như thế sao hắn lại giao riêng cho ta? Đôi mắt Tử Yên thất thần, điều này đại biểu cái gì, chẳng lẽ? Trong nhất thời nội tâm nàng hỗn loạn, có chút bối rối. Lạc lão ca, đây là lễ vật cấp cho Lạc cô nương, phiền toái Lạc lão ca đưa cho nàng. Lục Lâm Thiên lại đưa một chữ vật giới chỉ cho Lạc Kiến Hồng. Lạc Kiến Hồng tiếp nhận, sau đó sửng sốt, ánh mắt biến đổi. Bên trong có một kiện linh khí địa cấp cùng ba diễn linh thiên quả. Lục lão đệ, ta đại biểu Dĩnh Nhi đa tạ. Lạc Kiến Hồng ôm quyền thi lễ, tự nhiên hiểu được mặc dù Lục Lâm Thiên nói tặng lễ vật cho Dĩnh Nhi, trên thực tế là giao cho Nhật Sát Các, so sánh với những sơn môn khác, Nhật Sát Các có thêm một kiện linh khí cùng ba diễn linh thiên quả, đủ đại biểu Nhật Sát Các có trọng lượng nặng nhất trong lòng Lục Lâm Thiên. Trong lòng Lạc Kiến Hồng cũng cảm thán, mình thật không nhìn lầm người, Nhật Sát Các cũng không nhìn lầm người. Hết thảy những gì bọn họ đã làm Lục Lâm Thiên đều ghi nhớ trong lòng, không quên hồi báo. Lạc lão ca khách khí. Lục Lâm Thiên gật đầu cười, ánh mắt hai người tiếp xúc đều hiểu được lời cần nói. Tập lão, Nguyễn lão, các ngươi lấy về đi. Lục Lâm Thiên giao hai chữ vật giới chỉ cho hai người, bên trong có 15 diễn linh thiên quả, 3 kiện linh khí địa cấp, tổng cộng là 30 diễn linh thiên quả cùng 6 kiện linh khí địa cấp, có được số thiên quả này. Tu vi vương cấp trong thánh linh giáo sẽ có thể rất nhanh đột phá. Tập Hạo Nhiên cùng Nguyễn Thượng Hành cung kính thu hồi chữ vật giới chỉ. Toàn trường đều cảm thán sợ hãi, cường giả độc cô gia đều líu lưỡi, nội tình bọn họ mạnh mẽ nhưng cũng chưa chắc làm được hào sảng tới như vậy. Lục Lâm Thiên có thể một lần phân chia nhiều bảo vật như thế, còn có nhiều diễn linh thiên quả như vậy, thật sự làm họ vô cùng rung động. Độc cô Cảnh Văn cũng lộ vẻ kinh ngạc, nở nụ cười khổ. Lần này nàng đi ra đặc biệt mang theo một linh khí địa cấp dự định tặng cho Lục Lâm Thiên, nhưng nhìn thấy một màn này cũng cảm giác không thể tặng ra ngoài. Các cường giả tôn cấp thế lực lớn đều lộ nụ cười, xem như lần này mọi người không đứng sai đội ngũ, Lục Lâm Thiên có thể đành lòng bỏ nhiều bảo vật như vậy, thật sự là không tệ, nếu đổi lại là họ chỉ sợ luyến tiếc tặng cho người khác, huống chi còn có diễn linh thiên quả. Trên người tiểu tử này làm sao có nhiều diễn linh thiên quả như vậy? Mọi người xoay chuyển ánh mắt, diễn linh thiên quả là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, ít nhất phải là địa phương linh khí tràn đầy chưa từng có bóng người xuất hiện suốt 3 vạn năm, mà từ lúc kết quả cho tới lúc chín tới ít nhất phải cần 5.000 năm thời gian. Về phần tác dụng thật sự làm người điên cuồng, có thể tăng cường lĩnh ngộ, đề cao tâm cảnh, tăng cơ hội đột phá tôn cấp tới 7 thành, nghe đồn đãi dù là tôn cấp sử dụng cũng có hiệu quả lớn lao. Từ vương cấp đột phá tôn cấp giống như cá chép vượt long môn, có thể vượt qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, có 7 thành cơ hội đã đủ làm vương cấp điên cuồng. Loại bảo vật như diễn linh thiên quả, nói không động tâm là không khả năng, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nhưng Lục Lâm Thiên một lần lại tặng ra nhiều như vậy, thật sự làm người kinh ngạc líu lưỡi, mọi người đều đang suy đoán rốt cục Lục Lâm Thiên đã lấy được cơ duyên gì lại có nhiều diễn linh thiên quả như thế. Nghiêm khắc mà nói giá trị của thiên quả chỉ sợ không kém hơn linh khí địa cấp chút nào. Lúc này có người vui mừng, có kinh ngạc, càng nhiều chính là thất vọng, những tán tu cùng thế lực nhất lưu khác không có giao tình gì với Lục Lâm Thiên, thậm chí còn vây công hắn, Lục Lâm Thiên còn chưa tới nỗi phá sản như vậy, đồng ý phân bảo cho bọn họ. Chư vị, thần sắc của các tán tu đều rơi vào trong mắt Lục Lâm Thiên, ánh mắt hắn đảo qua nói. Nếu chư vị muốn gia nhập phi linh môn, bản nhân thật hoan nghênh, cường giả tôn cấp gia nhập phi linh môn, mỗi người một kiện linh khí địa cấp, thân là tôn sứ hộ môn, chỗ tốt sẽ không tưởng được, tu vi vương cấp sẽ có nhiều ưu đãi, phi
phi linh môn sẽ cho chư vị cơ hội đột phá tôn cấp nhiều hơn. Nói tới đây Lục Lâm Thiên hữu ý vô ý lấy ra một diễn linh thiên quả, ý tứ thật rõ ràng, gia nhập phi linh môn sẽ có được một thiên quả. Nhưng nếu muốn gia nhập thì phải nghĩ thông suốt, nếu nghĩ lừa ưu đãi thì ta có thể nói thẳng, ta tuyệt không buông tha, cho nên nếu gia nhập nhất định phải thật tâm, cứ suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể đi cổ vực tìm ta, ta lúc nào cũng hoan nghênh. Có linh khí địa cấp làm thưởng, Lục Lâm Thiên không tin sẽ không có tán tu sẽ không động tâm, nếu có thể mời chào cường giả tôn cấp, thực lực phi linh môn sẽ gia tăng không ít. Nghe được lời của hắn, không ít cường giả tán tu động tâm, sự hấp dẫn của diễn linh thiên quả cùng linh khí địa cấp thật không nhỏ, thậm chí cường giả thế lực nhất lưu cũng cảm thấy nóng mắt, ưu đãi như vậy sơn môn của họ cũng không có được a. Tiểu tử này, chưa thấy ai kéo người gia nhập kiểu như vậy. Cường giả các thế lực lớn nhíu mày bất đắc dĩ, dưới hấp dẫn như thế, cường giả tôn cấp thì không dám nói, nhưng vương cấp không động tâm mới lạ. Oanh long long, cả không gian đột nhiên lay động kịch liệt, tựa như động đất, lập tức liền biến mất. Làm sao vậy? Mọi người đánh giá chung quanh, nghi hoặc kêu lên. Không xong, thiếu chút nữa quên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, sư phụ có dặn dò hắn trước đó, yêu cầu trong một canh giờ phải rời khỏi không gian này. Nếu không nó sẽ hỏng mất. Chư vị, không gian sắp sụp đổ, phỏng chừng trong nửa canh giờ phải rời khỏi, bằng không sẽ bị chôn sống ở đây. Lục Lâm Thiên lớn tiếng quát. Cái gì, nửa canh giờ làm sao ra ngoài, khi tiến vào phải dùng hơn 10 ngày thời gian. Làm sao bây giờ? Lâm Thiên, huynh biết làm sao ra ngoài đi. Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Ân. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp, quay đầu nhìn mọi người. Mọi người đi theo ta, chúng ta mau rời khỏi đây. Đợi một chút. Lục Lâm Thiên nhìn một ít thi thể vương cấp cùng tôn cấp còn hoàn chỉnh trên quảng trường. Đây chính là tài liệu luyện chế khôi lỗi rất tốt, không thể lãng phí, nếu mình vất vả luyện chế đều là giá trị bất phàm. Lục Lâm Thiên ra dấu, người của Thánh Linh Giáo đồng thời ra tay thu thập những thi thể còn đầy đủ trên mặt đất. Chúng ta đi. Không bao lâu sau Lục Lâm Thiên lao nhanh ra khỏi quảng trường. Tìm được một cửa đá, nơi này có bố trí cấm chế. Khai. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, nháy mắt mở ra cấm chế. Hô hô. Trước cửa đá khổng lồ phảng phất như có cỗ năng lượng ngập trời tràn ra, mang theo thanh âm nổ mạnh. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy ngoài cửa đá lộ ra thông đạo không gian dao động vài thước, mang theo chân khí năng lượng hùng hậu khuếch tán. Tâm Đồng, Tiểu Long, Cảnh Văn, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên hô lớn. Lập tức dẫn đầu lao vào trong thông đạo. Không ai dám chậm trễ, tất cả đều nhanh nhẹn tiến vào, bên trong thông đạo tràn ngập chân khí cùng linh lực lan tràn, hóa thành hộ thân cương khí cấp tốc lao nhanh về phía trước. Siêu siêu. Không qua bao lâu, Lục Lâm Thiên dẫn đầu nhảy ra khỏi thông đạo kia. Hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nơi này quần sơn trùng điệp, mang theo một mảnh đỏ đậm, khắp nơi đang toát ra nhiệt khí, phỏng chừng tu vi vũ tướng cũng chưa chắc chống chịu được. Bởi vì nơi này vẫn thuộc phạm vi thiên đảo. Hắn đưa mắt nhìn ra phía trước, từ nơi này có thể nhìn thấy thiên đảo cùng hỏa đảo vẫn còn đứng vững trên hải vực, trên hỏa đảo tản ra sương khói nóng rực, đem cả vạn lý hải vực che phủ thành một mảnh mông lung mờ ảo. Siêu siêu, mọi người lần lượt nhảy ra, quay đầu lại nhìn thông đạo, rốt cục đã rời khỏi không gian nguy hiểm kia, có thể đi ra còn có thu hoạch, cho dù thu hoạch không nhiều nhưng xem như cực kỳ phong phú. Nhiều ít còn chiếm được linh dược cùng vũ kỹ. Xem kìa, có người đã ra rồi. Không biết bọn hắn chiếm được bảo vật gì. Xa giữa không trung vẫn còn nhiều người tụ tập, nhưng không gian đỏ đậm kia làm bọn họ không dám tới gần, nhưng cũng không muốn rời đi. Rốt cục đã ra rồi. Lạc Kiến Hồng thở ra một hơi, nhân số có thể thoát khốn thật không nhiều lắm. Chỉ sợ còn không ít người vẫn lưu bên trong đi. Kim Sí Vương nói. Hơn ngàn người đi vào không gian, mặc dù mọi người đi vào quảng trường nhưng chỉ sợ còn có không ít người vẫn đang ở lại trong rừng cây lẫn núi non viễn cổ kia, cũng không biết không gian nơi này sắp hủy diệt. Oanh long long, cả thiên địa rung lên, không trung truyền ra tiếng ầm vang thật lớn, ngay sau đó thông đạo bắt đầu sụp đổ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiên đảo cùng hỏa đảo đồng thời bùng nổ nứt vụn. Ca ca, trên thiên đảo cùng hỏa đảo, mặt đất liên tục nứt nẻ, năng lượng phóng thích. Vặn vẹo cả không gian dao động nứt toác thành mảnh nhỏ. Chúng ta mau lui lại. Lục Lâm Thiên đột nhiên quát lớn. Hắn vừa dứt lời, mọi người kịp phản ứng, hào quang chợt lóe,
thân hình thối lui nhanh như chớp. Cảnh Văn, đi nhanh lên. Lục Lâm Thiên cầm tay Độc Cô Cảnh Văn vội vã thối lui. Ngay trên chân trời truyền ra tiếng nổ vang như sấm sét, chấn động cả thiên không. Oanh long long. Từ trên hỏa đảo, từng luồng dung nham như gió lốc thổi quét khắp nơi, đỉnh núi bị sốc ngược lên, dung nham nóng cháy tới mức khủng bố, trực tiếp đem cả không gian thiêu hủy tới vặn vẹo. Oanh long long. Dung nham khủng bố phun trào, bắn vọt lên thật cao cuối chân trời xa xa. Cả thiên đảo cũng bắt đầu sụp đổ, núi non bắt đầu run rẩy trầm xuống, sóng biển cuồn cuộn nhấc lên từng cơn sóng lớn như sóng thần, thậm chí nhấc cao hơn mấy trăm thước. Sơn băng địa liệt, sóng nước dâng tràn, nham tương phun lên thật cao vô cùng khủng bố, một màn cực kỳ rung động làm các cường giả đều chấn kinh hốt hoảng. Mọi người tận mắt chứng kiến hỏa đảo cùng thiên đảo đều biến thành đá vụn cùng nham tương chìm vào trong đáy biển sâu thăm thẳm. Ai, sau này sẽ không còn chân linh thánh quả. Lạc Kiến Hồng nhìn thiên đảo trầm xuống, ánh mắt cực kỳ đau lòng, đây chính là thứ tốt, cực kỳ trọng yếu trong việc bồi dưỡng đệ tử, sau này xem như đã không còn. Không biết địa phương linh khí hội tụ kia còn hay không? Lục Lâm Thiên nghĩ thầm. Trong lòng mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít nhất họ thuận lợi còn sống đi ra, những người còn ở lại bên trong phòng chừng đã hóa thành tro tàn. Lúc này trong lòng mọi người thật nhiều cảm xúc, lần này ai cũng chiếm được một ít ưu đãi. Nhưng họ đều hiểu rõ ràng người thắng lớn nhất chính là Lục Lâm Thiên, nhưng hiện giờ lại không có ai dám đánh chủ ý với hắn. Bàn Hủy huynh, đã an bài xong chưa? Lục Lâm Thiên quay đầu hỏi. Hẳn là ở gần bên, ta đi liên hệ xem sao. Bàn Hủy nói. Cũng tốt, tới lúc đó ta hội họp với ngươi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Dạ, trưởng môn. Bàn Hủy cùng Bàn Vân mang theo Bảo Nhi cùng Bối Nhi rời đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, không gian hỏng mất, cũng may mình đã sớm có an bài, nếu không sẽ tổn thất lớn. Vào đêm, ánh trăng treo cao, màn đêm tĩnh lặng. Nơi này là một trấn nhỏ cách thiên đảo gần nhất, các thế lực lớn cáo biệt rời đi, mặc dù cường giả Nhật Sát Các có lời mời, nhưng phải vài giờ sau Lục Lâm Thiên mới đi tới trấn nhỏ này, ngoài ra còn có người của Thánh Linh Giáo cùng Độc Cô Gia, Thiên Địa Các cũng có mặt. Sau khi Đạm Thai Tuyết Phi cáo biệt cũng dẫn người Thiên Vân Đảo rời khỏi, Lục Lâm Thiên muốn hỏi thăm vì sao Mộ Dung Lan Lan thoái vị nhanh như vậy, nhưng không tiện hỏi nhiều, hắn luôn nghĩ mãi mà không rõ lúc trước mình bị Mộ Dung Lan Lan bắt giữ, nhưng vì sao lúc tỉnh lại không gặp nàng, mà nàng còn thả hắn ra ngoài. Trên một ngọn núi ngoài trấn, hai thân ảnh đang ngồi trên tảng đá, gió đêm thổi qua, quần áo phơ phất, hai người này chính là Lục Lâm Thiên cùng Độc Cô Cảnh Văn. Lâm Thiên. Cảnh Văn. Hai người nhìn nhau, cùng lộ ý cười, Độc Cô Cảnh Văn nói. Lâm Thiên, mấy năm nay huynh có khỏe không? Dù sao cũng đã trôi qua, tóm lại cũng không tệ lắm. Lục Lâm Thiên thở mạnh, nhìn mỹ nữ, mỉm cười hỏi. Nhưng thường xuyên nhớ muội mà thôi. Huynh thật sự thường xuyên nhớ muội sao? Độc Cô Cảnh Văn nhận chân nhìn hắn chăm chú, tựa hồ câu trả lời đối với nàng cực kỳ trọng yếu. Đó là đương nhiên. Lục Lâm Thiên nhìn nàng, trong mắt có chút mê ly, đột nhiên kéo nàng vào lòng. Độc Cô Cảnh Văn run lên, không nghĩ tới hắn lại làm như vậy, hai người ôm lấy nhau, nghe được cả nhịp tim của đối phương. Lâm Thiên, muội cũng rất nhớ huynh, lần này trưởng lão trong tộc ra ngoài, muội cầu cha muội nên mới được ra một chuyến, nguyên bản muốn đi cổ vực tìm huynh, không nghĩ tới huynh ở Đông Hải. Độc Cô Cảnh Văn dựa vào ngực Lục Lâm Thiên, khẽ nói. Độc Cô Gia thật sự vì sư phụ huynh mà tới sao, vì sao gia tộc muội lại biết động tĩnh trên thiên đảo? Lục Lâm Thiên hỏi. Độc Cô Gia cũng có mạng lưới tin tức của mình bên ngoài, một ít chuyện đại sự cũng biết, vì vậy lập tức tới đây. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lâm Thiên, đế giả trong không gian kia thật là sư phụ của huynh sao? Tự nhiên là sư phụ huynh, chuyện này nói ra dài dòng, sau này hãy nói. Lục Lâm Thiên lại hỏi. Cảnh Văn. Độc Cô Gia tựa hồ có được linh hồn uy áp rất quỷ dị, rốt cục là cái gì? Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Nói cho huynh biết cũng không sao. Độc Cô Cảnh Văn ngồi thẳng dậy, có chút thẹn thùng nói. Lâm Thiên, mặc dù thực lực hiện tại của huynh rất mạnh, trên toàn đại lục đã là siêu cấp cường giả, nhưng chỉ đối với bên ngoài mà thôi, còn có không ít ẩn thế gia tộc, thế lực cực kỳ khổng lồ, còn mạnh hơn tam tông tứ môn. Nếu huynh gặp phải đừng nên trêu chọc, những thế lực kia còn cường hãn hơn trong sự tưởng tượng của huynh.
Độc Cô Gia chính là một trong số đó đi. Lục Lâm Thiên chỉ nghe Nam Thúc nhắc qua một ít về ẩn thế gia tộc mà thôi. Không sai, tổng cộng có 6 ẩn thế gia tộc, mỗi gia tộc đều tự có thiên phú đặc hữu, là bẩm sinh, cường độ thiên phú có mạnh yếu. 6 ẩn thế gia tộc tổng cộng có 6 thiên phú bẩm sinh, ảnh hưởng ngũ hệ thuộc tính, còn có ảnh hưởng linh hồn, mà Độc Cô gia tộc chính là có thiên phú ảnh hưởng linh hồn. Độc Cô Cảnh Văn nói, ảnh hưởng ngũ hệ thuộc tính, có phải là mộc hoàng khí, thủy hoàng khí, thổ hoàng khí, phong hoàng khí, hỏa hoàng khí? Lục Lâm Thiên hỏi, Bắc Cung gia tộc của Vô Song cũng có mộc hoàng khí. Như vậy huynh đã biết một ít, 5 loại thuộc tính hoàng khí trực tiếp ảnh hưởng thuộc tính. Nếu vũ giả mộc hệ giao thủ với người có mộc hoàng khí, trời sinh đã bị uy áp, mộc hoàng khí càng cao, uy áp càng lớn, nếu động thủ có thể đem người tu vi đồng cấp trực tiếp giam cầm, thậm chí phá hủy. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lợi hại như vậy sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Ảnh hưởng linh hồn của Độc Cô gia tộc cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng giam cầm linh hồn rồi phá hủy. Lục Lâm Thiên hỏi, khi giao thủ với cửu trưởng lão hắn đã tự mình thử qua, đích thật là như thế. Nếu không có kim sắc tiểu đao hắn căn bản không thể đối kháng. Không sai, thiên phú của Độc Cô gia tộc được xưng là thần hoàng khí. Độc Cô Cảnh Văn nói. Thần hoàng khí. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, có thể ảnh hưởng giam cầm linh hồn, thật quá kinh khủng. Vũ khí công kích chính là công kích vật lý, linh hồn công kích là công kích trên tinh thần. Độc Cô Cảnh Văn khó hiểu hỏi. Đúng rồi, Lâm Thiên, lúc huynh giao thủ với cửu trưởng lão. Vì sao không sợ thần hoàng khí uy áp, thậm chí cơ hồ không sợ linh hồn lực, chẳng lẽ huynh đã lấy được cơ duyên gì hay sao? Việc này huynh cũng không biết. Lục Lâm Thiên thản nhiên trả lời, không phải hắn không tin được nàng, nhưng hắn còn chưa muốn nói với bất luận kẻ nào, bởi vì trên người hắn có không ít bảo vật bị người ngoài hay biết, bởi vậy khi giao thủ với cửu trưởng lão hắn cũng không sử dụng huyễn ảnh thanh vũ dực đã tấn thăng làm thần khí. Vậy sao, là huynh không muốn nói ra, được rồi. Muội cũng không hỏi nữa, tóm lại có bảo vật chính huynh nên cẩn thận một chút, đừng bị người hay biết. Độc Cô Cảnh Văn nói. Muội vốn mang theo một kiện hồn khí địa cấp cho huynh, hiện tại xem ra linh khí địa cấp của huynh thật không ít, muội có một bộ linh kỹ không tệ lắm, tuy rằng chỉ là địa cấp trung giai nhưng có không ít diệu dụng, nhưng đệ tử trong tộc cũng khó thể tu luyện được, nếu huynh có thể tu luyện thành công, tận lực ít thi triển, miễn bị trong tộc phát hiện sẽ có không ít phiền toái. Độc Cô Cảnh Văn nói xong đưa qua một ngọc giản cho Lục Lâm Thiên. Cảm ơn. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, đồ vật của Độc Cô gia còn là linh kỹ địa cấp trung giai, nhất định là thứ tốt, sư phụ Chí Thánh từng cho hắn linh kỹ đề giai cao giai, nhưng linh kỹ địa cấp trung giai vẫn là vật tốt, huống chi là đồ vật của ẩn thế gia tộc. Đúng rồi Cảnh Văn, kiện hồn khí địa cấp muội muốn đưa ta, vậy không cần mang về, nói không chừng thích hợp với ta đấy, mặc dù ta cũng có nhưng muội đã thấy. Đều phân chia cho bọn họ. Lục Lâm Thiên thu hồi ngọc giản cười hắc hắc nói, có ích lợi hắn chưa bao giờ cự tuyệt, huống chi Độc Cô gia gia đại nghiệp đại, phỏng chừng cũng không để ý chút đồ vật này, có tiện nghi không chiếm cũng không phải phong cách của hắn. Huynh nha, vẫn giống như trước đây. Độc Cô Cảnh Văn chỉ vào trán Lục Lâm Thiên, tự nhiên hiểu được tính cách của hắn, trong tay lập tức xuất hiện quang mang, khí tức hùng hậu lan tràn, đó là một tiểu tháp cỡ lòng bàn tay, chân khí cực kỳ cường hãn. Còn có 9 cánh. Đây là hồn khí phòng ngự, cũng giống như kiện linh khí của Tâm Đồng muội, đều do một vị cường giả trong tộc luyện chế. Độc Cô Cảnh Văn nói. Thứ tốt. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, lập tức hôn lên trán Độc Cô Cảnh Văn. Huynh. Độc Cô Cảnh Văn thẹn thùng đỏ mặt, mặc dù hai người có tình tố nhưng chưa từng làm ra động tác thân mật như thế. Phải rồi Cảnh Văn, ta cũng có vật tặng cho muội. Lục Lâm Thiên sực nhớ, lập tức lấy ra một hộp ngọc đưa cho nàng. Đây là vật gì? Độc Cô Cảnh Văn cầm lấy tò mò hỏi. Đây là chú nhan đan, có thể vĩnh bảo dung nhan hiện tại. Lục Lâm Thiên nói, hắn vốn đặc biệt lưu lại cho nàng. Đây là vật của Linh Thiên Môn đi, muội nghe nói huynh có hồn ước với Lữ Tiểu Linh tiểu thư của Linh Thiên Môn. Độc Cô Cảnh Văn mở ra hộp ngọc hỏi. Việc này, Cảnh Văn, khi đó ta... Lục Lâm Thiên không nghĩ tới Độc Cô Cảnh Văn cũng biết chuyện này, nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời. Được rồi, nhìn huynh khẩn trương kìa, mặc dù trong lòng muội có chút không vui, nhưng đã nghĩ thông, huynh đã có Vô Song tỷ cùng Hồng Lăng, hiện tại thêm một người cũng không sao, nhưng sau này không được nhiều hơn nữa,
bằng không muội phỏng chừng Hồng Lăng sẽ không bỏ qua cho huynh. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt lộ vẻ tức giận, vốn muốn nói mình ghen tuông nhưng lại nói không nên lời. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, còn tưởng rằng nàng muốn truy cứu, như vậy làm chuyện chém trước tâu sau đối với nữ nhân luôn hữu hiệu vô cùng. Còn nữa, mặc dù chú nhan đan là vật kỳ diệu, nhưng đối với muội tác dụng không lớn, linh giả vũ giả đạt tới tôn cấp dung nhan sẽ cố định lúc thăng cấp, hiện tại muội đã là linh tôn tam trọng, hình dáng sẽ không thay đổi. Độc Cô Cảnh Văn nói, thì ra là thế. Lục Lâm Thiên thật sự không biết việc này, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Vậy hôm nào huynh tặng muội vật khác? Huynh đưa muội vật gì muội cũng thích, tuy chú nhan đan đối với muội vô dụng, nhưng muội cũng rất thích. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, cao hứng thu hộp ngọc vào giới chỉ. Lục Lâm Thiên cười tà khí, tiến tới bên cạnh nàng, nói. Cảnh Văn, muội xem. Cái gì? Độc Cô Cảnh Văn đột nhiên quay đầu lại, lời còn chưa dứt đôi môi đã bị một đôi môi mềm mại bao trùm, trừng mắt nhìn mới biết mình vừa hôn Lục Lâm Thiên, nhất thời kinh hãi, thẹn thùng lui ra sau một bước, nói. Huynh gạt muội. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang nhìn nàng chằm chằm, Độc Cô Cảnh Văn cúi đầu nói. Lâm Thiên, sao huynh nhìn muội như vậy? Trong lòng nàng có chút khẩn trương, lại có chờ mong, nhưng chờ mong điều gì chính nàng cũng không biết. Nhưng lời của nàng còn chưa dứt, khóe môi Lục Lâm Thiên cười tà khí, mạnh mẽ ôm chầm lấy nàng. Lâm Thiên, huynh muốn làm gì? Ta muốn ăn muội. Dưới ánh trăng, bên trong đình viện dưới chân núi, một bộ ấm pha trà tinh xảo, vài chén trà xinh xắn, hương trà thơm ngát tản ra, một nữ tử tuyệt mỹ đang nhìn chăm chú về hướng đỉnh núi xa xa. Ha ha, ta đã ngửi được hương trà. Lam Thập Tam đột nhiên xuất hiện. Dương Quá huynh đệ, người cũng tới sao? Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nguyên lai hương trà là ở đây truyền tới, trà ngon. Dương Quá xuất hiện giữa không trung, lập tức đi vào lương đình. Dương Quá huynh đệ cũng biết trà đạo sao? Tử Yên mỉm cười hỏi. Ta không hiểu trà đạo, nhưng trước kia tỷ tỷ thường pha trà cho ta uống, hương trà này làm ta nhớ tới tỷ tỷ. Dương Quá nói. Dương Quá huynh đệ, vậy ngươi nếm thử trà của ta, có khác biệt gì với tỷ tỷ của ngươi không? Tử Yên cười nói. Thần sắc Dương Quá yên tĩnh, cung kính ngồi xuống, bưng chén trà, nói. Tỷ tỷ thường nói, trà đạo giống như nhân sinh, có ngọt có đắng, lúc trước ta nửa hiểu nửa không, lời của tỷ tỷ ta luôn luôn không cách nào hiểu rõ. Dương Quá huynh đệ nửa hiểu nửa không, như vậy đã giỏi lắm, ta cũng vậy thôi. Tử Yên có chút kinh ngạc, lại cảm thấy tò mò với thân phận của tỷ tỷ Dương Quá. Trà ngon. Dương Quá hớp một hớp trà, có chút ngoài ý muốn, nói. Thật sự là trà ngon, tựa hồ có tác dụng tiêu trừ phiền não, trở về bản tính. Không nghĩ tới bộ dáng ngươi thoạt nhìn quê mùa, lại uống ra được hiệu quả này. Lam Thập Tam ngoài ý muốn nói. Lam Thập Tam, trà đạo của Dương Quá huynh đệ mạnh hơn ngươi nhiều. Tử Yên cười nói. Chỉ sợ người thích yên lặng đạm bạc mới có thể hiểu được ý nghĩa của trà, người còn kém lắm. Ai, ta không cảm thấy hứng thú đối với trà đạo, ta chỉ hứng thú với tu vũ. Lam Thập Tam thở ra một hơi, nói. Nhưng ta luôn thích uống trà ngon. Cho người uống chỉ làm lãng phí trà. Tử Yên nói. Lam Thập Tam, người nói sai rồi, uống trà kỳ thật chính là tu tâm cũng là tu vũ, tỷ tỷ thường nói trà vũ linh đều cùng một đạo. Uống trà cũng có không ít ưu đãi. Dương Quá nói. Thật sao? Lam Thập Tam ngạc nhiên nói. Dương Quá huynh đệ, nếu có cơ hội nhất định phải giới thiệu lệnh tỷ tỷ của ngươi cho ta làm quen, người cao minh như thế, ta nhất định phải bái kiến một phen. Tử Yên nói, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng mà tỷ tỷ không để ý tới ta, ta cũng tìm không được nàng. Ánh mắt Dương Quá có chút ướt ướt, lại uống cạn chén trà, nói. Chẳng biết tại sao hiện tại ta lại muốn uống rượu, lần trước cùng nhị đệ, Long Tam, Lăng Phong cùng Khuất Đao Tuyệt uống rượu trong Vân Dương Tông, cảm giác không tệ lắm, ít nhất làm cho ta không cần tưởng niệm tỷ tỷ. Có đôi khi tưởng niệm một người, thật sự muốn say, ta cũng muốn uống rượu. Ánh mắt Lam Thập Tam nhìn ra phương xa như hồi ức. Trên đỉnh núi, ánh trăng chiếu xuống, hiện rõ hai thân ảnh đang dây dưa cùng nhau. Khụ. Nhưng đúng lúc này một tiếng ho khan truyền tới, lại vang lên một thanh âm già nua. Tiểu thư, vừa nhận được tin tức của gia chủ, hiện
hiện tại chúng ta cần phải về. Hai người bị quấy rầy, trong lòng Lục Lâm Thiên tức giận, nghe thanh âm cũng biết là Linh Lão độc cô ra, thật sự không có chuyện gì tốt. Linh Lão, ta đã biết, sáng mai trở về không được sao? Độc cô Cảnh Văn hoảng sợ rời khỏi ngực Lục Lâm Thiên, cực kỳ kích động, thần sắc đỏ ửng càng tăng thêm vài phần mỹ cảm. Sáng mai cũng được, ta ở đình viện chờ tiểu thư về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thanh âm Linh Lão truyền tới, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Ta kháo! Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa vươn ngón giữa, lão gia hỏa kia rõ ràng muốn quấy rầy bọn họ, đây không phải là cố tình phá hỏng chuyện tốt của người khác sao? Lục Lâm Thiên thầm than mình sơ sẩy, nếu là địch nhân đột nhiên đánh lén, mình sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh Văn! Lục Lâm Thiên ôm mỹ nữ vào lòng, lại bị độc cô Cảnh Văn ngăn cản, thẹn thùng nói. Huynh còn muốn thế nào? Còn muốn. Lục Lâm Thiên cười tà khí, nói. Chỉ là muốn ôm muội mà thôi. Muội không tin huynh đâu, tay huynh chưa bao giờ chịu thành thật qua. Độc cô Cảnh Văn kéo bàn tay của Lục Lâm Thiên đang đặt trên mông mình, vẻ mặt đỏ ửng nói. Được rồi, chúng ta trở về đi, nơi này không phương tiện. Chẳng lẽ trở về thì phương tiện sao? Lục Lâm Thiên híp mắt cười hỏi. Vài năm không gặp, mồm mép huynh ngày càng láo lỉnh. Độc cô Cảnh Văn trừng mắt, lại dỉ tai hắn. Muội biết huynh muốn làm gì, nhưng bây giờ còn chưa được, muội còn phải nhận truyền thừa lần cuối cùng trong tộc, trước đó phải giữ được thân xử nữ, bằng không vừa rồi Linh Lão cũng không qua đây. Huynh thấy hắn có chút già mà không kính. Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, nguyên lai là do nguyên nhân này, như vậy hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, thật sự buồn bực. Được rồi, chúng ta trở về đi. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ. Như vậy mới ngoan, sau này sẽ có cơ hội. Độc cô Cảnh Văn nói xong, thẹn thùng ôm cánh tay hắn, hai người nắm tay đi xuống núi. Đúng rồi, Lâm Thiên, huynh đã lấy được bảo vật của Lục gia rồi đi. Độc cô Cảnh Văn hỏi. Phải. Lục Lâm Thiên trả lời, độc cô Cảnh Văn còn biết rõ về vô tự thiên thư hơn cả hắn. Huynh nhất định phải cất kỹ, có một số việc có lẽ bây giờ huynh còn chưa biết, muội cũng không thời gian nói tỉ mỉ. Tóm lại bảo vật kia rất trọng yếu. Độc cô Cảnh Văn nghiêm túc nói. Chẳng lẽ quan hệ tới bí mật đạp phá hư không cuối cùng? Lục Lâm Thiên nói. Không sai, đây là một trong những bí mật lớn nhất đại lục, được ẩn giấu trong bảo vật, chờ sau khi tu vi của huynh đã tới cấp độ đó, tự nhiên sẽ biết, bây giờ nói cũng không phải lúc, ngược lại tạo thành ảnh hưởng cho huynh, hiện giờ quan trọng nhất là đề cao tu vi, theo muội được biết huynh đắc tội không ít sơn môn. Mặc dù có Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn hỗ trợ, nhưng dù sao không phải thực lực bản thân, mấu chốt vẫn nên dựa vào chính mình, trên đời này không có đồng minh vĩnh cửu. Độc cô Cảnh Văn nói. Huynh hiểu được. Lục Lâm Thiên khẽ đáp. Lâm Thiên, thế lực bên cạnh huynh tựa hồ cũng không yếu ớt, huynh có tính toán gì không? Độc cô Cảnh Văn hỏi. Người không ngăn ta không phạm người dám phạm ta, dù bao xa cũng giết. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Muội sớm biết như vậy, huynh tuyệt không phải vật trong ao, hết thảy cẩn thận, mặt khác tam tông tứ môn, bốn đại sơn môn cổ vực huynh tận lực đừng va chạm, bọn hắn có nội tình vạn năm, không đơn giản như huynh tưởng tượng. Độc cô Cảnh Văn nhìn đình viện phía trước, nói. Chúng ta đã tới, huynh mau về nghỉ ngơi đi. Muội không thể lưu thêm vài ngày hãy đi sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ luyến tiếc hỏi. Độc cô Cảnh Văn lắc đầu, nói. Muội tin tưởng không cần bao lâu chúng ta có thể gặp lại. Được rồi. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, sáng mai gặp lại. Độc cô Cảnh Văn cố lấy dũng khí hôn lên môi hắn, liền rời đi. Chưa đủ đâu. Lục Lâm Thiên cười tà khí, lại kéo nàng hôn ngấu nghiến. Được rồi, huynh là bại hoại, trước kia đâu phải như thế. Độc cô Cảnh Văn giãy ra. Trừng mắt hờn dỗi nói. Là bởi vì trước kia khá thuần khiết. Lục Lâm Thiên vuốt mũi cười nói. Phốc. Độc cô Cảnh Văn bật cười. Vậy bây giờ thì sao? Hiện giờ là thuần khiết quá mức thôi. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Muội đi trước, tránh bị huynh thuần khiết quá mức độ. Độc cô Cảnh Văn sớm chuẩn bị, ngân mang chợt lóe, thân ảnh đi xa. Mau về nghỉ ngơi đi. Nhìn theo thân ảnh của nàng, Lục Lâm Thiên thật lâu cũng chưa rời đi. Các ngươi ẩn núp ở đó làm gì, đừng cho rằng ta không biết.
Thật lâu sau hắn đột nhiên quay đầu nói. Ai, Lục Lâm Thiên, tiểu tử ngươi thật làm người ghen ghét, hồng nhan hợp bầy a, hâm mộ, hâm mộ. Lam Thập Tam cầm chén trà lắc lắc, chậm rãi đi ra. Nhị đệ, Cảnh Văn tiểu thư thật sự không tệ, không kém hơn Hồng Lăng cùng Vô Song đệ muội chút nào. Dương Quá cũng cầm chén trà mỉm cười xuất hiện. Tử Yên cô nương pha trà, ta muốn nếm thử. Lục Lâm Thiên nhíu mày đi vào lương đình, hương trà thơm ngát làm hắn có chút khó nhẫn nhịn. Trở lại đình viên của mình, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, nhớ tới chuyện đã xảy ra đoạn thời gian gần đây, thật lâu vẫn chưa thể tĩnh tâm, hiện tại đã lấy được hổ âm yêu tinh, mọi chuyện cần làm đã làm xong, kế tiếp hắn phải nhanh chóng quay về Phi Linh Môn. Kiểm tra thu hoạch. Sau một lát hắn lấy ra không ít giới chỉ, sau thoáng do dự lại bố trí cấm chế, có hắc vũ ở nơi này, người bình thường không thể tới gần, có thể yên tâm đi vào thiên trụ giới. Tâm thần Lục Lâm Thiên vừa động, thiên trụ giới nổi lên, không gian chung quanh chợt nhộn nhạo, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã tiến vào thiên trụ giới, biến mất bên trong phòng. Bên trong thiên trụ giới tràn ngập khí tức tang thương trường tồn, bên trong vĩnh cửu như đã tồn tại trăm triệu năm, cũng không biết dùng chất liệu gì chế tạo. Phong cách cổ xưa, không có chút chân khí dao động, lại tạo cho người ta cảm giác áp lực. Mặc dù Lục Lâm Thiên đã nhận chủ thiên trụ giới, vẫn cảm giác giống như thời không rối loạn. Không gian này thật sự quỷ dị. Lục Lâm Thiên nhướng mày, cảm giác cực kỳ kỳ quái, dựa theo cách nói của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, thiên trụ giới tổng cộng có 9 tầng, tu luyện trong tầng thứ nhất 10 ngày tương đương 1 ngày bên ngoài, tới tầng thứ 9, tu luyện 90 ngày tương đương 1 ngày bên ngoài. Cũng gấp 90 lần, đây tuyệt đối là khủng bố, bảo vật như vậy là vật nghịch thiên, nếu bị người hay biết hắn có được bảo vật này, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái lớn, theo hắn phỏng chừng, so sánh với Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không hơn kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây dù có hưng phấn nhưng hắn cũng buồn bực, bởi vì Chí Thánh Đại Đế cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 5 mà thôi, hắn muốn đi lên tầng thứ 9, tuyệt đối là không dễ dàng. Một lát sau Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Trước mặt xuất hiện không ít chữ vật giới chỉ, phỏng chừng lên tới mấy trăm cái, hắn kiểm tra giới chỉ của sư phụ lưu lại, bên trong cũng không có cấm chế. Sư phụ, ngài rất nghiêu, phát tài rồi. Một khắc sau Lục Lâm Thiên mới kiểm tra xong, cảm thấy kinh hãi, giới chỉ này nhìn thật bình thường, nhưng không gian bên trong lớn hơn ngàn thước. Lúc này hắn mới biết tạp vật mà Chí Thánh Đại Đế đã nói ở trong mắt hắn cực kỳ rung động, thật nhiều linh dược, đan dược. Thậm chí là linh dược chỉ có trong truyền thuyết viễn cổ, còn có linh khí hoàng cấp, huyền cấp, phải hơn ngàn kiện. Lục Lâm Thiên thầm suy đoán, đây là do sư phụ nhàm chán luyện chế hay chiếm đoạt tới tay, hơn ngàn kiện linh khí thật sự quá dọa người, bây giờ hắn còn chưa tưởng được sơn môn nào có thể tùy tay liền xuất ra được nhiều linh khí như thế. Ngoài ra có vô số linh khí vũ khí, phải hơn vạn bộ, hắn thật vất vả mới tìm ra được cấp độ hoàng cấp cao giai, chủ yếu đều là huyền cấp. Mà địa cấp cũng không ít hơn 200 bộ, địa cấp sơ giai nhiều nhất, mà trung giai cũng chỉ có 20, cao giai có 5 bộ, giá trị tuyệt đối kinh người. Đây là tạp vật của linh đế sao, thật quá dọa người mà. Lục Lâm Thiên phục hồi lại tinh thần, Phi Linh Môn vốn xem như có nội tình, với bảo tàng mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại cũng đủ chống đỡ Thánh Linh giáo phát triển khá lâu, lại thêm bảo tàng trong Huyền Thiên Bí Cảnh, cộng thêm thu hoạch của hắn từ trước tới nay. Bây giờ có thêm phần thu hoạch kinh người này, chỉ sợ Phi Linh Môn sẽ phát triển tới mức không tưởng tượng nổi, có thể phát triển đại quy mô. Khuôn mặt hắn tươi cười tiếp tục tìm kiếm những giới chỉ khác, tuy đều có cấm chế nhưng cũng không làm khó được hắn. Trong mấy trăm giới chỉ chữ vật đúng là đại thu hoạch, đặc biệt còn có số giới chỉ của cường giả Nguyệt Long các bọn hắn, thu hoạch thật sự kinh người. Thu hồi giới chỉ, Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, Hỏa Long đỉnh xuất hiện trước mặt. Hiện tại hắn muốn luyện chế không gian thú nang, bởi vì lần trước hắn luyện chế một số cũng đã giao cho Đông Vô Mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, thủ ấn không ngừng đánh ra, không ngừng luyện chế không gian thú nang, cơ hồ mỗi nửa canh giờ là hoàn thành xong một lần. Hẳn là đủ rồi. Lục Lâm Thiên hài lòng mỉm cười, liên tiếp luyện ra 20 không gian thú nang hẳn đủ sử dụng. Thu hồi không gian thú nang, thoáng chút do dự. Mặc dù hao tốn không ít thời gian nhưng bên ngoài còn 3 giờ mới tới Hừng Đông, dù ở trong tầng thứ nhất vẫn còn dư giả. Còn thời gian, xem bảo vật. Trong tay Lục Lâm Thiên hiện ra linh khí hình tháp, một đạo bạch sắc lưu quang lan tràn, bạch quang ngày càng chói mắt, một cỗ năng lượng dao động đáng sợ dần dần bộc phát. Hồn khí địa cấp thật mạnh.
Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, năng lượng dao động làm cho hắn cảm giác bị áp chế, phỏng chừng đây là hồn khí địa cấp mà còn là cấp cao. Lục Lâm Thiên cũng muốn tìm hồn khí địa cấp công kích, hắn có kim sắc tiểu đao, muốn phòng ngự hẳn không có vấn đề, nhưng linh giả công kích chỉ có mỗi huyễn diễn đao trận, nếu có được một kiện linh khí công kích sau này phối hợp linh hồn phân thân thi triển, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhận chủ. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhìn hồn khí này thật không kém, không biết lại có diệu dụng gì. Thoáng chuẩn bị, Lục Lâm Thiên tách ra một giọt máu vào trong tiểu tháp trước mắt. Suy suy. Chỉ nháy mắt bạch quang ngưng lại, tiểu tháp hóa thành một mảnh bạch quang nhìn qua thật giống như ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi trong bóng đêm. Lục Lâm Thiên còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, tốc độ bạch quang thật quá nhanh, nháy mắt đã bao phủ toàn thân hắn. Hô! Đồng thời bạch quang mang theo năng lượng hùng hậu đấu đá lung tung, lập tức chui vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Bạch quang thu liếm, tiểu tháp bay vào trong đầu hắn. Mang theo năng lượng mạnh mẽ khiến Lục Lâm Thiên cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung thành 4-5 mảnh. Ông ông! Đúng lúc này, kim sắc tiểu đao đột nhiên xoay tròn bay ra, kim quang sáng ngời ngăn cản ngay trước mặt tiểu tháp. Vừa rồi tiểu tháp còn đang rằng co đấu đá, đột nhiên nhìn thấy kim sắc tiểu đao, phút chốc liền run rẩy lên, tựa hồ cảm giác được cỗ lực lượng áp chế thật lớn khiến nó không ngừng run rẩy dữ dội. Ông ông! Kim sắc tiểu đao nổ mạnh. Kim quang lan tràn tựa như đế vương nhìn xuống thần dân, dáng vẻ tràn ngập hung hăng, càn quấy bá đạo. Tên thổ phỉ này lại muốn làm gì? Cảm giác được biến hóa này, Lục Lâm Thiên mơ hồ có chút bất an. Hưu, chuyện mà hắn lo lắng thật sự xảy ra, kim sắc tiểu đao đột nhiên đánh xuống, tiểu tháp run rẩy lập tức bị chém thành mảnh nhỏ, hồn khí địa cấp thật dễ dàng bị đánh vỡ vụn. Hô, mảnh nhỏ khuếch tán. Trên kim sắc tiểu đao tràn ra cỗ hấp lực thật lớn, mảnh nhỏ kim trúc bị phá nát đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, bộ dáng đầy vẻ hung hăng càn quấy quay về chỗ tiểu hồn anh. Tên thổ phỉ, thật phá sản a. Hào quang quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức tiêu tán, toàn bộ mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt khiến cho hắn líu lưỡi sửng sốt, sau đó vô cùng bất đắc dĩ, một kiện hồn khí địa cấp rất tốt lại bị tên thổ phỉ kia chém một đao vỡ nát, thậm chí còn không thu được một mảnh vỡ. Giá trị kiện hồn khí kia thật không tầm thường, lại bị hủy như vậy, Lục Lâm Thiên dù buồn bực nhưng cũng không có cách nào, hiện tại hắn vẫn chưa lay động được tiểu đao chút nào, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, trong lòng chỉ đành mắng tên thổ phỉ kia vài câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi sắc trời gần sáng, Lục Lâm Thiên thở ra một hơi chọc khí, ánh mắt thâm thúy chẳng khác gì tinh tú trên bầu trời. Nên đi ra ngoài rồi. Tâm thần vừa động, Lục Lâm Thiên đã quay lại trong phòng. Hào quang chợt lóe, thiên trụ giới chợt biến mất. Bên ngoài đình viện có một quảng trường nhỏ, mọi người đều tụ tập nơi đây. Lục Lâm Thiên nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt tràn ngập quyến luyến. Lâm Thiên, muội phải đi rồi. Độc Cô Cảnh Văn không đành lòng rời đi, nhưng nàng nhất định phải trở về. Được, chờ ta có thời gian sẽ đi tìm muội. Lục Lâm Thiên nói. Tuy muội rất muốn huynh đi tìm muội, nhưng lại không hy vọng huynh đi. Ít nhất thực lực bây giờ của huynh còn chưa đủ để đi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Bất kể như thế nào, có một ngày ta sẽ đi Độc Cô ra. Trong mắt Lục Lâm Thiên lộ vẻ kiên định. Có những lời này của huynh là đủ rồi. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên cười, nhào vào trong lòng Lục Lâm Thiên, khẽ nói. Lâm Thiên, không bao lâu nữa sẽ phát sinh một đại sự, với thiên phú của huynh phải nhanh chóng đột phá tôn cấp, sau đó mới có cơ hội tham dự. Muội biết thân thể sư phụ huynh đang ở trên người huynh, trong thân thể đế giả có đế giả chi nguyên, đó là bảo vật, huynh nhất định phải đạt được. Dứt lời nàng rời khỏi lòng Lục Lâm Thiên, thu liễm thần sắc, lộ ra khí chất cao quý như trước. Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi. Linh lão chậm rãi đi tới, thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nói, dứt lời giữa không trung vang lên tiếng xé gió, vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện. Những yêu thú kia toàn thân trắng tuyết, quanh thân tản ra hàn băng khí, hai mắt đỏ đậm, tứ chi có móng vuốt sắc bén, chính là hàn băng thiên lang, Lục Lâm Thiên cũng từng gặp qua. Cảnh Văn tỷ, sau này đệ sẽ đi thăm tỷ. Tiểu Long cùng Lục Tâm đồng tiến lên cáo biệt. Được, được, ta chờ các ngươi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Huynh phải thành thật một chút đó, Tiểu Long, giúp ta canh chừng lão đại của đệ. Cảnh Văn tỷ, đệ sẽ nghe lời. Nhưng lão đại thường xuyên khi dễ đệ thôi. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long,
tiểu tử này luôn quải ngược cánh tay ra ngoài, một lát phải thu thập hắn. Vậy đệ nói với Hồng Lăng đi. Độc Cô Cảnh Văn cười nói. Lâm Thiên, muội đi đây. Được. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta không cần xa rời nhau. Độc Cô Cảnh Văn hôn lên má Lục Lâm Thiên, thân thể mềm mại vừa động, nhẹ nhàng nhảy lên lưng một đầu Hàn Băng Thiên Lang, tóc mai bay bay, dung nhan khí chất làm người sao xuyến. Người Độc Cô gia cũng nhảy lên lưng yêu thú, không gian chấp lên, cửu trưởng lão tựa hồ đã khôi phục không ít, nhưng vẫn có vẻ uể oải, lần này thật sự trọng thương không nhẹ. Cửu trưởng lão, năm đó trên Vân Dương Tông, người nói nếu người muốn giết ta chẳng khác gì giết chết một con kiến, hiện tại lời này ta nguyên vẹn trả lại, phong thủy luân lưu truyền, đừng khinh thường thiếu niên, chư vị, tạm biệt. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Sắc mặt cửu trưởng lão run rẩy lên. Không biết là do thương thế quá nặng hay không lời nào phản bác, luôn nói không nên lời, nhưng ánh mắt âm hàn oán độc tới cực hạn. Lục Lâm Thiên, làm người nên thu liễm một chút tốt hơn. Một cường giả Độc Cô gia nhìn Lục Lâm Thiên nói. Được rồi, đi thôi. Linh lão lướt mắt nhìn Lục Lâm Thiên cùng Hắc Vũ, ánh mắt dừng lại trên người Tử Yên cùng Lam Thập Tam, sau đó phất tay rời đi. Hy vọng lần sau gặp mặt ta đã không cần sợ Độc Cô gia. Thân ảnh đã mơ hồ không còn nhìn thấy, mãi tới khi hoàn toàn biến mất, Lục Lâm Thiên mới quay người lại. Thật nhiều yêu thú. Hình như đều là yêu thú cao giai, đều là cường giả a. Không ít người trong trấn nhỏ đều kinh ngạc, không biết từ lúc nào mọi người đã đổ xô ra ngã tư đường. Lục trưởng môn, có được hồng nhan như vậy không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ. Một thân ảnh xinh đẹp đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tử Yên cô nương cũng đừng trêu ghẹo ta. Lục Lâm Thiên cười nói. Lục trưởng môn, chúng ta cũng phải đi rồi, có vài chuyện cần nói với Lục trưởng môn, phỏng chừng gần đây ngài luôn ở Đông Hải nên chưa biết. Tử Yên nói. Chẳng lẽ chuyện ở cổ vực hay đại lục linh vũ? Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống. Tử Yên khẽ gật đầu, một lát sau mọi người đã vào một đình viện yên tĩnh. Lục trưởng môn, việc này theo đạo lý mà nói không nên nói ra. Lục trưởng môn cũng biết quy củ của thiên địa các, mà bây giờ ta chỉ là dùng thân phận cá nhân nói ra, không quan hệ tới quy củ thiên địa các. Trong phòng chỉ có Lục Lâm Thiên cùng Tử Yên. Vậy ta đa tạ Tử Yên cô nương trước. Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn, mấy tháng nay cổ vực xảy ra không ít đại sự, địa bàn của Phi Linh Môn đã bị Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo cùng Hóa Vũ Tông chiếm đoạt không ít, song phương giao chiến rất nhiều lần, cả hai bên đều có tổn thương. Tuy Phi Linh Môn thiệt thòi nhưng nhờ có Đông Vô Mệnh dùng độc vật tương trợ, ngoài ra còn có linh thú yêu thú, cũng không tổn hại quá lớn, mặc dù Linh Thiên Môn cũng giúp đỡ nhưng lại bị Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo cầm chân, không thể xuất quân. Tử Yên nói. Đáng chết. Audio